sắc đẹp của Ngọc Cơ Mạn Diệu chỉ thua Ngọc Cơ Lan Lam một bậc, bàn về gợi cảm, quyến rũ, khả năng chủ động trên giường thì đa số nam nhân sẽ chọn nàng chứ không phải sư muội. Ngọc Cơ Mạn Diệu cười duyên, gò má hơi hồng, môi đỏ mọng hé môi, ngón tay vẽ ngực phong phi vân. Ta cứ nghĩ người đoán ta là sư muội. Ta đều nghĩ. Phong Phi Vân bật dậy đè Ngọc Cơ Mạn Diệu xuống, tấn công càng cuồng dã. Phong Phi Vân làm Ngọc Cơ Mạn Diệu nằm dưới thân thở hổn hển, hàm răng run cầm cập, năm ngón tay co lại. Không lâu sau Ngọc Cơ Mạn Diệu co giật toàn thân, tiết ra, ướt đẫm vải gấm trải giường. Ngọc Cơ Mạn Diệu giật mình, lòng run rẩy. Ngọc Cơ Mạn Diệu đến tìm Phong Phi Vân là vì thấy lúc trước hắn đại chiến cùng mười mấy tôn giả dương giới, biểu hiện cơ thể cường đại, thiên phú đỉnh cao. Dù Phong Phi Vân không phải thiên tài đẳng cấp sử thi thì thiên phú cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nên Ngọc Cơ Mạn Diệu muốn hợp tập song tu với Phong Phi Vân, nàng định đêm nay truyền song tu đại pháp cho hắn. Sau khi song tu Ngọc Cơ Mạn Diệu sẽ có trình độ thiên phú ngang ngửa Phong Phi Vân, bản thân hắn cũng được nhiều ích lợi. Nhưng chỉ mới bắt đầu giao hợp Ngọc Cơ Mạn Diệu đã chìm đắm trong thịt dục, còn tiết ra, quên chuyện tu luyện. Chuyện này rất khủng bố. Đêm nay là lần đầu tiên Ngọc Cơ Mạn Diệu phá thân, nếu chìm đắm trong thịt dục thì tu vi cũng bị phế, sau này sẽ sa đọa thành dục nô của Phong Phi Vân, rất khó tìm về bản thân. Trong âm dương song tu môn đây là điều cấm kỵ hàng đầu, nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi vì không nhịn được thịt dục nên trở thành nô lệ trên giường của nam nhân. Ngọc Cơ Mạn Diệu thấy quá nhiều ví dụ, Ngọc Cơ Mạn Diệu không ngờ chính mình cũng suýt sa đọa. Phong Phi Vân tiếp tục cày cuốc, rông gió nổi lên. Làm người Ngọc Yêu Kiều thở gấp van xin. Nhất trận phong, tạm dừng, Phong Phi Vân không dừng lại, ánh sáng vàng lấp lánh trên người, ánh mắt nghiền ngẫm, càng dốc sức hơn. Cầu xin, ngươi, hãy dừng một lúc, ta, nghiêm túc, Ngọc Cơ Mạn Diệu bắt đầu cầu xin, mắt ngập nước, lệ trào khóe mắt, cơ thể lại co giật, đôi chân như lún vào vũng lầy. Phong Phi Vân biết Ngọc Cơ Mạn Diệu chủ động bò lên giường hắn chắc chắn có mưu đồ gì. Nếu không Ngọc Cơ Mạn Diệu có cảnh giới bán tôn chân nhân sao có thể tùy ý lên giường với nam nhân. Còn là lần đầu tiên của nàng. Ngọc Cơ Mạn Diệu đã chủ động thì Phong Phi Vân không khiến nàng thất vọng, cho nàng lâng lâng trên mây, da thịt trắng nõn ửng hồng, mắt đẹp thành mắt cá chết. Nhưng tâm trí Ngọc Cơ Mạn Diệu kiên cường, giữ chút lý trí không ngừng van xin, nức nở làm người ta yêu thương. Mãi khi Ngọc Cơ Mạn Diệu sắp mềm nhũn, Phong Phi Vân mới thả chậm tốc độ, dịu dàng vuốt gò má mềm mại. Phong Phi Vân khẽ hỏi. Nếu nàng trả lời ba câu hỏi thì ta sẽ tha cho nàng. Hỏi, hỏi đi, hộc. Eo Ngọc Cơ Mạn Diệu run run, khuôn mặt trắng bóc đỏ hồng, nàng chỉ sót lại chút lý trí cuối cùng, sắp tan vỡ. Da thịt toát mồ hôi, Ngọc Cơ Mạn Diệu như con cá trong nước. Phong Phi Vân hỏi. Ngọc Cơ Lan Lam rốt cuộc là ai? Ngọc Cơ Mạn Diệu đắn đo một lúc, nhíu chặt mày, cuối cùng gục ngã. Nàng, là La Sát Hoàng. Phong Phi Vân hiểu ra, gật gù, cười hỏi. Thân phận của nàng là gì? Ngọc Cơ Mạn Diệu thở hổn hển, tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Phi Vân. Môn chủ của âm dương song tu môn. Thì ra là vậy, ta đã thấy lạ rồi, sao bỗng dưng nhảy ra một nữ nhân đã có tu vi đáng sợ đến thế? Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát lại cười nói. Ngọc Cơ Lan Lam thật sự là sư muội của nàng. Nói cách khác nàng thật sự tu luyện song tu đại pháp của âm dương song tu môn. Ngọc Cơ Mạn Diệu ai oán liếc Phong Phi Vân, gật đầu nói. Xin ngươi đừng dùng giọng điệu bấn cợt khi nói đến bốn chữ song tu đại pháp. Song tu đại pháp vốn là công pháp thần thánh của đạo gia, tinh thuần hơn bất cứ công pháp. Song tu nghĩa là thành đôi thành cặp, nhất vinh câu vinh. Cùng chung đại đạo chứ không phải thuật thải bổ rác rưởi kia. Phong Phi Vân nói. Ta bỡn cợt bao giờ? Oan quá! Chẳng lẽ ngươi có ý đồ với sư muội? Ngọc Cơ Mạn Diệu nhắc nhở. Nhân lúc còn sớm hãy từ bỏ tà niệm đi. Tuy sư muội tu luyện chưa đến trăm năm nhưng có nội tình La Sát Phương Triều gia cố, sớm đột phá chân nhân cảnh, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Nàng tâm cao khí ngạo, bản thân là thiên tài đẳng cấp sử thi. Rất ít có nam nhân lọt vào mắt sư muội, nếu không đã chẳng chờ đến bây giờ vẫn chưa có bạn lữ song tu. Phong Phi Vân ôm eo nhỏ xinh, siết chặt, cười nói. Nàng cũng tâm cao khí ngạo, chẳng phải bây giờ đang nằm trong ngực ta sao? Ngọc Cơ Mạn Diệu lườm Phong Phi Vân. Ta là vì tư chất không cao hơn sư muội,
cần tìm bạn lữ song tu gấp. Thiên phú, tu vi của ngươi không tệ, ngang với ta nên ta mới chọn ngươi, nếu không làm gì đến lượt tên trộm hái hoa nhà ngươi. Thiên phú của chúng ta ngang nhau. Nếu nói tu vi thì Phong Phi Vân và Ngọc Cơ Mạn Diệu ngang ngửa, hoặc nên nói là hắn yếu hơn một bậc. Nhưng nói đến thiên phú, Phong Phi Vân không cho rằng Ngọc Cơ Mạn Diệu sẽ bằng hắn là đỉnh thiên tài đẳng cấp sử thi. Ngọc Cơ Mạn Diệu nói, thiên phú của ngươi chắc là cảnh giới tài tuấn nghịch thiên, chỉ kém một bước là đến thiên tài đẳng cấp sử thi. Lúc độ địa kiếp dẫn tám duyên hà, ta độ địa kiếp cũng vậy. Nhưng độ mạnh thân thể của ngươi kinh người, dù không phải thiên tài đẳng cấp sử thi thì sức chiến đấu cũng không thua kém gì. Phong Phi Vân chỉ cười cười, khều mũi Ngọc Cơ Mạn Diệu. Mới rồi nàng nói cần tìm bạn lữ song tu gấp vì cái gì? Ngọc Cơ Mạn Diệu trả lời. Vì ta sắp địa hạn. Phong Phi Vân không tin. Đang đùa sao, nàng tối đa tu luyện gần 500 năm, đại hạn tuổi thọ còn xa mới đúng. Ngọc Cơ Mạn Diệu lắc đầu, nói. Người có nghe câu chỉ âm không sinh, chỉ dương không dài chưa? Phong Phi Vân gật đầu. Ngọc Cơ Mạn Diệu môi hồng răng trắng, thanh âm như chim oanh hót. Tu luyện song tu đại pháp chú trọng là âm dương điều hòa, kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tu vi. Bình thường đệ tử âm dương song tu môn tuổi thọ dài hơn tu sĩ bình thường, với điều kiện là song tu. Phong Phi Vân đăm chiêu. Nhưng nàng không tìm được đạo lữ song tu thích hợp, cô âm sinh ra trong người nhưng không thể âm dương điều hòa, làm giảm tuổi thọ. Đúng, nên mới để ngươi nhặt của hời. Ngọc Cơ Mạn Diệu cúi đầu, kiều diễm quyến rũ, da thịt như có hạt nước chảy ra, tựa mỹ ngọc nằm trong ngực Phong Phi Vân, ấm áp mà mềm mại. Phong Phi Vân sờ cằm hỏi. Nghe bảo âm dương song tu có thể cho nam nhân được ích lợi lớn nhưng tại sao ta không cảm nhận được điều đó? Đã bị ngươi ăn sạch sẽ mà còn nói không cảm nhận được ích lợi. Loại người gì vậy? Ngọc Cơ Mạn Diệu dịu dàng quyến rũ, ngón tay vẽ ngực Phong Phi Vân. Người ta chưa kịp truyền song tu đại pháp đã bị ngươi làm chết đi sống lại, suýt lạc mất trong thịt dục. Phong Phi Vân vuốt cằm thon của Ngọc Cơ Mạn Diệu. Được rồi, nàng cũng ngoan, đêm nay tặng phúc trạch cho nàng đi. Một luồng sáng nhập vào não Phong Phi Vân biến thành kinh văn, nhiều tư thế lõa lổ hiện ra. Hàng chữ dâm mỹ, nhưng trong dâm có khí thánh khiết đạo đức, khúc dạo đầu ghi rõ, song tu đại pháp, âm dương điều hòa. Tình dục cao, thịt dục thấp. Kinh văn song tu đại pháp này thuộc song tu đại pháp tối cao, chỉ mấy người trung tâm nhất âm dương song tu môn mới tu luyện được. Phong Phi Vân nghiên cứu kỹ, phát hiện đây là bộ thứ hai trong đạo điển, một trong ba thánh điển của thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân đã biết là thứ tốt, một giai nhân tuyệt trần nằm dưới thân, hắn muốn thử một chút. Khả năng lĩnh ngộ của Phong Phi Vân rất mạnh, nhanh chóng lĩnh ngộ chủ yếu trong song tu đại pháp, thế là đã đủ. Bởi vì Phong Phi Vân không cần dẫn dắt, người dẫn dắt là Ngọc Cơ Mạn Diệu. Tạo nghệ song tu đại pháp của Ngọc Cơ Mạn Diệu rất cao, đã nghiên cứu mấy trăm năm, Phong Phi Vân hành động theo nàng là được. Rất nhanh hai người hòa tan vào nhau, nước sữa giao hòa, các loại tư thế luân phiên sử dụng. Nắng sớm đến, ánh nắng ấm áp, trong không khí có nước bốc hơi. Tiếp dẫn cổ trấn nghênh đón ngày mới. Tâm tình Phong Phi Vân rất tốt, toàn thân tràn ngập lực lượng, mắt bắn tia sáng. Trong cơ thể Phong Phi Vân dựng dục Phật quang, đạo quang vô tận. Phong Phi Vân nhẹ nâng tay là có vô số tinh khí lượn lờ xung quanh. Phong Phi Vân hơi bất mãn nói. Mới chỉ đến sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, xem ra có song tu đại pháp cũng khó khiến tu vi thật sự tăng vọt, tóm lại vì lĩnh ngộ kim tảm kinh qua thấp. Đêm hôm nay Phong Phi Vân dốc sức, tu luyện, nhưng kết quả không như ý. Nếu ai nghe câu này sẽ tức giận đấm ngực dậm chân. Đến cảnh giới cự phách mà còn tiến bộ mau như vậy đã làm người ta hâm mộ muốn chết. Phong Phi Vân mặt dày được nước lấn tới, không chọc giận người thì là gì. Sau khi đến thiên mệnh đệ cửu trọng, Phong Phi Vân cảm giác lực lượng càng tràn đầy, bên tai tùy thời nghe đại đạo thiên âm. Phong Phi Vân mơ hồ thấy ngưỡng cửa cảnh giới niết bàn, bây giờ dưới chân nhân hắn khó gặp địch thủ, đã bước vào hàng vô thượng cự phách. Người giật mình nhất là Ngọc Cơ Mạn Diệu, chỉ trong một đêm nàng đã đến thiên phú đỉnh thiên tài đẳng cấp sử thi, ngang hàng với Phong Phi Vân. Ngọc Cơ Mạn Diệu càng thêm linh động, quyến rũ, trong cơ thể dựng dục tiềm lực minh mông vô tận, trở thành nữ nhân có tư chất cao cấp nhất trên mảnh đất này. Phong Phi Vân ta thán đạo điển thần kỳ, không uổng là thánh điển ngang hàng với Kim Tàm Kinh. Song tu đại pháp mới chỉ là bộ thứ hai của đạo điển.
Đến bây giờ Phong Phi Vân còn nhớ khi Ngọc Cơ Mạn Diệu rời đi bộ dạng vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, giống hồ ly nhỏ ăn đường mật. Sau khi biết mình có thiên phú đẳng cấp sử thi, Ngọc Cơ Mạn Diệu biết thân phận thật của Phong Phi Vân, nỗi lòng kích động, lần này nàng đã nhặt được báu vật. Ngọc Cơ Mạn Diệu cứ nghĩ Phong Phi Vân là đại đạo hái hoa nhất trận phong, định sau khi song tu với hắn rồi dùng song tu đại pháp trói buộc hắn, không cho hắn hái nữ nhân khác nữa, ngoan ngoãn theo nàng trở về âm dương song tu môn. Nhưng khi biết thân phận thật sự của Phong Phi Vân thì Ngọc Cơ Mạn Diệu vứt bỏ ý nghĩ đó, âm dương song tu môn nho nhỏ của nàng không trói buộc hắn được. Sau khi thiên phú Ngọc Cơ Mạn Diệu đến đẳng cấp sử thi, nàng không còn thỏa mãn chỉ một âm dương song tu môn. Tiềm lực của Ngọc Cơ Mạn Diệu trở nên rộng lớn chưa từng có, nàng có thể lo đến tương lai càng cao xa hơn. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Một người có dã tâm bao lớn được quyết định bởi trong tay nắm giữ bao nhiêu năng lực. Phong Phi Vân đi ra ngoài, Tất Ninh Soái đã chờ sẵn. Tất Ninh Soái cười kỳ dị. Mùi vị đêm qua thế nào? Phong Phi Vân cười hỏi lại. Ngươi biết rồi. Xì, người trong Ngọc Cung Lầu Các đều thấy sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam chạy vào phòng ngươi. Đại đạo hái hoa quả nhiên danh bất hư truyền, động tác mau kinh. Mới chỉ quen một ngày đã. Ha ha ha, nàng là môn chủ âm dương song tu môn. Tất Ninh Soái giật mình kêu lên. Cái gì? Tất Ninh Soái lặng im, suy tư, trong mắt tràn ngập tôn kính, há mồm nhưng không nói nên lời. Tất Ninh Soái đã đoán ra thân phận của Ngọc Cơ Lan Lam, cái tên ba tay này rất thông minh. Phong Phi Vân giao Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo cho Ngọc Cơ Mạn Diệu, khiến nàng chăm sóc giúp. Phong Phi Vân và Tất Ninh Soái đi Phổ Đà Sơn. Tất Ninh Soái treo lệnh bài của Lục Gia bên người, đi lòng vòng trong thị trấn ven tiếp dẫn cổ trấn. Rất nhanh có người theo dõi Tất Ninh Soái, giữa trưa một nam nhân trung niên tìm tới gã. Hai người đi bến đỏ bí mật, ngồi linh thuyền độc mộc hướng tới giữa Nam Hải. Phổ Đà Sơn nằm trong Nam Hải nhưng trừ người của Phổ Đà Sơn ra không ai tìm được địa chỉ. Đây là một khúc gỗ thô to, dài hơn 700 thước, đường kính khoảng hơn 50 thước điêu khắc thành chiếc thuyền gỗ. Bên trên khắc đầy trận văn, chỗ trận văn giao giao khảm một linh thạch to cỡ đầu người cung cấp năng lượng. Trên linh thuyền độc mộc trừ Tất Ninh Soái ra có thủ lĩnh tà đạo khác, toàn là hùng chủ một phương, có quan hệ với vài người trong 6 gia tộc Phổ Đà Sơn, có thể đến nơi trước. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la, cũng leo lên linh thuyền độc mộc, không bị ai phát hiện. Phong Phi Vân chợt nhận ra tu vi của hắn càng cao, sau khi rót linh khí vào tơ tằm thì hiệu quả ẩn thân của ẩn tàm sa la càng tốt. Nếu người bình thường không có linh khí mặc ẩn tàm sa la cùng lắm đánh lừa được tu sĩ thiên mệnh đệ thất trọng chuẩn bị. Với cảnh giới Phong Phi Vân bây giờ có thể giấu nhân vật cảnh giới chân nhân bình thường. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ mặc ẩn tàm sa la dám đánh lén chân nhân rất có thể sẽ tổn thương được chân nhân. Cái gọi là chân nhân ý chí tu sĩ cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn chia 9 cảnh giới, đây là cảnh giới rất bí ẩn, không thuận buồm xuôi gió như cảnh giới thiên mệnh. Niết Bàn là chết rồi mới sống, có người gọi nó là luân hồi sinh tử. Nghĩa là trong cảnh giới Niết Bàn, mỗi tăng một tầng sẽ trả qua một lần sinh tử. Người có thể Niết Bàn trọng sinh mới nâng lên một cảnh giới được, còn không Niết Bàn thì thành mây khói. Niết Bàn cửu trọng thiên chỉ là truyền thuyết, đa số người chỉ Niết Bàn được 4, 5 lần. Đến Niết Bàn tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên sẽ trùng kích cảnh giới vũ hóa, không dám ở lại cảnh giới Niết Bàn nữa. Đây là một đại cảnh giới sinh tử, tu sĩ trải sau 6 lần Niết Bàn là tuyệt đại anh hào. Người qua 7 lần Niết Bàn càng thưa thất hơn, ai nấy là nhân kiệt thật sự. Tồn tại qua 9 lần Niết Bàn thì phải là thánh linh thời thượng cổ, đời sau không còn ai làm được. Như Chí Tàng Đại Sư là Niết Bàn đệ nhất trọng, thuộc hàng chân nhân tu vi thấp nhất, trải qua sinh tử Niết Bàn không quá nguy hiểm. Chí Tàng Đại Sư chỉ có thể lĩnh ngộ chân nhân đại đạo. Từ 7 tầng trở lên là hoàn thành lần đầu tiên Niết Bàn đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng thiên Niết Bàn thuộc tầng thấp nhất trong chân nhân, trong mắt cường giả đẳng cấp cự phách là cao không thể với tới, trong mắt tu sĩ bình thường thì như tồn tại thần thoại. Cảnh giới Niết Bàn sau mỗi lần sinh tử Niết Bàn sẽ chênh lệch tu vi rõ ràng. Mỗi khi đột phá một cảnh giới là vô cùng khó khăn, nguy hiểm càng lớn hơn. Nhiều chân nhân suốt đời chỉ có thể đến Niết Bàn đệ nhất trọng, không dám trùng kích Niết Bàn đệ nhị trọng. Đa số chân nhân trong Thần Tấn Vương triều chỉ đến Niết Bàn đệ nhất trọng, hiếm ai vượt trên nữa.
Phong Phi Vân nắm chặt mỗi giây ngồi khoanh chân bên cạnh Tất Ninh Soái tham ngộ Kim Tàm Kinh. Nam nhân trung niên dẫn Tất Ninh Soái đến linh thuyền độc mộc thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với gã, dường như cố ý thăm dò. Ví dụ Tất Ninh Soái quen biết đại tiểu thư như thế nào, tại sao đại tiểu thư giao lệnh bài cho gã vân vân. Tất Ninh Soái cười đánh trống lãng, thăm dò ngược lại nam nhân trung niên. Ví dụ Tất Ninh Soái làm bộ vô tình hỏi Phổ Đà Sơn có mấy linh dược điền, hay cao nhân tiền bối nào qua đời, vị trí phần mộ ở đâu. Tất Ninh Soái bảo là định đi tế bái. Ánh mắt nam nhân trung niên khinh thường thầm nghĩ. Sao đại tiểu thư quen một kẻ không mấy đẹp trai, tu vi không cao. Tiểu tử mặt đen này mắt trộm mày gian, bộ dáng muốn đào mộ tổ tiên nhà người ta lên. Nhìn ngang nhìn dọc không giống người tốt. Nam nhân trung niên thở dài, ai bảo đại tiểu thư nhìn chúng tiểu tử này thì biết làm sao. Nhị tiểu thư bị cầm thú nhi tử của yêu ma tai họa, vào vong hồn động phủ bế quan, chưa biết có đi ra không. Đại tiểu thư thành hòn ngọc quý, người thừa kế duy nhất của Lục gia. Phổ Đà Sơn. Đại tiểu thư của Lục gia tức Lục Nhân Nhân là một vị thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ khí vận của nàng đã rất mạnh, từng được một viên U Lam linh thạch, tu luyện thành U Lam chi nhãn, có thể thấy rõ tỉ mỉ, nhìn thấu thiên địa, được vận động nội bộ làm gia chủ Lục gia. Giờ phút này, Lục Nhân Nhân buồn phiền đứng trong kỳ thạch cổ viên linh vụ lượn lờ, xung quanh rồng linh thảo bảo dược dếm không xuể, mùi thơm khiến người quên lối về. Tu luyện tại đây tiến bộ nhiều, chỉ có đệ tử dòng chính Lục gia mới đến đây tu luyện được. Lục Nhân Nhân thẫn thờ không tập trung, nàng nhớ đến ân công đã gặp trong Thập Vạn Sơn Hà, đó là lần đầu tiên nàng động tình với một nam nhân. Không chỉ vì đối phương cứu nàng, còn vì khí chất thánh khiết, cao nhã, từng hành động làm tim Lục Nhân Nhân rung rinh, để lại dấu ấn sâu sắc khó phai. Sau khi quay về Phổ Đà Sơn, Lục Nhân Nhân bỏ ra nhân lực, vật lực rầm rộ tìm kiếm nhưng ân công như bốc hơi khỏi trần gian, không còn xuất hiện trong Thần Tấn Vương triều nữa. Lòng Lục Nhân Nhân thít chặt thầm nghĩ. Hay hắn đã chết trong Thập Vạn Sơn Hà? Giây sau Lục Nhân Nhân lắc đầu nguầy nguậy. Không, không đâu, hắn yêu nhã thong dong, bác học đa tài như vậy, sẽ không ai lấy mạng hắn được. Một thị nữ đứng ở ngoài dược điền, từ xa cúi đầu nói. Đại tiểu thư, gia chủ kêu tiểu thư đi đại sảnh một chuyến. Lục Nhân Nhân hỏi. Có chuyện gì? Thị nữ trả lời. Nghe nói đường huynh của gia chủ trở về, nguyên Lục gia chấn động, nhiều người đi nghênh đón. Lục Nhân Nhân hiểu ra, thầm nghĩ. Thì ra là đại bá trở về, hèn gì kêu mình xuất quan đi bái kiến. Đại bá Lục Phụng Tiên là đại nhân vật lợi hại, kinh tài tuyệt diễm, tu vi không yếu hơn phụ thân của Lục Nhân Nhân. Lục Phụng Tiên còn có thân phận chấn nhiếp mọi người, đó là điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện. Lục Nhân Nhân đi đại điện Lục gia, thấy nhiều tiền bối bình thường không xuất thế đều xuất quan. Bọn họ tụ tập lại, vui cười giỡn với nhau, không khí vui vẻ. Lục Nhân Nhân là người đến sau cùng. Trong đại điện trừ nhân vật trung tâm Lục gia ra còn có một số khuôn mặt lạ. Một vài tài tuấn đỉnh cao thế hệ trẻ kiêu ngạo, có thủ lĩnh tà đạo một phương, khí thế hùng hồn như có mặt trời bao phủ. Gia chủ Lục gia và Lục Phụng Tiên ngồi ở trên cao nhất. Bên trái có một hàng cường giả tà đạo mặc trường bào màu đen, khỏi nói cũng biết là kẻ hung ác điện thứ 10 Xâm La Điện. Thủ lĩnh là một người tuấn tú siêu phàm, mặc áo giáp, đệ tử đắc ý nhất của Lục Phụng Tiên, Vân Dương. Có rất nhiều cường giả nhưng Lục Nhân Nhân ung dung bước vào, như thể nàng không cảm nhận được uy nhiếp gì, phong độ đệ tử đại gia tộc hiện rõ ra. Lục Nhân Nhân quỳ dưới đất, thanh âm như chim vàng anh. Nhân Nhân xin thỉnh an phụ thân và đại ba, các vị lão tổ tông. Phụ thân Lục Nhân Nhân biến thành nghiêm nghị, vô cùng uy nghiêm nói. Đêm nay là bữa tiệc gia đình, mọi người đều đến chỉ có ngươi là muộn. Mẫu thân Lục Nhân Nhân là một mỹ phụ cung trang, vẻ mặt bất mãn lên tiếng bênh vực Lục Nhân Nhân, có vẻ rất cưng chiều nữ nhi này. Lục Phụng Tiên cười góp lời. Đường đệ, hôm nay chỉ là tiệc gia đình, cần gì nghiêm túc vậy? Nhân Nhân đứng lên đi, mấy năm không gặp đã trở thành mỹ nhân tự nhiên phóng khoáng rồi. Sợ là thanh niên tài tuấn khắp Phổ Đà Sơn tranh đổ máu đầu muốn làm nữ tế của Lục gia, ha 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 ha. Rất nhanh Lục Phụng Tiên ngừng cười, dường như nhớ đến chuyện gì khó chịu. Lục Phụng Tiên khẽ thở dài. Về chuyện Ly Vi muội muội của ngươi ta cũng rất áy náy, nhưng hung thủ Phong Phi Vân đã bị cường giả Xâm La Điện ta chặn chết trong Đồng Lô Sơn. Một khi bắt Phong Phi Vân chắc chắn sẽ nghiền hắn thành tro.
nhắc đến cái tên Phong Phi Vân là sắc mặt mọi người trở nên khó chịu. Mắt Lục Nhân Nhân lạnh băng, gật nhẹ đầu, lùi xuống ngồi vào ghế. Gia chủ Lục gia lên tiếng trước, trò chuyện một lúc. Mọi người chào hỏi thủ lĩnh tà đạo các phương, nể trọng chu đáo. Một nam nhân đeo nửa mặt nạ kim loại mở miệng nói. Nghe nói gần đây có một tên trộm hái hao rất lợi hại, lật ngược nguyên địa tử phủ. Thủ thứ hai điện thứ 10 Xâm La Điện, Vân Dương gật đầu nói. Đúng là nhân vật CEF hàm. Vân Dương lời ít ý nhiều, kiệm lời như vàng. Lão tổ Lục gia râu bạc hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tên trộm hái hoa, có gì lợi hại? Có người phụ họa. Nghe đòn trong di tích tháp cổ hắn một mình đấu với 7 cao thủ, nhờ thế mà danh chấn thiên hạ. Nhưng đó không phải thực lực thật sự của hắn, vì sau lưng hắn có một chân nhân Phật môn âm thầm giúp đỡ. Tên trộm hái hoa này chắc chỉ có tiếng không có miếng, thực lực thật sự không bằng ta. Người phụ họa là một thanh niên tài tuấn của tà đạo, tên là Vũ Văn Đào, nhân kiệt số 1 của Vũ Văn gia tộc, tư chất siêu phàm. Vũ Văn Đào xếp thứ 10 trong bảng thiên tài sử thi. Một thiên tài đẳng cấp sử thi duy nhất trong đại điện này. Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Ngu dốt, điện chủ lĩnh tà hoàng lệnh, điều động nhiều cường giả Xâm La Điện nhưng không bắt được Nhất Trận Phong, chỉ bằng vào tiểu bối nhà ngươi cũng dám huy anh hoang bảo hắn có tiếng không có miếng. Hay ngươi cho rằng điện chủ cũng chỉ có tiếng. Thanh âm như thần lôi nổ vang, chấn tất cả thủ lĩnh tà đạo hao mắt ù tai, biểu hiện thu vi cường đại không gì sánh nổi. Vũ Văn Đào mặt trắng không chút máu. Cổ họng nghẹn cục máu nhưng cố nuốt ngược lại. Vũ Văn Đào cũng là loại người ngạo khí ngút trời, bất đắc dĩ tu vi chênh lệch với Vân Dương quá lớn, bị áp chế hoàn toàn. Mặt Vũ Văn Đào chướng đỏ nhưng không thể nhúc hích. Vân Dương chính mắt thấy Phong Phi Vân đánh nhau, gã rất phục tu vi của hắn mạnh mẽ. Mắt Vân Dương sáng ngời nhìn Vũ Văn Đào, cười khẩy nói. Đêm hôm qua, bên Nam Hải, Nhất Trận Phong tự tay giết Tử Minh Vương. Lại đánh lùi 15 vị tôn giả dương giới. Chiến tích như vậy mà ngươi dám nói người ta có tiếng không có miếng. Tiểu bối, ngươi còn quá non. Ồn ào. Tin tức quá rung động. Nhiều thủ lĩnh tà đạo giờ mới biết chuyện, giật mình đầu óc ù đặc, lòng rối như tơ vò. Giết Tử Minh Vương, cần có tu vi khủng bố đến đâu mới làm được. May mắn tin Phong Phi Vân đánh bại Bạch Nguyệt sứ giả, bắt phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo chưa truyền đến. Nếu không đám người càng kinh hoàng hơn. Phong Phi Vân cũng rất giật mình, nàng chưa từng gặp đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong trong truyền thuyết nhưng nghe các thủ lĩnh tà đạo miêu tả thì tưởng tượng được đại khái. Đây là ma đầu khủng bố, tu vi kinh thiên động địa, nữ nhân nào gặp hắn cũng sẽ giàu. Xem ra Nhất Trận Phong được cơ duyên lớn trong di tích tháp cổ, tu vi lại tăng vọt. Không chừng được Phật bảo trong truyền thuyết, hoặc là xá lợi truyền thừa của chân Phật. Một kẻ làm người ta nhức đầu, không lẽ lại khai sáng ra thời đại nhục nhã? Có người nghĩ đến thời đại nhục nhã trong lịch sử do tên trộm hái hoa tuyệt đỉnh tạo ra. Sách cổ của ầm ỗi môn phái không muốn ghi lại điều đó. Sau này nhà ai có nữ nhân xinh đẹp phải giấu đi, nếu không sẽ gặp nạn. Có người liếc Lục Nhân Nhân, thầm suy đoán lý do gia chủ Lục gia mở bữa tiệc gia đình. Nhất Trận Phong đã đến Nam Hải, chắc chắn sẽ đi Phổ Đà Sơn. Loại trộm hái hoa này đi đâu là gây tai họa chỗ đó. Lục Nhân Nhân là minh châu tuyệt sắc của Phổ Đà Sơn, tên trộm hái hoa làm sao chịu bỏ qua. Rất nhanh suy đoán của mọi người được chứng thực. Gia chủ Lục gia nói. Rất khó đoán tu vi của Nhất Trận Phong đến cảnh giới nào, loại trộm hái hoa này càng đáng giận hơn người trong tà đạo chúng ta. Nếu không sớm tiêu diệt Nhất Trận Phong e rằng mảnh đất thần tấn vương triều này sẽ lại diễn ra lịch sử sỉ nhục. Lục Phụng Tiên hùa theo. Tà Hoàng đã ban Tà Hoàng lệnh thứ hai, phái tử vong hành giả và sinh mệnh hành giả đối phó Nhất Trận Phong. Trước khi đến thịnh hội tà đạo chắc chắn sẽ trấn áp hoặc giết Nhất Trận Phong, không biết các vị có cùng nhau ra tay không? Mọi người không ai không biết danh tiếng của tử vong hành giả, sinh mệnh hành giả, như sấm bên tai. Đối phó Nhất Trận Phong cần xuất động một vị điện chủ, hai hành giả, làm hơi quá. Nhưng nghĩ đến Tử Minh Vương bị trấn chết thì không có gì lạ. Nhân vật như thế đã rất khủng bố, đỉnh cao nhất thần tấn vương triều, vô thượng lão ma. Tà Hoàng có chỉ lệnh, đám thủ lĩnh tà đạo mấy ai dám từ chối. Tất cả lên tiếng bảo sẽ góp sức bắt giữ Nhất Trận Phong. Lục Phụng Tiên nhìn một thư sinh nho bào trắng, ánh mắt không có sự uy nghiêm của điện chủ mà mỉm cười hiền hòa nói. Nghe tiếng thiên toán thư sinh đã lâu,
chí lực thiên hạ vô song, chuyện thế gian không gì không biết. Không biết các hạ có biết lai lịch của Nhất Trận Phong không? Thư sinh nho bào trắng, thanh tú bình thường này lại là thiên toán thư sinh trong truyền thuyết. Nhìn lầm. Đám thủ lĩnh tà đạo, thiên tài tuyệt đỉnh nhìn sang. Bọn họ không ngờ lai lịch của thư sinh lớn như vậy, đây là một trong ba chí sư cao nhất thiên hạ. Sau khi Cảnh Phong đại chí sư qua đời, nguyên thần Tấn Vương triều chỉ còn thiên toán thư sinh, đại tự tại chân nhân. Trong thời gian đại tự tại chân nhân không xuất thế, thiên toán thư sinh đại biểu trí tuệ đỉnh cao nhất thần Tấn Vương triều, tồn tại không gì không biết. Hai tay thiên toán thư sinh giấu trong ống tay áo, đầu bới châm thư sinh, áo trắng không dính hạt bụi. Thiên toán thư sinh mỉm cười nói. Thiên cơ vận chuyển, tạo hóa thông huyền, có vài thứ không thể lộ ra nếu không bị giảm thọ. Nên việc này, không thể nói, không nói được. Tà Hồng Liên có mặt trong bữa tiệc, nàng đại biểu điện thứ hai Xâm La Điện. Con người Tà Hồng Liên co rút, nhíu mày liễu. Tà Hồng Liên biết thiên toán thư sinh nói chuyện có chừng mực, hay lai lịch của Nhất Trận Phong rất lớn. Lục Phụng Tiên nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ lai lịch của Nhất Trận Phong rất lớn, sau lưng có cường giả cái thế bảo vệ? Một thủ lĩnh tà đạo khác nhíu mày nói. Chắc vậy, nghe đồn bên cạnh hắn có một chân nhân Phật môn hộ đạo. Không chừng sau lưng Nhất Trận Phong có nhân vật càng khủng bố hơn. Thiên toán thư sinh nói một câu khiến tâm tình mọi người nặng nề. Có người đắn đo không biết có nên tham gia Nhất Trận Phong không, hành động này có khi nào gây họa lớn cho mình. Ngay khi đó, một nam nhân trung niên lặng lẽ đi vào đại điện nói nhỏ bên tai Lục Nhân Nhân. Vẻ mặt Lục Nhân Nhân hân hoan, kích động, đứng bật dậy định rời đi. Mọi chuyện không thoát khỏi thần thức của gia chủ Lục gia, nghiêm túc nói. Tiệc gia đình chưa chấm dứt, trưởng bối chưa đi mà ngươi đi trước, không có giáo dục. Lục Nhân Nhân sốt ruột sợ ân công chờ mất kiên nhẫn lại đi, muốn gặp hắn lần nữa không biết chờ tới năm nào tháng nào. Lục Nhân Nhân nói ngay. Có một vị bằng hữu đến Phổ Đà Sơn, Nhân Nhân xin đi trước, mong các vị tiền bối thứ lỗi. Trong lòng Lục Nhân Nhân rất kích động, sốt ruột, không kịp chờ một phút. Lục Nhân Nhân như thiếu nữ phản nghịch tình yêu chớm nở, không ai ngăn được nàng đi hẹn hò với tình lang mình thích. Gia chủ Lục gia tức giận quát. Bậy bạ. Thanh âm truyền khắp đại điện, quát ngăn Lục Nhân Nhân. Hai chân gia chủ Lục gia mềm nhũn quỳ dưới đất, chịu đựng áp lực mạnh mẽ như 9 tầng núi cao đè đầu, không thể nhúc nhích. Mẫu thân Lục Nhân Nhân vội điều giải. Nhân Nhân nói bằng hữu kia là vị ân công đã gặp trong Thập Vạn Sơn Hà. Làm mẫu thân hiểu rõ lòng nữ nhi nhất, nàng thấy Lục Nhân Nhân từ khi trở về từ Thập Vạn Sơn Hà thì mất hồn mất vía, đôi khi điên khùng, đôi khi cười khờ ngốc, đôi khi cua mày suy tư, đôi khi lẩm bẩm là biết ngay nữ nhi có người trong lòng. Lục Nhân Nhân gật đầu, nói. Là vị ân công kia, hắn kinh tài tuyệt diễm, là tấm gương cho thế hệ trẻ, có tạo nghệ đan đạo, trận pháp rất cao. Hai lần cứu nữ nhi trong Thập Vạn Sơn Hà, nhân phẩm rất tuyệt. Gia chủ Lục gia, các trưởng bối trầm ngâm, bọn họ nhìn Lục Nhân Nhân đến lớn, biết nàng mắt cao hơn đầu, ít có thiên tài nào lọt vào mắt nàng. Bây giờ Lục Nhân Nhân đánh giá một người trẻ tuổi cao như thế, làm mọi người rất tò mò. Lục Phụng Tiên cười nói. À, trong thiên hạ có nhân kiệt như vậy, ta muốn xem thử thế nào. Nhị thúc của Lục Nhân Nhân từng cùng nàng vào Thập Vạn Sơn Hà, biết chuyện này. Nhân Nhân có nói chuyện này với ta, là một vị nhân kiệt kinh thế. Gia chủ Lục gia khẽ thở dài. Thật là nữ nhi lớn không giữ được, có tình nhân quên phụ mẫu. Được rồi, hãy mời người đó vào đại điện, ta muốn xem hắn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Thiên tài luôn không thiếu người khiêu chiến. Các thiên chi kiêu tử trong đại điện hăng hái muốn thử, ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý sục sôi. Trong đại điện Lục gia mỗi người rất mong chờ, dù sao Lục gia đại tiểu thư khen đối phương lên tận mây, tuyệt đối chính là một vị kinh thế nhân kiệt, rất có thể trở thành nữ tế của Lục gia. Nhưng khi người đó đi vào đại điện thì đa số người thất vọng. Người này quá, đen, không đẹp trai gì, mặt đen như đít nồi. Đám người hơi nghi ngờ ánh mắt, khẩu vị của Lục gia đại tiểu thư. Lục phu nhân nhíu mày, không đến nỗi ghét nhưng cũng không thích. Con người là động vật thị giác, thiếu niên mặt đen không mát mắt chút nào. Tất Ninh Soái tinh thần phấn khởi, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp mông đứng giữa đại điện, ngại ngùng nói. Đông người quá, náo nhiệt thật, mọi người đừng nhìn ta hoài, ăn uống gì đi. Gia chủ Lục gia, Lục phu nhân,
Các lão tổ Lục gia trán nổi gân xanh tức giận trừng Lục Nhân Nhân. Nàng quen loại người gì vậy? Tà Hồng Liên ngồi trên ghế trán nổi gân xanh, mắt tóe lửa. Thiên toán thư sinh nhúc nhích, không biết là nhường đường cho Tà Hồng Liên hay sợ bị dính miệng. Tất Ninh Soái cảm giác không khí khác lạ, đặc biệt khi ánh mắt giao nhau với Tà Hồng Liên, thấy mặt nàng in mấy chữ to, người chết với lão nương. Tất Ninh Soái nổi da gà toàn thân, da đầu tê dại, đùi run run, muốn co giò chạy nhanh. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đây? Chắc nàng sẽ không cho rằng lão tử và Lục gia đại tiểu thư có gian tình đi. Liên quan gì ta, đây là món nợ phong lưu của Phong Phi Vân, lão tử chỉ chạy vặt. Tại sao nhìn ta như thế? Sao ta nghe tiếng nàng bẻ khớp xương? Sao răng ta va vào nhau? Lạch cạch, đó là tiếng hàm răng Tất Ninh Soái va nhau. Hai chân Tất Ninh Soái run càng dữ hơn, giống như dê cái bị 100 con trâu được đè, người mềm nhũn. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la đứng bên cạnh Tất Ninh Soái nhưng không định cứu gã, chỉ truyền âm thần thức. Nếu ngươi cuống cuồng bỏ chạy là ta nói cho Tà Hồng Liên biết ngươi đi Hồng Nhan Bạch Cốt Thành phong lưu một đoạn thời gian, có buổi tối tuyệt vời với mấy thanh quan. Tất Ninh Soái hơi xoay người định co giò chạy nhưng cuối cùng cắn răng xoay lại, nặn nụ cười khó xem hơn cả khóc. Tất Ninh Soái lên tiếng. Ta chỉ đến báo tang. Lục Nhân Nhân nhận lệnh bài của Lục gia từ tay Tất Ninh Soái, đây là nàng tự tay đưa cho ân công. Ngón tay thuôn dài trắng nõn vuốt lệnh bài, lòng rất đau buồn. Mắt Lục Nhân Nhân ngập nước hỏi. Ân công, hắn đã chết trong thập vạn sơn hà, tự ta đốt hắn, giờ chỉ còn lại bấy nhiêu. Tất Ninh Soái lấy ra hủ cho cốt ngọc đen chuẩn bị sẵn từ trong bọc hành lý sau lưng, tâm tình nặng nề trao hủ cho Lục Nhân Nhân. Tất Ninh Soái lau lệ vương khóe mắt. Tâm tình Tất Ninh Soái rất nặng nề, giọt nước mắt chân thành không giống giả bộ. Trong phút chốc đại điện Lục gia tràn ngập đau thương. Tà Hồng Liên vốn định xử Tất Ninh Soái cũng bị không khí cảm nhiễm, ánh mắt phức tạp ngồi xuống. Lục Nhân Nhân khóc sướt mướt nhận lấy hủ cho cốt ngọc đen, nhẹ nhàng vuốt ve. Lục Nhân Nhân thầm nghĩ. Rốt cuộc hắn không quên ta, nhưng tại sao khi gặp lại nhau sẽ là tình cảnh này? Tất Ninh Soái buồn bã nói. Lúc hắn lìa đời nói trên đời này hắn không có thân nhân gì, chỉ có gặp Lục cô nương tình đầu ý hợp như quen biết từ kiếp trước. Hắn hy vọng sau khi chết Lục cô nương sẽ chôn hắn xuống mộ, hắn không muốn hàng năm không ai đốt tiền giấy cho mình. Hắn nói Lục cô nương là trong đời hắn nhất. Phong Phi Vân đứng một bên trợn trắng mắt, câu nìa là Tất Ninh Soái tự thêm vào, khác với ý nghĩ của hắn. Phong Phi Vân đến Phổ Đà Sơn trừ tìm thiên toán thư sinh, huyết cấm huyền trạc của Lục Ly Vi ra chỉ muốn thuận tay giải quyết nhân quả với Lục Nhân Nhân. Bởi vậy Phong Phi Vân kêu Tất Ninh Soái đi báo tang. Thuận tiện mang hắn vào Phổ Đà Sơn. Lục Nhân Nhân nức nở hỏi. Hắn nói, ta là nhất gì trong đời hắn? Lục Nhân Nhân cắn chặt môi, người run rẩy, nàng trở nên tiêu tụy. Tất Ninh Soái tràn đầy tiếc nuối thở dài. Hết rồi, hắn nói câu cu ói liền tắt thở. Phong Phi Vân muốn bóp cổ Tất Ninh Soái, cái nên này cố ý làm người ta thấp thỏm. Hai tay Lục Nhân Nhân ôm chặt hủ cho cốt, khóc thương chạy ra đại điện. Đám trưởng bối Lục gia không ngăn cản, bọn họ rất cưng yêu nàng. Gia chủ Lục gia đối xử nghiêm khắc với Lục Nhân Nhân nhưng gã là phụ thân, thấy bộ dạng nữ nhi đau buồn thì phụ mẫu cũng đau theo. Tất Ninh Soái đi ra đại điện, đuổi theo Lục Nhân Nhân an ủi. Lục cô nương, người chết không thể sống lại, nàng hãy nén bi thương đi. Lục Nhân Nhân là người tu luyện, rất nhanh ổn định cảm xúc, hốc mắt ngấn lệ hỏi. Tên của hắn là gì? Tất Ngọa Sầu. Nhị đệ tử của ta. Tất Ninh Soái lại lau nước mắt, khóc ròng ròng nói. Tuổi trẻ chết sớm, ta có lỗi với phụ mẫu hắn phó thác hắn cho ta. Một tay ta nuôi lớn hắn, vừa làm phụ mẫu vừa làm thúc thúc, ai ngờ hắn. Ai, Lục cô nương mặc kệ ta đi, ta không sợ, thật sự. Hãy để ta yên lặng một mình. Lục phu nhân đi ra đại điện an ủi Lục Nhân Nhân một lúc, phái người đưa Tất Ninh Soái đi nghỉ ngơi, sắp xếp cho gã một chỗ ở không tệ. Đó là trang viên lánh đời trong Phổ Đà Sơn, bên trong có vô số mái cong lầu các lấp ló trong mây mù cây cối. Đây là chỗ ở Lục gia sắp xếp cho khách quý, thuộc vòng ngoài Phổ Đà Sơn. Rất nhiều thủ lĩnh tà đạo vào ở trong trang viên lánh đời này, chờ thịnh hội tà đạo tới. Trong trang viên, trên một bạch ngọc lầu cổ, có đỉnh lô thanh đồng tỏa làn khói. Này, bụng dạ ngươi sắt đá vậy,
chẳng lẽ ngươi không thấy Lục đại tiểu thư khóc sướt mướt sao? Ta nhìn đều thấy đau lòng tuyệt vọng, người ta yêu ngươi sâu đậm như thế. Con người nhà ngươi không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Lục cô nương cũng xem như nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa dịu dàng trang nhã, dáng người. Không tệ, dù ngươi không muốn cũng có thể lừa nàng ra rồi cho ta thế thân. Con người ta không nhẫn tâm nhìn nữ hài tử khóc chút nào, ai. Tất Ninh Soái ngồi trên ghế thở ngắn than dài, đập bàn rầm rầm, chẳng biết gã cảm thán Phong Phi Vân quá vô tình hay buồn bực sao mình không gặp chuyện tốt như vậy. Phong Phi Vân ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói. Trừ phi ngươi quyết định cưới nàng, nếu không tuyệt đối không thể trêu vào nữ nhân tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ chấm dứt nhân quả này. Xì, đừng nói đàng hoàng như thế. Biết rõ người ta là nữ nhân tốt sao lúc xưa còn đi trêu vào. Giờ biết người ta thật lòng thích ngươi rồi lại chơi chiêu này, làm người ta khóc chết đi sống lại. Tất Ninh Soái lộ vẻ tò mò hỏi. Ai, sao trước kia ta không phát hiện tâm lý người biến thái như thế? Chẳng lẽ ngày xưa người bị tan vỡ tình cảm nên bây giờ muốn trả thù xã hội? Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh, rất muốn đập hàng này dính vách. Tất Ninh Soái vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bảo. Có phải ngươi từng bị nữ nhân chơi đùa, gặp đả kích lớn, tâm lý vặn vẹo, trong lòng dục cầu bất mãn, nên bây giờ thấy nữ nhân là hết sức hành hạ người ta? Phong Phi Vân nói, nếu ngươi không khép miệng lại thì ta sẽ khiến miệng ngươi mãi mãi không mở được nữa. Chuyện này có gì mất mặt đâu, người ong bướm vần quanh thường sẽ bị ong chích là chuyện bình thường. Được rồi, không nói nữa, thật sự. Tất Ninh Soái bị Phong Phi Vân một tay xách lên cao. Gã như thịt khô 100 cân lắc lư trong không trung. Rầm. Phong Phi Vân thả Tất Ninh Soái xuống, ánh mắt hồi tưởng thật lâu sau nói. Ngươi nói đúng, ta từng có một mối tình không vui vẻ gì, từng bị nàng làm tổn thương nát tim, mất hết tin tưởng với nữ nhân trên đời. Nhưng con người và Phượng Hoàng khác biệt lớn nhất là người càng thiện biến hơn. Con người sẽ vì gặp chuyện, gặp người khác mà thay đổi tâm tình. Ngươi nói chuyện trả thù nữ nhân thì ta chưa từng nghĩ đến. Cảm thấy không cần thiết. Tất Ninh Soái giật mình, gã chưa từng thấy bạn già nghiêm túc như vậy. Thật lâu sau Tất Ninh Soái gật gù, vỗ vai Phong Phi Vân. Tất Ninh Soái nói. Nói rất tình cảm, không tệ, bối cảnh câu chuyện tạm tạm nhưng nội dung hơi nhàm, thiếu thuyết phục người kia. Với năng lực trong vòng một ngày lưa môn chủ âm dương song tu môn lên giường của ngươi thì nên sửa lại nội dung, chắc sẽ sáng tạo ra chuyện hay hơn nữa, lừa một số tiểu cô nương chưa trải đời. Bùm! Phong Phi Vân đá bay Tất Ninh Soái. Phong Phi Vân chọn thời gian rất chính xác, khi Tất Ninh Soái bay ra vừa lúc Tà Hồng Liên mở cửa. Tất Ninh Soái bay vào ngực Tà Hồng Liên, gã vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được. Rất nhanh Tà Hồng Liên tòng mấy sợi xích sắt lên người Tất Ninh Soái, thêm cái cùm trên cổ. Thiên Toán Thư Sinh, Tà Hồng Liên đến nằm trong dự đoán của Phong Phi Vân. Thiên Toán Thư Sinh phe phẩy quạt lông, vẻ mặt ung dung mỉm cười nói. Phong huynh thật là càng lúc càng lợi hại, cảnh giới của Phong huynh bây giờ không có chỗ nào trong Thần Tấn Vương triều là không đi được, không nơi nào giữ chân Phong huynh được. Phong Phi Vân cười nói, lần này đến Phổ Đà Sơn tai họa tìm Thiên Toán huynh. Thiên Toán huynh muốn hỏi thân phận thật sự của Đại Tự Tại chân nhân. Thiên Toán Thư Sinh híp đôi mắt thanh tú, dường như không có chuyện gì gạt gã được, đối phương chưa mở lời là gã đã đoán ra ngay. Người Tất Ninh Soái đầy xích sắt, gông xiềng ở trong góc gào rú nhưng vô dụng. Tất Ninh Soái bị trói vào cây cột, vùng vẫy không thoát được. Vẻ mặt Thiên Toán Thư Sinh nhàn nhã chậm rãi nói. Sau khi Phong huynh ra khỏi Đồng Lô Sơn ở một đêm trong trấn nhỏ Bạch Việt biên cương cổ Cương phủ một đêm. Sau đó cưỡi xe bay sư tử hổ báo chạy đến địa tử phủ đồi tên đại đạo hái hoa nhất trận phong gây sóng gió lớn. Phong huynh bắt giữ Mục Tích Nhu, chém ra chủ lục tế tiên giáo, vào di tích tháp cổ, đại chiến bảy cường giả. Trong di tích tháp cổ được cơ duyên lớn, sau khi đi ra Phong huynh bắt phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo, dẫn tai họa ngập trời từ địa tử phủ đến Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân cười nói, những điều này đều bị Thiên Toán huynh tính ra. Phong huynh đã quá khen tại hạ, Phong huynh là người không thể suy tính, đạo hạnh của ta không thể suy tính được. Ta chỉ nhiều lần tính toán, suy đoán đại khái từ dấu vết để lịa. Phong Phi Vân nhìn Thiên Toán Thư Sinh chằm chằm. Thiên Toán Thư Sinh tiếp tục bảo, trên đời có một số người không thể suy tính, nhưng hễ làm chuyện gì đều có nhân quả của nó.
chuyện gì có liên quan thì sẽ có dấu vết để lần tìm. Một hạt cát rơi vào bàn cát, không ai tìm ra nó, nhưng trước khi nó rơi vào hạt cát dễ dàng biết quỹ tích nó rơi xuống. Một giọt nước rơi vào trong vũng nước rất nhanh sẽ biến mất, nhưng trước khi nó rơi xuống sẽ có gợn sóng. Phong Phi Vân gật gù. Đại trí giả hiểu tận chân tơ kẽ tóc thấy mầm biết cây. Mọi pháp trong thiên hạ có người lộ ra, có người ẩn đi, nhưng chắc chắn có dấu vết để tìm, có nhân quả tuần hoàn. Không ngờ thiên toán huynh đã đến cảnh giới như vậy, xứng với hai chữ thiên toán. Thiên toán thư sinh bổ sung thêm. Trong thần tấn vương triều không chỉ có ta đến cảnh giới chí sư, vẫn còn đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân đã hiểu lý do thiên toán thư sinh nói mấy câu này. Ý của thiên toán thư sinh là nếu ta biết từng hành động của ngươi thì đại tự tại chân nhân cũng hiểu rõ. Lòng Phong Phi Vân lạnh lẽo, hắn cứ nghĩ mình là loại người không bị suy tính, tuyệt đối an toàn trong thần tấn vương triều. Phong Phi Vân không ngờ còn cường giả trí tuệ như thiên toán thư sinh, đại tự tại chân nhân. Lúc này nên làm sao? Đương nhiên là trốn. Tranh thủ lúc đại tự tại chân nhân còn ngủ chạy ra Phổ Đà Sơn là hơn. Hiển nhiên hai ngày nay đại tự tại chân nhân không ngủ. Vù 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 vù. Một luồng thần quang hiện ra trong không trung như ngọn đèn cổ sinh ra trong hỗn độn, gợn từng vòng sóng trong không khí. Thần quang ngưng tụ thành cái bóng mờ ảo. Phong Phi Vân, đại tự tại chân nhân cho mời. Bóng dáng hỗn độn mờ ảo phát ra khí thế kinh khủng, khiếp hồn người. Cái bóng hỗn độn có 6 cánh chay, trán có thiên nhãn trăng tròn, ánh sao đan sen, rực rỡ như mặt trời. Cảnh giới Phong Phi Vân bây giờ đứng trước cái bóng vẫn thấy nghẹt thở. Phong Phi Vân cười khổ, xem ra hắn muốn trốn cũng không được rồi. Bóng ảo mở hư không ngưng tụ thành cánh cửa đen như vòng xoáy, cùng Phong Phi Vân biến mất. Căn phòng trở về yên tĩnh. Tất Ninh Soái bị trói trên cột cười lớn, vui sướng khi người gặp họa nói. Cứ nghĩ hôm nay ta sẽ thê thảm không ngờ có người thảm hơn ta, không biết Phong Phi Vân còn trở về được không? VIPVANDAN.VN Chương 1212, Đại tự tại chân nhân. Lòng Phong Phi Vân rất hối hận, hắn quá sơ sẩy, xem thường cường giả đỉnh cao của thần tấn vương triều. Đầu kia đường hầm nối với tòa linh sơn, nơi này như đất lành ngăn cách với thế gian, xung quanh là cổ thụ xanh biếc chọc trời. Trên bầu trời có linh hạc trắng muốt bay lượn, dưới đất có tượng đá muôn hình muôn vẻ, rất xảo diệu. Có cao như núi. Hình dạng tựa mãnh thú thái cổ, có to cỡ nắm tay, là mỹ nhân tượng đá trắng hình dạng linh lung. Phong Phi Vân đi trong rừng đá, vừa ngắm các pho tượng vừa gật gù khen. Người điêu khắc mấy pho tượng đá là người lĩnh ngộ quy tắc thiên đạo sâu sắc, chuyển hóa quy tắc thiên đạo vào tượng đá, hình thành đường cong vừa đẹp tuyệt vừa xảo diệu. Mỗi pho tượng đá như một loại công pháp tu luyện, người ngưng tụ nó điêu khắc thành tượng có thể tham ngộ một ít thần thông kinh thế. Bản thân Phong Phi Vân có lĩnh ngộ thiên đạo sâu sắc nên chỉ kinh thán, đổi lại tu sĩ thấy pho tượng đầu tiên đã kích động run rẩy, đi không đặng, ngồi xuống tham ngộ ngay. Phong Phi Vân cảm giác mình từ dưới leo lên trên, đang bò lên một ngọn núi rất cao, không thấy đỉnh núi, vì rất khổng lồ. Đi nửa ngày chỉ thấy tượng đá, có đứng gần vách vực, một số lơ lửng giữa vực sâu mây mù. Những pho tượng này càng thần dị, quy tắc thiên đạo càng cao sâu, mỗi đường nét như một loại thần thông. Xuyên qua sườn núi Linh Dược, đi vào rừng trúc, rốt cuộc Phong Phi Vân trông thấy đại tự tại chân nhân trong truyền thuyết. Đại tự tại chân nhân ngồi bên linh trì, trong ao nở luyện hóa, hà quang chói mắt, linh khí đặc quánh. Khỏi đoán cũng biết đây là linh tuyền tuyệt thế. Phong Phi Vân mới đến cách linh tuyền 20 trượng đã cảm nhận áp lực khổng lồ, như có ngọn núi đè người. Mặt đất dày đặc trận vặn, lấp lánh ánh sáng như ngôi sao, tựa như chòm sao đan xen vào nhau. Phong Phi Vân dừng bước, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn nữ nhân mặc áo vàng. Phong Phi Vân chỉ thấy ảo ảnh, yểu điệu thướt tha, tóc dài bay bay, mông lung mơ rồi, khí thế uy nghiêm khiếp người. Growl! Một bóng rồng vàng ngưng tụ trong không trung biến thành thần long cái thế dương nanh múa vuốt công kích. Thần long đánh nát ánh sáng Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân, vuốt rồng khổng lồ vỗ xuống, lực lượng khủng khiếp dữ dội. Phong Phi Vân không ngờ chỉ nhìn một cái dường như chọc giận đối phương, hắn vận chuyển luân hồi tật tốc định chạy khỏi nơi đây. Nhưng Phong Phi Vân mới bước ra một bước thì không nhúc nhích được, như thể không khí bị đông lại. Đừng nói trốn, Phong Phi Vân muốn duỗi cánh tay cũng khó khăn. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Growl!
một vạn dị thú chiến hồn lao ra khỏi cơ thể Phong Phi Vân. Bảy khối hỏa diễm thần cốt lóe sáng hình thành một chu thiên, bộc phát lực lượng chấn động hư không xé rách giam cầm vô hình, Phong Phi Vân vỗ một chưởng ngăn cản vuốt rồng. Ầm, vuốt rồng vỡ, bóng rồng biến mất. Phong Phi Vân thụt lùi ra sau, xương cốt kêu răng rắc, cánh tay như trúng búa sắt suýt sụi lơ. Mắt Phong Phi Vân tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm nữ nhân áo vàng bên bờ linh trì. Tu vi của đại tự tại chân nhân quá kinh khủng, người không nhúc nhích cái nào, chỉ phát ra một hơi thở đã suýt chấn chết Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân chưa đột phá thiên mệnh đệ cửu trọng e rằng đã chết ngay vừa rồi. Nếu thật sự không được, Phong Phi Vân đành lấy thanh đồng cổ thuyền ra chạy trốn, tuy khả năng trốn thoát rất nhỏ bé nhưng dù gì nên làm liều một phen. Ánh mắt của Long Xuyên Phượng không tệ, người có tư cách phong vương khác họ. Giọng nữ nhân áo vàng mờ mịt nhưng rất uy nghiêm, như vị thiên đế đứng trên 9 tầng mây nói chuyện với thần dân. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nàng thăm dò tu vi của ta chứ không thật sự muốn giết ta. Nếu nàng có sâu xa với hoàng tộc thì hôm nay không chết được. Nghĩ thông điều này, Phong Phi Vân nhẹ lòng hơn, hắn kéo một tảng đá lại, ngồi bệch xuống. Phong Phi Vân ung dung nói. Chân nhân nói rất có đạo lý. Đại tự tại chân nhân phát ra hơi thở khó chịu, nàng rất bất mãn thái độ của Phong Phi Vân. Tiểu tử này không lễ phép chút nào. Bùm! Một luồng khí lưu bay qua đánh nát tảng đá dưới mông Phong Phi Vân, may mắn hắn nhảy nhanh không thì mông đã nở hoa. Phong Phi Vân thầm nhận định. Tích cách đại tự tại chân nhân khó chịu, không dễ ở chung. Phong Phi Vân ngoan ngoãn đứng thẳng. Trước mặt người thực lực mạnh hơn mình, tính cách khó khăn nếu không ngoan thì đó là muốn ăn đòn. Đại tự tại chân nhân hỏi. Có biết tại sao ta kêu ngươi đến đây không? Giọng đại tự tại chân nhân rất dễ nghe. Phong Phi Vân nói. Xin chân nhân chỉ giáo cho. Thịnh hội tà đạo sắp đến, di tích tháp cổ bị ngươi khuấy động lật trời. Chư thiên vạn giáo đều bị điều động, mấy hôm nữa Phổ Đà Sơn sẽ đối diện sát kiếp. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi sao? Phong Phi Vân trả lời. Dốc sức cho triều đình dù ruột đổ đầy đất cũng không hối hận. Linh vụ gột rửa, linh tuyền chảy xuôi. Đại tự tại chân nhân im lặng thật lâu sau mở miệng nói. Ngươi rất trung thành tận tâm với triều đình, nhưng ngươi chết ở đây thì có ai thấy được? Lòng trung thành chiếu sáng trời trăng. Hoàng tộc đối xử với ta không tệ, sao ta có thể phụ giao phó của lão thần vương, phụ kỳ vọng của tấn đế. Hôm nay rơi vào tay chân nhân, ta không có lời gì để nói, muốn chém muốn giết thì tùy. Hôm nay chỉ có thần vương triều đình đứng chết, không có kẻ hèn khom lưng uốn gối xin tha. Thái độ Phong Phi Vân kiên quyết, thanh âm bi tráng, hào hùng thấy chết không sờn. Đại tự tại chân nhân im lặng một lúc sau lên tiếng. Ngươi có thể tiến tới 10 bước. Phong Phi Vân thở phào, thầm rít gào. Cực đúng rồi. Áp lực quanh linh chỉ mỏng hơn một chút nhưng vẫn đủ đè người bình thường nằm sấp. Phong Phi Vân đi tới 10 bước, thấy rõ linh tuyền hơn một chút, dường như bên trong mọc một đóa sen. Đại tự tại chân nhân đứng bên bờ linh trì, người cao kiều, đường cong xinh đẹp, long khí vần quanh. Đại tự tại chân nhân vẫn chỉ là cái bóng mơ hồ, không thấy rõ hình dạng, chỉ thấy đường nét thân thể lờ mờ. Phong Phi Vân nghi ngờ đại tự tại chân nhân không phải người thật. Đại tự tại chân nhân đã hơn 1000 năm không xuất thế, giờ Phong Phi Vân gặp nàng không biết là may mắn hay bất hạnh. Bầy rồng nuốt trời, thái vi thủ tâm, đây là thiên tượng, cũng là ảnh chiếu hướng đi quốc vận thần Tấn Vương Triều. Người cảm thấy vạn số của thần Tấn Vương Triều đã tận chưa? Khi đại tự tại chân nhân thốt lời thì màn trời bỗng tối sầm, từ ban ngày thành ban đêm. Đại tự tại chân nhân thể hiện tu vi khổng lồ, năng lực thay trời đổi đất. Biến ban ngày thành bóng đêm. Trên màn trời ánh sao lấp lánh, ngôi sao tụ tập thành dòng sông xuyên qua màn trời đan thành bức tranh rung động hồn người. Phong Phi Vân không thấy ngạc nhiên, khi tu vi đến cảnh giới nhất định thì có thể khiến một khu vực, từ ban ngày chuyển thành đêm, đây không phải thủ đoạn nghịch thiên gì. Vì trời sao ngay trên đầu, chẳng qua dùng thủ đoạn thể hiện nó ra ngoài. Phong Phi Vân là người thông minh, giỏi đạo suy tính, càng hiểu thuật xem sao. Nhưng Phong Phi Vân không bỏ nhiều công sức vào mặt này, nên hắn không bằng đại trí sư như thiên toán thư sinh, đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân nhìn trời sao mênh mông, nói. Bầy rồng càng hung hăng ngang ngược hơn, ánh sáng rực rỡ dần áp sát trung cung. Thái vi tinh thì vẫn tối tăm, sợ là không chống nổi bầy rồng cắn nuốt.
Đại tự tại chân nhân nói. Chủ yếu là vì thịnh hội tà đạo, đàn tà tụ tập tăng tốc độ bầy rồng nuốt trời, e rằng không chờ đến lúc Thái Vi Tinh nở rộ ánh sáng thì Trung Cung đã bị ăn hết. Phong Phi Vân lắc đầu, tay chỉ phương Bắc, nơi đó trời sao mênh mông, bí ẩn mờ tối, có tinh vân che chăn, ẩn giấu nguy hiểm, túc sát. Phong Phi Vân nói, tại sao phương Bắc có thêm tinh vân kỳ lạ di chuyển hướng trung thiên, khí thế ngầm chiếm nguyên cả trời sao? Tinh vân đó tối tăm không dễ phát hiện. Nghe Phong Phi Vân nhắc nhở, đại tự tại chân nhân nhìn màn trời phương Bắc, quả nhiên cảm giác khí thế kinh khủng vô biên đè ép, dường như mới sinh ra trong thời gian gần đây, cho người cảm giác rất kỳ lạ. Đại tự tại chân nhân giật mình kêu lên. Đây là, chuyện gì xảy ra, hay tình tượng sắp thay đổi? Đại tự tại chân nhân vươn một tay bắn tia sáng, dưới đất bộc phát từng hoa văn cổ xưa chói mắt như một tòa tế đàn. Phong Phi Vân dùng linh thạch làm quân, đất làm cờ, nhanh chóng diễn hóa trên mặt đất, hành động rất nhanh. Mấy ngày sau trên tế đài đã đặt 13,000 quân cờ, như khắc trời sao xuống mặt đất. Đây là đại thần thông thật sự, chỉ có tuyệt đỉnh đại trí sư mới làm được. Phong Phi Vân nhìn rõ đại tự tại chân nhân đặt hơn 3,000 quân, đến sau này biến đổi nhiều, mỗi quân cờ cần tính toán 100,000 lần. Phong Phi Vân nhìn hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không theo kịp tay đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân xem suýt hộc máu, cuối cùng hắn không thèm nhìn nữa. Dù sao Phong Phi Vân không nghiên cứu mặt này, giỏi hơn đa số người là đủ rồi. Không cần thiết tranh giành số một mọi lĩnh vực với người khác, nếu làm vậy thì cuối cùng sẽ không giỏi cái gì. 13,000 linh thạch dưới đất nổ tung, biến thành bột phấn biến mất trong gió, như trời sao tịch diệt. May mắn Phong Phi Vân dự đoán trước đã chạy ra xa né, không gặp nạn. Nếu không chúng vụ nổ thì dù hắn đã tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến tiểu thừa cũng sẽ trọng thương hấp hối. Phong Phi Vân biết xảy ra chuyện gì, đây là phản phệ thôi diễn. Nhiều trí giả miễn cưỡng suy tính một số chuyện không nên suy tính sẽ bị phản phệ, nhẹ thì giảm thọ, thương thân, nặng thì bị phản phệ chết. Mặt đất bị nổ biến hình, thành phế tích, vô số trận pháp tan nát. Chắc đại tự tại chân nhân không bị phản phệ chết đi. Phong Phi Vân mừng thầm trong bụng. Nếu đại tự tại chân nhân chết vì suy tính cấm kỵ thì hắn rất vui. Nhưng Phong Phi Vân nghĩ hơi nhiều, đại tự tại chân nhân vẫn đứng bên linh trì, người không có chút vết thương, thậm chí bảo vệ linh trì hoàn hảo không tổn hao gì, tu vi siêu cường đại. Đại tự tại chân nhân vung tay áo, làn gió nhẹ thổi qua. Mặt đất sạch sẽ, lớp đất nứt nẻ ngưng tụ, trận pháp bị hư hỏng tự động tu sửa. Phong Phi Vân giật mình thầm nghĩ. Lợi hại! Thần Tấn Vương Triều có nhân vật lợi hại như vậy sao? Hôm nay lần đầu tiên Phong Phi Vân biết tu vi của nhân vật đỉnh cao nhất Thần Tấn Vương Triều vượt qua suy đoán trước kia của hắn. Nơi này không phải mảnh đất bình thường, nếu không đã chẳng dựng dục ra nghịch thiên như Thủy Nguyệt Đình. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Chậc chậc, đại tự tại chân nhân cũng là nghịch thiên, trình độ của đại tự tại chân nhân chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Đại tự tại chân nhân mở miệng nói. Thiên tượng thật sự thay đổi, mảnh đất này sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ Thần Tấn Vương Triều, bốn vương triều khác rất có thể bị lan đến. Giọng đại tự tại chân nhân nặng nề, tuy rằng suy tính thất bại nhưng nàng nhìn ngó được một chút, rung động hồn người, làm trái tim hở hững sinh ra dao động. Phong Phi Vân hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao? Đại tự tại chân nhân thẳng thừng. Chúng ta, ha ha ha, tu vi của ngươi quá nhỏ yếu trong nguy hiểm sắp tới. Hãy cố gắng tăng tu vi đi, tranh thủ nhiều cơ hội sống hơn. Công việc cứu thế không đến lượt ngươi. Nói thẳng ra là, công phu mèo quào của ngươi nếu muốn sống thì tốt nhất hãy trốn thật xa. Phong Phi Vân khinh thường thầm nghĩ. Kiêu ngạo cái khỉ gì, kêu ra quản chưa chắc ra thèm. Lấy huyết cấm huyền trạc được rồi là ra rời khỏi Phổ Đà Sơn ngay, sau đó về hồn đô mang thần hồn của Thái Vi Nữ Thần rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Chỗ này ra sao thì kệ nó. Không liên quan đến ta. Phong Phi Vân định từ biệt rời đi. Đại tự tại chân nhân kêu hắn lại. Kim Tàm Kinh ở trong tay ngươi. Phong Phi Vân thầm thở dài, rốt cuộc vẫn không chạy được. Lúc này có phủ nhận cũng vô dụng, dù liều mạng chưa chắc đánh lại, chạy trốn thì cơ hội quá xa vời. Phong Phi Vân bất đắc dĩ nói. Nếu ta nói không có trên người ta thì chân nhân có tin không? Đại tự tại chân nhân trả lời. Không tin. Phong Phi Vân làm một quyết định vô cùng quan trọng, cắn răng nói.
nếu chân nhân muốn cướp Kim Tàm Kinh thì ta đành liều mạng. Giờ Phong Phi Vân bắt đầu tham ngộ Kim Tàm Kinh, tu luyện đến giữa đường, nếu đổi sang tu luyện công pháp khác thì cảnh giới sẽ chậm chạp kẹt lại một chỗ. Vì vậy Phong Phi Vân tuyệt đối không du ao Kim Tàm Kinh cho Đại Tự Tại chân nhân được, dù tu vi của nàng siêu mạnh. Đại Tự Tại chân nhân mạnh mẽ nói. Vậy ngươi liều mạng đi, bản đế chuyên trị các loại không phục. Thân hình yêu kiều, uy nghiêm chấn thế, bước chân yểu điệu. Đại Tự Tại chân nhân bước ra một bước, mặt đất và hư không đan xen vô số hoa văn. Ngực Phong Phi Vân như bị thần chùy đập vào, xương cốt kêu răng rắc. Phong Phi Vân thụt lùi một bước, hộc máu, mảng lớn làn da bị chấn dạn nứt, máu chảy ròng ròng. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tu vi của lão bà này biến thái thật. Đại Tự Tại chân nhân bước ra bước thứ hai, vô số hoa văn và quy tắc lan tràn dưới chân. Phong Phi Vân bay ngược ra hai bước, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, ho ra máu. Đây mới chỉ là, thế, phát ra từ người Đại Tự Tại chân nhân chứ nàng chưa ra tay, cơ thể cường đại của Phong Phi Vân đã không chịu nổi, sắp vỡ thành mấy mảnh. Nếu nổi lại cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng khác, khi Đại Tự Tại chân nhân bước ra bước đầu tiên cơ thể đã nổ tung. Phong Phi Vân cưỡng ép vận chuyển Kim Tàm Kinh, bất tử phượng hoàng thân. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng rực rỡ như thần lo chói mắt. Đại Tự Tại chân nhân ung dung bước đi như đang đi dạo. Khi Đại Tự Tại chân nhân bước ra bước thứ ba thì lực lượng càng thêm khủng bố, dẫn động huy hoàng mênh mông như dông tố đổ ập vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lấy Kình Thiên Côn ra, bộc phát sức công kích gấp 27 lần nhưng vẫn không đánh lại Đại Tự Tại chân nhân, tiếp tục bị đẩy lùi. Người Phong Phi Vân đẫm máu, xương tay sắp gãy, suýt không cầm được Kình Thiên Côn. Đại Tự Tại chân nhân càng giật mình hơn, ba bước nhìn như tùy ý nhưng chứa khí thế khổng lồ vô biên. Đại Tự Tại chân nhân chỉ bước ra bước đầu tiên đủ giết đa số vô thượng cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng, uy lực bước thứ hai mạnh gấp 3 lần bước đầu tiên, bước thứ ba mạnh gấp 3 lần bước thứ hai. Thế nhưng Phong Phi Vân ngăn được ba bước của Đại Tự Tại chân nhân, không uổng là thiên tài số một thần tấn vương triều từ xưa đến nay, mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp mấy lần. Thưởng thức thì thưởng thức nhưng Đại Tự Tại chân nhân vẫn muốn giết người. Phong Phi Vân mạo phạm uy nghiêm của nàng. Không ai được phép xúc phạm uy nghiêm của Đại Tự Tại chân nhân, kẻ xúc phạm phải chết. Cái gọi là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhân tài ưu tú cỡ nào nếu nghịch ta thì là kẻ thù, mà kẻ thù thì không giữ được. Đại Tự Tại chân nhân bước ra bước thứ tư, Phong Phi Vân không giơ nổi cánh tay nữa nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn tràn ngập chiến ý. Vũ hóa đài trong đan điền Phong Phi Vân bay ra biến thành thánh bia cao 99 thước, bộc phát sức mạnh vĩ đại chấn nhiếp khung trời. Trên vũ hóa đài hiện ra các bóng người mơ hồ, trừ một lũ linh hồn của Chí Tàng Đại Sư, năm nữ nhân bị Phong Phi Vân thu ra còn 18 cái bóng tuyệt đỉnh thiên tài nhân loại để lại tên trên thánh bia. 18 tuyệt đỉnh thiên tài nhân loại mỗi người xưng vương trong một cảnh giới, từ xưa đến nay hiếm ai phá vỡ kỷ lục của bọn họ được. Mỗi người siêu mạnh trong một thời đại. 18 bóng người đại biểu 18 linh hồn, hồn nữ nhân uy nghiêm nhảy ra, lơ lửng gần vũ hóa đài. Khí thế rất giống với Đại Tự Tại chân nhân. Đại Tự Tại chân nhân kinh kêu. Thánh bia. Đại Tự Tại chân nhân khó thể che giấu nỗi lòng rung động. Đại Tự Tại chân nhân từng để lại tên trên thánh bia, dâng ra một vòng linh hồn, được khí vận của thánh bia gia cố mới đi đến hôm nay. Lần nữa gặp thánh bia nhưng Đại Tự Tại chân nhân không vui chút nào, tâm tình đặc biệt phức tạp. Đại Tự Tại chân nhân rất muốn hủy diệt thánh bia. Tuy thánh bia mang lại khí vận trước giờ chưa từng có, vinh diệu vô thượng cho Đại Tự Tại chân nhân, nhưng cũng là nỗi nhục nhã với nàng. Không ai muốn dâng linh hồn của mình ra, tương đương trở thành nô bộc của thánh bia. Mấy năm nay tu vi của Đại Tự Tại chân nhân càng lúc càng cường đại, tâm tình đó càng mãnh liệt. Đại Tự Tại chân nhân muốn hủy diệt thánh bia. Phong Phi Vân nắm chắc một cơ hội sống, bắt chặt mạch của Đại Tự Tại chân nhân, tập trung toàn bộ lực lượng rót vào vũ hóa đài. Thúc đẩy lực lượng bí ẩn trong đó chấn áp ngược lại Đại Tự Tại chân nhân. Đại Tự Tại chân nhân lạnh nhạt nói. Không ngờ ngươi có được thánh bia, khí vận mạnh không tầm thường. Là vũ hóa đài. Thì ra tên của thánh bia là vũ hóa đài. Đại Tự Tại chân nhân vươn tay ra thành thủ ấn 5 ngón dài ngàn thước, muốn bóp nát vũ hóa đài như bóp cục đá cứng. Đây không phải trưởng ấn bình thường, bên trong ngưng tụ đạo của Đại Tự Tại chân nhân, có thần uy diệt một vùng đất. Hủy một phương.
Phong Phi Vân cắn răng chống đỡ không lùi bước, lấy miểu quỷ ban chỉ ra bảo vệ thân mình, muốn cứng rắn chống lại đại tự tại chân nhân. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, Phong Phi Vân vẫn thua. Xương khắp người Phong Phi Vân nứt rạn, miểu quỷ ban chỉ bị đánh vụt tắt ánh sáng, đan điền nứt nẻ suýt vỡ tan. Đại tự tại chân nhân đánh ra trưởng ấn cũng tan vỡ, nàng nhanh chóng thu về, khẽ hừ, liên tục lùi ba bước. Trong mắt đại tự tại chân nhân tràn ngập ngạc nhiên. Không phải Phong Phi Vân đẩy lùi đại tự tại chân nhân mà chính Vũ Hóa Đài làm điều đó, hoặc nên nói là đại tự tại chân nhân đẩy lùi bản thân mình. Đại tự tại chân nhân muốn hủy Vũ Hóa Đài nhưng tổn thương một lũ linh hồn trong đó, chấn thương bản thân nên đành thu thủ ấn gì. Thì ra là vậy. Phong Phi Vân xoay người đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng. Phong Phi Vân định sử dụng thần thông tiêu diệt linh hồn đại tự tại chân nhân trong Vũ Hóa Đài. Làm như vậy dù đại tự tại chân nhân không chết cũng sẽ tổn hại nặng căn nguyên. Về mặt lý luận bây giờ Phong Phi Vân là chủ nhân của Vũ Hóa Đài nên đương nhiên có thể nắm giữ sống chết của lũ không thể nào kia, thậm chí quyết định sống chết của đại tự tại chân nhân. Nhưng thần niệm của Phong Phi Vân mới hành động bỗng như rơi vào bùn lầy, đầu óc mơ màng, nặng tựa thiên quân, suýt té ngồi dưới đất. Phong Phi Vân cắn mạnh đầu lưỡi, nửa quỳ dưới đất, một tay chống mặt đất. Một vạn dị hút chiến hồn gầm giống trong người Phong Phi Vân, hắn cố gượng đứng dậy. Đại tự tại chân nhân ung dung nói. Khi bản đế để lại tên trên thánh bia cũng đoán được sẽ bị người uy hiếp, rất có thể từ đó trấn áp bản đế, thành gút mắc trong lòng. Không hủy thánh bia, không thu về lũ linh hồn đó thì không mở gút được, tiến bộ tu vi chậm chạp. Đại tự tại chân nhân tâm cao khí ngạo, uy nghiêm khiếp người, như thiên đế giáng trần. Nếu Phong Phi Vân chảy máu, mắt lạnh băng, hắn cắn chặt răng nói. Cho nên người giả chết nhường ngôi, khiến mọi người trên đời cho rằng người đã chết, lừa gạt chủ nhân Vũ Hóa Đài. Vì sau khi người leo lên ngôi đế thì tu vi càng lúc càng mạnh, vô địch đương thời nhưng lòng rất bất an, sợn bị chủ nhân Vũ Hóa Đài tìm đến, bị điều khiển thành nô bộc, ta nói đúng không, Long Khương Linh. Ai cho phép người tùy tiện kêu tên của bản đế? Khí thế phát ra từ người đại tự tại chân nhân biến thành hình rồng đánh bay Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân không lấy thanh đồng cổ thuyền ra ngăn lại khí thế khủng bố này thì đã chết tại chỗ. Ánh sáng xanh lấp lánh trên dầu Phong Phi Vân, hắn thu thanh đồng cổ thuyền về đan điền. Phong Phi Vân vừa hốc máu vừa cười nói. Người tiềm tu đạo chí sư, tu thiên văn địa lý, đổi thiên cơ, thâu thiên hoán nhật, lừa gạt tất cả mọi người, biến thành đại tự tại chân nhân, sáng lập Phổ Đà Sơn. Từ nay về sau ngươi có thân phận mới. Tâm kế thật mạnh, khiến người khâm phục. Tiếc rằng cách này chữa phần ngọn không chỉ tận gốc, người đổi thân phận, lừa trời dối đất nhưng không đổi linh hồn được. Hiếm khi đại tự tại chân nhân không tức giận, nàng đứng bên bờ linh chỉ nhìn Vũ Hóa Đài. Đại tự tại chân nhân bớt chút uy nghiêm vô tình, nàng như nữ nhân xinh đẹp dịu dàng đang nhớ lại. Đại tự tại chân nhân chậm rãi nói. Gần 2000 năm nay bản đế luôn tìm cách phá giải. Nhiều lần đến bờ Thánh Hồ, dùng nhiều cách nhưng không thể phá hủy Thánh Bia. Bản đế muốn chém hồn tiêu đạo nhưng, không nỡ. Nói đùa, tu luyện đến cảnh giới như đại tự tại chân nhân là tích lũy từ vô số năm tháng, khổ tu, khí vận tập hợp lại. Kêu đại tự tại chân nhân từ bỏ hết tu vi, bắt đầu lại từ đầu, đừng nói nàng không nỡ, chính Phong Phi Vân cũng tiếc nứt ruột. Phong Phi Vân nói, nhưng cuối cùng ngươi vẫn tìm được cách. Mới rồi Phong Phi Vân định dùng Vũ Hóa Đài trấn áp đại tự tại chân nhân nhưng thất bại trong gang tấc, nghĩa là nàng đã tìm ra cách chống lại Vũ Hóa Đài. Với trí tuệ của đại tự tại chân nhân, cộng thêm nghiên cứu 2000 năm, dù là tử ục cũng mở ra cơ hội sống được. Đúng vậy. Giọng đại tự tại chân nhân thản nhiên, không biết vì nàng xem Phong Phi Vân là người chết hay bởi không để hắn vào mắt. Đại tự tại chân nhân không kiêng dè nói. Không thể hủy thánh bia. Không chém linh hồn của mình được, vậy chỉ còn cách tách linh hồn ra, khiến lực lượng thánh bia không thể tiếp xúc linh hồn của ta. Mới rồi ngươi phát động lực lượng thánh bia nhưng không uy hiếp được ta cũng vì lý do này. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Chậc, lại là cách chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Phong Phi Vân rất chật vật, bị thương rất nặng, muốn đứng dậy thật khó khăn. Nhưng Phong Phi Vân dám cười kim loại ẩy, không hề tỏ ra tôn kính đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân nói, nếu tu vi của ta đến Niết Bàn Đệ Nhất Trọng Thiên, thần thức đủ công phá bình chướng linh hồn ngươi bày ra, cộng thêm Vũ Hóa Đài trấn áp, một giây là lấy mạng ngươi.
Thần thức của Phong Phi Vân mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp 40 lần nhưng cách biệt đại tự tại chân nhân rất xa. Nếu Phong Phi Vân có thể đến đệ nhất trọng thiên, thần thức sẽ gấp 40 lần tu sĩ niết bàn đệ nhất trọng, đủ ngang hàng với đại tự tại chân nhân. Nguyễn công phá bình chướng linh hồn là vũ hóa đài có thể chấn áp đại tự tại chân nhân. Nên Phong Phi Vân mới bảo bình chướng linh hồn của đại tự tại chân nhân chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Đại tự tại chân nhân hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi sống đến lúc đó sao? Sát khí hùng hồn vô biên tuôn ra, đại tự tại chân nhân thật sự động sát khí. Nàng tuyệt đối không để Phong Phi Vân sống sót, vì hắn mang mối uy hiếp quá lớn. Phong Phi Vân nói. Ta không phải chủ nhân của vũ hóa đài. Sát khí trên người đại tự tại chân nhân tạm dừng nhưng nàng không thu về. Có lời chăn chối gì thì mau nói đi, dù sao ngươi bỏ nhiều công sức cho hoàng tộc, bản đế cho ngươi cơ hội nói. Phong Phi Vân chậm rãi đứng dậy, người ướt đẫm máu. Các người tự cho là mình để lại tên trên thánh bia liền được khí vận, thật ra tên của các người khắc vào trận tâm của một tòa địa cực cổ trận đài. Nói bậy bạ. Người nghĩ bản đế không nhận ra được trận pháp sao? Bóng dáng đại tự tại chân nhân mơ hồ đứng bên bờ linh trì, người cao kiều, ngạo như ngọn núi cao không thể leo lên, yểu điệu vô song, hoa nhường nguyệt thẹn. Đại tự tại chân nhân có thể trở thành đại trí sư đỉnh cao đương nhiên rất giỏi trận pháp, dù trận pháp phức tạp cỡ nào bị nàng nhìn một cái là xuyên thấu thật giả. Phong Phi Vân nói, các người cho rằng đó là thánh bia nhưng thật ra nó là trận tâm. Địa cực cổ trận đài trên đỉnh Bán Đạp Sơn gần đó. Người ta cố ý tách địa cực cổ trận đài ra vì sợ bị các người nhận ra. Đại tự tại chân nhân hơi biến sắc mặt. Bán Đạp Sơn, tế đàn thượng cổ. Đại tự tại chân nhân chậm rãi khép mắt lại suy tính, rất nhanh nàng mở mắt ra. Bay đi. Khi ta dùng vũ hóa đài khắc ấn linh hồn của các người thì thánh bia trong thánh hồ và thượng cổ tế đài trên đỉnh Bán Đạp Sơn để hợp nhất bay đi, rơi vào vũ hóa mộ nguyên. Phong Phi Vân thừa dịp chế giễu đại tự tại chân nhân. Có vẻ mấy năm nay chân nhân tìm được cách khắc chế thánh bia rồi thì không mấy quan tâm hướng đi của thánh bia nữa. Trong khi Phong Phi Vân nói chuyện thì đại tự tại chân nhân đã suy tính xong, nàng tin những gì hắn nói. Bọn họ cho rằng khí vận là từ địa cực truyền tống trận khác đưa đến, không liên quan gì tới thánh bia. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất. Dâng hiến linh hồn của mình đổi lấy bảo vệ, ân trạch của đối phương. Sia này không khác gì bán thân. Biểu tình đại tự tại chân nhân cực kỳ khó xem, khí thế dao động tùy thời bộc phát uy lực hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân không dám mỉm ia đại tự tại chân nhân thêm, vì cười nhạo một người sắp nổi điên nghĩa là dồn nàng đứt dây thần kinh. Kể điên chuyện gì cũng dám làm, bao gồm băm nát Phong Phi Vân ra. Phong Phi Vân an ủi nữ nhân sắp hát cuồng. Thật ra không chỉ mình chân nhân bị tính kế. Những người để tên trên thánh bia có ai không phải là thiên kiêu một thế hệ, vô địch một thời đại. Đại tự tại chân nhân tu vi vô song, tâm trí kiên cường, rất nhanh tâm tình bình ổn lại. Đại tự tại chân nhân bình tĩnh nói. Trả lũ linh hồn trong vũ hóa đài lại cho ta, hôm nay tha mạng cho ngươi. Phong Phi Vân nói. Thứ lỗi cho ta bất lực, tuy ta tế luyện vũ hóa đài thành linh khí bản mệnh nhưng chỉ xem nó là cục đá đập người, phát huy một phần lực lượng của nó. Tên và linh hồn của các người hợp nhất, đã khắc sâu vào đó, ta không thể xóa được. Nên ta mới bảo ta không phải chủ nhân thật sự của vũ hóa đài. Phong Phi Vân không lừa đại tự tại chân nhân, hắn nói thật. Phong Phi Vân có thể khống chế linh hồn 18 thiên chi kiêu tử để lại tên trên thánh bia nhưng không bóc tách được. Tên đám người Chí Tàng Đại Sư, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan không khắc trên thánh bia, chỉ có một lũ linh hồn bị hút vào. Phong Phi Vân muốn thả lúc nào thì tùy. So sánh đơn giản hơn là, nếu vũ hóa đài như nhà giam lớn, 18 người đại tự tại chân nhân đã bị phán ở tù chung thân. Đám người Chí Tàng Đại Sư, Bạch Như Tuyết chỉ bị tạm giam. Phong Phi Vân là ngục tốt trông chừng nhà tù. Đám Chí Tàng Đại Sư, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan bị Phong Phi Vân nhốt vào, hắn có thể thả. Với đám người đại tự tại chân nhân thì Phong Phi Vân bất lực. Tối đa lúc rảnh cảnh cáo, ngược đãi một chút, hay thậm chí hành hạ chết, nhưng hắn không có năng lực thả ra. Chỉ có chủ nhân tạo ra nhà tù này mới thả hoặc nhốt bọn họ suốt đời. Hiện giờ có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn là Phong Phi Vân tế luyện vũ hóa đài thành pháp khí bản mệnh, nếu gặp chủ nhân thật sự của nó chắc chắn sẽ bị lấy đi pháp khí bản mệnh, hắn cũng bị thương nặng.
nên Phong Phi Vân cùng sợi dây từng với Đại Tự Tại Chân Nhân. Đại Tự Tại Chân Nhân quyết định, theo ta đi Vũ Hóa Mộ Nguyên một chuyến. Không ai biết chủ nhân thật sự của Vũ Hóa Đài khi nào đến Thần Tấn Vương Triều, Đại Tự Tại Chân Nhân thấy nguy hiểm, định phá hủy Vũ Hóa Đài. Thông thường địa cực cổ trận đài vượt qua khoảng cách xa xôi, tính bằng con số ức giảm. Nguyễn hủy diệt địa cực cổ trận đài thì chủ nhân thật sự của Vũ Hóa Đài khó đến Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cũng muốn phá hủy địa cực cổ trận đài, nhưng giờ không phải là lúc. Tạm gác Vũ Hóa Mộ Nguyên sang một bên đi, có chuyện quan trọng hơn cần làm. Có chuyện gì? Phong Phi Vân trả lời. Thịnh hội tà đạo. Đại Tự Tại Chân Nhân thôi diễn 5 ngày trời, giờ thịnh hội tà đạo đã bắt đầu. Trên Nam Hải ồn ào náo động, đàn tà tụ tập, quần ma loạn vũ, tử tà chi khí bao phủ khu vực biển này. Đại Tự Tại Chân Nhân kiên quyết nói. Không có gì quan trọng hơn đi Vũ Hóa Mộ Nguyên, có tham gia thịnh hội tà đạo hay không đều như nhau. Phong Phi Vân lắc đầu, đã xác định quan hệ kẻ thù thì nói chuyện không cần khách sáo nữa. Phong Phi Vân nói, có một số chuyện phải nói cho chân nhân biết, lúc trước chân nhân cũng thấy thiên thượng sắp xảy ra đại biển, có lẽ ta biết lý do. Ngươi biết, giọng Đại Tự Tại Chân Nhân lạnh lùng, hư không rung động. Thủ ấn khổng lồ ngưng tụ trên đầu Phong Phi Vân, to cỡ ngọn núi. Phong Phi Vân làm ngơ thủ ấn treo lơ lửng trên đầu mình, lạnh nhạt nói. Người chấm dứt thời đại Phật tu sẽ lại quay về, mảnh đất này sẽ bị hủy diệt. Đại Tự Tại Chân Nhân là người có đại trí tuệ, Phong Phi Vân chỉ nói một câu, những chuyện khác nàng tự mình suy tính. Đại Tự Tại Chân Nhân hiểu ý nghĩa của điều này, không cần Phong Phi Vân nói nhiều. Quả nhiên Đại Tự Tại Chân Nhân thu thủ ấn khổng lồ về, trầm ngâm thật lâu, dường như tiêu hóa hết ẩn ý trong câu nói. Với tu vi như Đại Tự Tại Chân Nhân cũng bị chấn nhiếp một lúc. Phong Phi Vân tiếp tục bảo, mức độ tin cậy khoảng 7 phần, khoảng 10 người biết tin này. Bên hoàng tộc thì ta đã phái người báo cáo cho Tấn Đế Đương Triều biết. Đại Tự Tại Chân Nhân đứng trong linh vụ, cơ thể dần ngưng tụ, đường cong dinh đẹp, tóc dài bay bay, làn da trắng như tuyết. Thật lâu sau Đại Tự Tại Chân Nhân ra kết luận, mở miệng nói. Không thể để tà đạo thống nhất, đi, đi thịnh hội tà đạo. Đại Tự Tại Chân Nhân ra quyết định nằm trong dự đoán của Phong Phi Vân. Đại Tự Tại Chân Nhân dù gì là người trong hoàng tộc, sẽ đắn đo ích lợi của hoàng tộc. Sau khi tà đạo thống nhất sẽ đánh nhau với Thần Tấn Vương Triều, dù hoàng tộc thống hay thua cũng sẽ nguyên khí đại thương, không ứng đối kiếp nạn sắp đến nổi. Cho nên Đại Tự Tại Chân Nhân không thể để tà đạo thống nhất. Tạm trấn an Đại Tự Tại Chân Nhân nhưng Phong Phi Vân không ngây thơ cho rằng hắn đã an toàn. Phong Phi Vân không thể tiếp tục làm thần vương Thần Tấn Vương Triều, cũng không ở lại Thần Tấn Vương Triều được nữa. Đại Tự Tại Chân Nhân kiên quyết muốn giết Phong Phi Vân, chỉ là thời gian sớm hoặc muộn. Phong Phi Vân phải nhanh chóng trốn đi, nếu không Thần Tấn Vương Triều là nơi Phong Phi Vân mất mạng. Thịnh hội tà đạo mở trong hòn đảo nằm ở Nam Hải, cách môn hộ phổ Đà Sơn khoảng ngàn dặm. Thủ lĩnh tà đạo các phương tụ tập tại đây, khiến hòn đảo vốn hơi hoang vắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Vào đêm, sóng biển ngập trời, vỗ tiếng ầm ầm không dứt. Ba đốm lửa lơ lửng trên hòn đảo như ba ngọn núi lửa phát ra nhiệt độ nóng cháy chiếu sáng khu vực biển. Khi Phong Phi Vân, Đại Tự Tại Chân Nhân đến nơi, thịnh hội tà đạo đã mở một ngày. Chính giữa hòn đảo vang lên đánh nhau ầm ầm, từng đợt trận văn lấp lánh. Có thể tưởng tượng nếu không nhờ trận văn bảo vệ thì hòn đảo này sớm tan vỡ thành mấy mảnh. Ai đến đây? Hai tu sĩ tà đạo mặc áo đen. Khói đen bao phủ quanh thân ngăn Phong Phi Vân lại. Tu sĩ tà đạo cầm chiến mâu, bên hông treo thiết lệnh, đôi mắt sáng, khí thế khiếp người. Là hai vị cự phách. Nhìn liền biết là người Xâm La Điện, phụ trách trông giữ hội trường, không cho người lai lịch không rõ xâm nhập. Hôm nay tâm tình Phong Phi Vân khá tệ lạnh lùng nói. Cút đi. Sau lưng Phong Phi Vân là kiệu của Đại Tự Tại Chân Nhân, hai người thân thể mơ hồ nâng kiệu. Người tu vi cường đại nhìn ra được hai người nâng kiệu có 6 cánh tay, trán mọc thiên nhãn trăng tròn, tu vi sâu không lường được. Hai cự phách mặc áo đen không ngờ có người kiêu ngạo như thế, dám bảo bọn họ cút đi. Thế là chọc chúng tổ ong, bọn họ định bắt Phong Phi Vân lại rồi giết ngay tại chỗ. Bùm bùm! Phong Phi Vân mau hơn bọn họ, vỗ hai bàn tay đánh bay hai cự phách ra xa hơn 10 trước, cơ thể rách toác, máu phun ra biến thành ngọn lửa đỏ thắm. Phương xa,
đám thủ lĩnh tà đạo bị kinh động, một thanh âm lạnh lùng sắc bén vang vọng khắp hòn đảo trong màn đêm. Nhất Trận Phong, không ngờ ngươi thật sự dám đến thịnh hội tà đạo. Người lên tiếng là điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện, Lục Phụng Tiên. Ta có gì không dám? Phong Phi Vân không sợ hãi, hất trường bào, sải bước đi vào giữa hòn đảo. Kiệu đại tự tại chân nhân theo sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã quyết định tối nay gây lớn chuyện, chỉ có khuấy đục dòng nước thì hắn mới có cơ may trốn khỏi tay đại tự tại chân nhân. Khi Phong Phi Vân đến giữa hòn đảo, hắn thấy xác mấy chục cường giả. Có vẻ thịnh hội tà đạo không vui chút nào. Nhưng người chết đa phần là tu sĩ ba vực tà đạo, Phổ Đà Sơn. Xâm La Điện chiếm ưu thế tuyệt đối, 610 điện chủ Xâm La Điện có mặt, tử vong hành giả, sinh mệnh hành giả trong bốn hành giả cũng đến. Trên cao nhất, Tà Hoàng thiếu chủ ngạo nghễ đứng, đeo mặt nạ quỷ màu bạc, anh tư hiên ngang, rất là ung dung bình tĩnh. Hai cường giả đang đánh nhau ngừng lại, đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong có cân nặng không nhẹ trong tà đạo. Hắn đến làm nhiều bá chủ tà đạo e ngại. Hai tin tức, đánh bại Bạch Nguyệt sứ giả, bắt cóc phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo, đã truyền vào tai các bá chủ tà đạo. Mấy hôm nay dậy sóng lớn, danh tiếng Nhất Trận Phôn càng vang âu đọi hơn. Lục Phụng Tiên lạnh lùng nói. Nhất Trận Phong, người thật sự không xem tà hoàng lệnh ra gì, cho rằng Xâm La Điện chúng ta không giết được ngươi sao? Phong Phi Vân khinh thường nói. Lục Điện chủ. Ngươi là người của Lục gia Phổ Đà Sơn nhưng lại làm việc cho Xâm La Điện, cái này mới khiến các tu sĩ Phổ Đà Sơn hết sức thất vọng. Đại tự tại chân nhân làm sao chịu nổi. Lục, Vũ Văn, Thường, Tiết, Kỳ, Vương, 6 gia tộc cộng thêm Thiên Nhai Nô Lệ Tràng, Thái Thương Đoạt Mệnh Cung, tổng cộng 8 thế lực. 8 thế lực đồng khí liên chi, cộng đồng hợp thành vật khổng lồ Phổ Đà Sơn trong tà đạo. Giờ bị Phong Phi Vân châm ngòi. Mấy thủ lĩnh thế lực tà đạo Phổ Đà Sơn lộ tia sáng lạnh, đề phòng Lục gia. Lục Phụng Tiên chửi thầm Nhất Trận Phong âm hiểm, không chỉ khiến Phổ Đà Sơn và Xâm La Điện càng đối chọi gay gắt, cũng thành công chuyển rời sức chú ý của các thủ lĩnh tà đạo. Nhưng Lục Phụng Tiên lăn lộn trong tà đạo nhiều năm, gã ung dung cười nói. Tà đạo vốn là một nhà, sau ngày hôm nay nguyên tà đạo không còn chia Xâm La Điện và Phổ Đà Sơn nữa. Phong Phi Vân hỏi. Vậy sao? Ta muốn hỏi là sau khi tà đạo thống nhất sẽ có một vị tà đạo cộng chủ. Ai làm tà đạo cộng chủ? Một điện chủ Xâm La Điện đứng ra nói. Mỗi người đều có thể làm tà đạo cộng chủ, nhưng người đó phải phục chúng được, khiến tất cả tu sĩ tà đạo tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đại thế tà đạo xưng hùng, trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Khẩu hiệu rất vang dội, các tu sĩ tà đạo mong mỏi hướng về, khát khao tương lai đó. Thủ lĩnh tà đạo Phổ Đà Sơn, ba vực cũng vậy. Phong Phi Vân cười hỏi. Vậy là sẽ đẩy ngã thần tấn vương triều, tạo dựng vương triều do tà tu thống trị đúng không? Đúng vậy. Phong Phi Vân cảm giác khí lạnh sau lưng mình, khóe môi cong lên. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Vậy bây giờ các người đề cử ai làm tà đạo cộng chủ? Một điện chủ Xâm La Điện cười khẩy nói. Trừ tà hoàng ra còn ai có tư cách đó? Phong Phi Vân cao giọng hỏi. Mọi người đều phục tà hoàng. Phong Phi Vân nhìn quét một vòng. Các tu sĩ tà đạo im lặng, dù có người không phục cũng không dám nói ra. Lục Phụng Tiên lạnh lùng cười. Người không phục đều đã đứng ra khiêu chiến, hôm nay có mấy chục người khiêu chiến nhưng đều bị đánh phục. Thế giới là như thế đấy, lực lượng làm vua. Mới rồi Phong Phi Vân thấy có người đánh với cường giả Xâm La Điện nhưng bây giờ không ai dám đứng ra. Phong Phi Vân hỏi, có phục tà hoàng không? Chứ không phải, có phục Xâm La Điện không, hai khái niệm khác nhau. Có vài lời khi nói huỵch tuệt ra thì không người dám đứng ra. Phong Phi Vân cười nói. Thì ra các người đều phục tà hoàng, nguyện ý để tà hoàng làm tà đạo cộng chủ. Lục Phụng Tiên nói. Đây vốn là đại thế hướng về. Phong Phi Vân lại bảo. Nhưng ta không phục. Ồn ào. Một câu dậy sóng. Tuy nhiều người rất muốn nói câu đó nhưng không ai dám. Một số lão bất tử tà đạo cũng không nói nên lời. Nhưng nay một đại đạo hái hoa nói ra tiếng lòng. Không phục. Không phục thì đánh. Có lẽ đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong rất lợi hại, nhưng so với tà hoàng thì không ra gì, không cùng đẳng cấp. Nhiều người cảm thấy Nhất Trận Phong đang tìm chết. Trong bóng tối, Chí Tàng Đại Sư đội mũ đen, người khẽ run. Chí Tàng Đại Sư vội núp trong hư không,
sợ bị Phong Phi Vân túm ra bắt lão liều mạng với Tà Hoàng, nếu làm vậy lão chết chắc. Chí Tàng Đại Sư đến cảnh giới Niết Bàn đệ nhất trọng nhưng kém hơn Tà Hoàng quá nhiều. Đây là tên điên, không thể kết bạn với hắn. Đại đạo hái hoa nhất trận phong dám không phục Tà Hoàng, mọi người cho rằng đây là chuyện địa nghịch bất đạo. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam bay trong áng mây, đứng trong xe cổ thanh đồng đầy dãy trận pháp hoa văn. Một thần thụ đứng ngoài xe cổ kéo dài vô số nhánh cây hỗn độn, lá cây linh khí ngăn cách hư không, ẩn hình. Thủ lĩnh tà đạo bên ngoài không trông thấy Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam được. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp chứa sầu lo, Ngọc Cơ Mạn Diệu nhíu chặt mày. Quá liều lĩnh. Ngọc Cơ Mạn Diệu thầm lo cho Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quá sơ sẩy. Ngọc Cơ Lan Lam nhẹ ôm tay Ngọc Cơ Mạn Diệu, mỉm cười nói. Đừng lo cho hắn. Nếu sau lưng không có người chống thì hắn làm sao ngang nhiên khiêu chiến Tà Hoàng được. Ngọc Cơ Lan Lam biết Ngọc Cơ Mạn Diệu và Nhất Trận Phong đã bắt đầu song tu, nàng hiểu tâm tình của sư tỷ. Nữ nhân âm dương song tu môn là như thế đấy, gửi gắm tình vào đạo, một khi có đạo lữ sẽ dốc hết tình cảm vào đạo lữ. Ngọc Cơ Lan Lam không biết Nhất Trận Phong chính là Phong Phi Vân. Tử vong hành giả Thạch Thác La cười âm trầm. Ngươi không phục Tà Hoàng. Ngươi dám khiêu chiến Tà Hoàng sao? Đôi mắt xanh như mắt u linh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Bốn hành giả, sinh, lão, bệnh, tử, tuy tử vong hành giả xếp chót nhưng tu vi siêu khủng bố, sát uy khiếp người. Tử vong hành giả nói một câu hù bá chủ một phương lùi bước, một ánh mắt có thể giết một đống tu sĩ. Phong Phi Vân đối diện tử vong hành giả Thạch Thác La, mắt sáng ngời bắn ra thần quang. Có gì không dám? Tiếc rằng ngươi không có tư cách khiêu chiến Tà Hoàng. Tử vong hành giả Thạch Thác La lưng có ba đôi cánh đen, vỗ cánh một chút là thân thể vô hình, dây sao lao tới trước mặt Phong Phi Vân. Ngón tay như vuốt sắt đan sen tia điện, không khí vặn vẹo. Tu vi hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Tử vong hành giả Thạch Thác La vừa ra tay là Phong Phi Vân nhìn thấu sâu cạn, tu vi mạnh hơn Bạch Nguyệt Sứ Giả, Tử Minh Vương, Hỏa Nghiên Nghiên, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh. Nếu sử dụng luân hồi tật tốc thì Phong Phi Vân có thể né tránh móng vuốt của tử vong hành giả Thạch Thác La. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy, lửa bốc cháy trên hai tay, cứng rắn đỡ một chưởng từ tử vong hành giả Thạch Thác La. Vang tiếng nổ đinh tai, hàng trăm tia chớp bắn ra từ cú va chạm. Tử vong hành giả Thạch Thác La cảm giác lực lượng mạnh mẽ truyền vào cánh tay như sắp chấn gãy, gã bay ngược ra sau, trở về trận doanh tu sĩ Xâm La Điện. Tử vong hành giả Thạch Thác La lảo đảo. Thật khó khăn ổn định thân hình. Cánh tay tử vong hành giả Thạch Thác La đau đớn sụi lơ. Lực lượng, quá mạnh. Tử vong hành giả Thạch Thác La là hùng chủ một phương, nhờ tu luyện công pháp nên cơ thể cực kỳ cường đại, hiếm khi thua. Lần này tử vong hành giả Thạch Thác La bị người một chiêu đánh lùi. Dù rằng tử vong hành giả Thạch Thác La không thua thảm nhưng chứng minh gã không bằng Phong Phi Vân. Ui! Bốn phía vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Tất cả bị tu vi của đại đạo hái hoa nhất trận phong hù sợ. Một chưởng đánh bay tử vong hành giả, nếu trên đảo này không bày trận pháp bảo vệ e rằng đã chìm xuống Nam Hải. Cổ Tất Ninh soái đeo gông, xích sắt chói người, gã vẫn nhón chân, duỗi cổ hóng chuyện. Oai quá! Đứng yên! Tà Hồng Liên quất roi! Bốp! Tất Ninh soái gào rú, nhảy loi choi muốn né. Tất Ninh soái mới chạy ra hai, ba bước thì sợi xích kéo căng. Gã bay ngược về lăn tới dưới chân Tà Hồng Liên. Chát chát, Tất Ninh soái ăn hai roi. Thiên Toán Thư Sinh đứng gần đó, mỉm cười lắc đầu, híp mắt nhìn phía xa. Tầm mắt Thiên Toán Thư Sinh nhìn cái kiệu sau lưng Phong Phi Vân. Ngón tay Thiên Toán Thư Sinh ngọ nguậy trong ống tay áo, trầm ngâm. Một bóng xanh lướt qua đứng đối diện Phong Phi Vân. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh mặc áo xanh đứng đối diện, hơi chắp tay hướng Phong Phi Vân. Đại đạo hái hoa nhất trận phong quả nhiên lợi hại, lão phu đến thử tài ngươi. Khi Thiên Thu Sinh ngước mặt lên trán bắn ra ánh sáng chói mắt, trong trán như dựng dục thần đăng. Tu vi của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cao thâm khó dò, mạnh hơn tử vong hành giả rất nhiều. Phong Phi Vân cảm giác rất nguy hiểm. Trong mắt tu sĩ khác thì sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh như trí giả đi trong trần đời, đại biểu quang minh, chân lý, tín ngưỡng. Cảm giác rất kỳ lạ. Nhiều thủ lĩnh tà đạo không kiềm được quỳ xuống bái lạy Thiên Thu Sinh như một vị chân thần. Nhiều tu sĩ bị hơi thở từ người sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cảm nhiễm, đồng hóa, nhịp đập con tim dần đồng bộ với gã, hít thở cùng nhịp,
như trở thành phụ thuộc của gã. Phong Phi Vân muốn gây lớn chuyện chứ không phải chôn xác tại đây. Lòng Phong Phi Vân chìm xuống, không dám lơ là. Xoẹt! Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh vươn một ngón tay, một cột sáng từ trên trời giáng xuống như thần kiếm nối thiên địa đâm thẳng xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, đánh ra thủ ấn khổng lồ. Hai chân long dài hơn 100 thước bay ra, nhanh chanh trợn to mắt bay hướng sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh. Ầm! Cột sáng vỗ nát trận pháp vị trí Phong Phi Vân vừa đứng, đánh thủng nguyên hòn đảo thông hướng đáy biển, để lại hố sâu không đáy đường kính 3 thước, miệng hố nứt giãn li ti. Một kích của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh không gây phá hoại gì lớn, bởi vì gã ngưng tụ lực lượng đến tình trạng bão hòa, không lãng phí một chút nào. Phong Phi Vân đánh ra hai chân long bị Thiên Thu Sinh phất tay áo cuốn lấy. Tay áo xanh càng lúc càng dài ra như hai áng mây, trong tay áo có tiếng rồng gầm, chân long va chạm tay áo phát ra tiếng nổ liên miên. Ground! Thiên Thu Sinh mở tay áo ra, ánh sáng xanh tràn ra ngoài, mông lung thần dị. Hai chân long bay ra. Tụ lý càn khôn, đầu chuyển tinh di. Đây là thần thông đỉnh cao, chỉ có người sức lĩnh ngộ siêu phàm mới học được. Dùng tay áo thu lực lượng hai con chân long, tu vi của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh thật đáng sợ. Phong Phi Vân đạp lên luân hồi tật tốc, người xoay tròn đánh ra hai quyền ấn khổng lồ xua tan hai chân long. Vù 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 vù. Thiên Thu Sinh lấy bút đồng ra, màu vàng đỏ, chỉ dài nửa thước. Hai ngón tay sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cầm bút đồng vẽ trong hư không, chém ra luồng thần quang chói mắt như thanh thiên đao chém thủng màn đêm. Đây là linh khí siêu phàm. Phập! Một lũ tóc Phong Phi Vân bị chém đứt bay trong trời đêm, kinh khí vô hình nghiền nát lũ tóc. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cầm bút đồng viết một chữ lâm trong không trung, tầng mây trên bầu trời đè xuống, mấy trăm dặm trời đêm cuộn trào. Đám mây tụ thành chữ lâm khổng lồ đè xuống Phong Phi Vân. Không uổng là đứng đầu bốn hành giả. Lòng Phong Phi Vân chìm xuống, hắn lấy linh kính bảy sắc ra, mặt kính như thủy tinh lưu ly tỏa linh quang chói lòa. Bên trong có đất đai lớn mấy trăm dặm, có dãy núi, sông, hồ nước, thâm cốc, kỳ thạch. Trong gương chứa thế giới bảy sắc. Thế giới lớn mấy trăm dặm hiện ra trong gương, lơ lửng trên bầu trời như đại lục linh thổ lơ lửng chín tầng trời. Tiểu công chúa Dương Giới dẫm chân trắng, non nớt nói. Gương của ta. Đó là linh khí của tiểu công chúa Dương Giới bị Phong Phi Vân chấn lột, nàng rất bực mình, nghiến răng, hai tay siết chặt. Chí bảo của Dương Giới, thuần dương kính. Một lão bất tử sắp sụng hết tóc nhận ra lai lịch linh kính bảy sắc trong tay Phong Phi Vân, ánh mắt tham lam, rất là động tâm. Bàn tay khô đét vàng vò thò ra hư không, sóng gợn lăn tăn. Lão bất tử định mở cánh cửa trong hư không cướp đi thuần dương kính. Lão bất tử mới vươn tay được một nửa thì bị người ngăn lại, một nhánh cây thò ra từ hư không chói tay lão. La sát hoàng. Lão bất tử phun huyết kiếm đỏ thấm chặt đứt nhánh cây, dứt khoát ẩn thân trong không trung. Ngọc Cơ Lan Lam không truy kích, thu nhánh cây về. Ngọc Cơ Mạn Diệu cúi đầu nói. Đa tạ sư muội ra tay. Ngọc Cơ Lan Lam nhếch môi hồng răng trắng. Tu vi của sinh mệnh hành giả đã đến cực độ cảnh giới thiên mệnh, chỉ kém một chút là bước vào niết bàn. Tình lang của sư tỷ dù cầm linh kính bảy sắc cũng không thắng nổi, chỉ có thiên tài đẳng cấp sử thi họa may nghịch thiên đánh liều. Tuy hắn cường đại nhưng còn kém một chút. Ngọc Cơ Mạn Diệu si tình nhìn nam nhân đấu pháp với sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh, nàng không nói cho Ngọc Cơ Lan Lam biết tình lang đúng là thiên tài đẳng cấp sử thi, còn là đỉnh cao. Ngọc Cơ Mạn Diệu tự tin nói. Chắc chắn hắn sẽ thắng. Ngọc Cơ Lan Lam không nói nhè hòe, mắt liếc hướng Tà Hoàng thiếu chủ. Đêm nay Ngọc Cơ Lan Lam đến vì Tà Hoàng thiếu chủ, thanh niên tài tuấn đứng hạng nhất bảng thiên tài sử thi thần tấn vương triều, thật sự. Không tầm thường. Đây là một loại cảm giác. Khi Ngọc Cơ Lan Lam nhìn lén Tà Hoàng thiếu chủ thì Tà Hoàng thiếu chủ đứng ở phía xa có cảm ứng, ngoái đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng. Tà Hoàng thiếu chủ đeo mặt nạ quỷ nhưng Ngọc Cơ Lan Lam cảm nhận được trong ánh mắt gã có ý cười, nhẹ gật đầu với nàng. Linh giác thật khủng khiếp. Mắt Ngọc Cơ Lan Lam chớp chớp, càng có hứng thú với Tà Hoàng thiếu chủ hơn. Không uổng là thiên chi kiêu tử trên đỉnh cao nhất thần tấn vương triều, Ngọc Cơ Lan Lam có tu vi cảnh giới niết bàn, thu dấu hơi thở vô hình, chỉ liếc Tà Hoàng thiếu chủ một cái nhưng vẫn bị phát hiện. Loại nhân vật này không đơn giản, mấy ngàn năm mới ra một người.
Ngọc Cơ Lan Lam và một vị chân nhân khác đấu pháp rất nhanh kết thúc, chỉ vài người cảm giác được. Những tu sĩ khác không ai hay biết, bọn họ nhìn chằm chằm đại đạo hái hoa, sinh mệnh hành giả đánh nhau túi bụi. Tay Phong Phi Vân nâng thuần dương kính, mặt kính chìm nổi một mảnh thế giới rộng mấy trăm dặm. Mặt kính ngưng tụ thần quang bảy sắc bắn thẳng lên khung trời, đánh vỡ chữ sinh mệnh hành giả thiên thu sinh viết bằng bút đồng. Biểu tình sinh mệnh hành giả thiên thu sinh không thay đổi, tay cầm bút đồng viết một quyển kỳ văn, mỗi chữ rất xa xưa chất chứa đạo vận, như thần linh tế văn khắc trên lưng rùa. Nam Hải, khu vực ngàn dặm, sóng sâu ngập trời, không khí tận thế. Thiên thu sinh viết thư văn cổ xưa trong không trung, mỗi chữ chứa đạo diệt thế. Trời sụp, đất nước, mưa rông, thần táng. Không khí thê lương như có thể phá hủy đại thế này. Thiên thu sinh đứng trên tảng đá trắng, tay phẩy quạt, mắt bắn ra tia sáng trí tuệ. Diệt thế bi văn. Diệt thế bi văn, ghi chép trên diệt thế thần bia. Bi văn nhiều loại, mỗi bi văn chứa một loại đạo diệt thế, một khi lĩnh ngộ có thể bộc phát ra lực lượng không thể ước chừng. Nguyên thần Tấn Vương triều chỉ mình thần linh cung có một quyển diệt thế bi văn, chỉ ghi chép một góc, không bằng một phần vạn bi văn. Diệt thế thần bia thật sự thì sinh mệnh hành giả thiên thu sinh không bao giờ thấy được. Tàng thư các của thần linh cung từ xưa đến nay không chỉ một lần bị trộm, sinh mệnh hành giả thiên thu sinh có thể viết diệt thế bi văn không có gì lạ. Lạ ở chỗ thiên thu sinh lĩnh ngộ được đạo hủy thiên diệt địa trên diệt thế bi văn, gã là người có đại trí tuệ, tư chất mạnh. Tà Hồng Liên nói, trong thần Tấn Vương triều không ngờ có người lĩnh ngộ được diệt thế bi văn, tuy chỉ một thiên nhưng đã rất lợi hại. Có thu hắn vào không? Thiên toán thư sinh trầm ngâm thật lâu sau gật đầu, nói. Có thể suy xét. Thiên toán thư sinh lấy cuốn tập ra, gỡ cây bút đồng dắt trên tóc xuống viết tên, thiên thu sinh, vào sách. Tên Phong Phi Vân sớm ghi vào sách từ lâu. Khi thiên toán thư sinh nhận ra diệt thế bi văn thì Phong Phi Vân cũng nhận được nó. Phong Phi Vân từng thấy diệt thế thần bia thật sự, chỉ cơ duyên tình cờ liếc em mờ, mắt một cái rồi diệt thế thần bia bay đi. Diệt thế thần bia là thần vật để lại từ thời viễn cổ, truyền thuyết trong giới tu sĩ đại lục này. Nhiều chủng tộc giữ lại một ít diệt thế bi văn, đồn rằng tổ tiên dùng máu khắc dấu từ diệt thế thần bia để lại cho tử tôn. Thời gian qua đã lâu, không ai biết tại sao tổ tiên không tiếc đổi mạng để khắc ấn một số bi văn truyền cho hậu nhân, có lẽ bọn họ muốn truyền lại điều gì. Trong tộc Phượng Hoàng cũng có diệt thế bi văn, nhiều đến 1.8 vạn quyển, nhưng đó chỉ là một phần của diệt thế bi văn, không phải bi văn hoàn chỉnh. Thiên thu sinh viết diệt thế bi văn tuy chỉ là một thiên, không bằng 1%, nhưng vẫn khiến Phong Phi Vân cảm giác áp lực to lớn. Thế giới hiện ra trên thuần dương kính sắp bị diệt thế bi văn hủy diệt. Người thiên thu sinh ướt đẫm mồ hôi, tay run run. Mỗi chữ viết ra như hút đi một phần sự sống của thiên thu sinh. Phong Phi Vân chủ động công kích, chân đạp luân hồi tật tốc đáp xuống đỉnh đầu thiên thu sinh. Phong Phi Vân xoay thuần dương kính, một cột sáng bảy sắc bắn xuống. Lúc này diệt thế bi văn của thiên thu sinh đã hoàn thành, mỗi bi văn lóe ánh sáng rực rỡ cắn nuốt cột sáng bảy sắc, nghiền nát rồi ngược lên trời, ấn vào Phong Phi Vân. Giống như thiên thạch đập vào Phong Phi Vân, chất chứa hơi thở tận thế. Phong Phi Vân hít sâu, nhảy lên diệt thế bi văn. Đạp luân hồi tật tốc như đạp sao trời nhanh chóng biến chuyển. Tay Phong Phi Vân liên tục đánh ra lực lượng hùng hồn chấn khung trời rung động. Từ bên dưới nhìn lên cho người cảm giác như thể Phong Phi Vân đang nhảy trên một quyển thần thư, chỉ là cái bóng của hắn. Ầm 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 ầm. Cuối cùng diệt thế bi văn tan vỡ, như mảnh trời sao biến mất. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, người lảo đảo, ngực phập phồng, bàn tay đẫm máu. Kim tàm Phật khí vận chuyển trong cơ thể. Máu ngừng chảy. Phong Phi Vân thở hắt ra. Nếu ngươi có thể viết hai thiên thuần dương kính thì không chừng hôm nay ta sẽ nuốt hận tại đây. Thiên thu sinh không thể viết ra diệt thế bi văn thứ hai, chỉ có một thiên đã hao hết chân nguyên của gã. Tâm tình thiên thu sinh cực kỳ phức tạp nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, không nói một câu lui xuống. Thiên thu sinh còn một số lá bài tẩy khác chưa dùng, nhưng diệt thế bi văn không thể trấn áp được tiểu tử này, dù gã lật hết con bài cũng vô dụng. Lúc này rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, vì mặt ngoài thì Phong Phi Vân bị thương, thiên thu sinh vẫn thản nhiên, y phục không xốc xếch chút nào. Những người có mặt toàn là tay trùm trong tà đạo, ánh mắt siêu phàm. Bọn họ biết thiên thu sinh tiêu hao quá nhiều chân nguyên, nếu tiếp tục chiến đấu thì khả năng thất bại rất lớn.
Đám tu sĩ cảm thán sau hôm nay cái tên Nhất Trận Phong không đơn giản nổi trong địa tử phủ mà nguyên thần Tấn Vương Triều, thậm chí là Ngũ Đại Vương Triều đều chấn động. Một đêm đánh thắng hai hành giả của Xâm La Điện, nhân vật như vậy chân nhân không ra ai cùng tranh phong. Ngọc Cơ Lan Lam trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, không thể nào, sao hắn mạnh như vậy được? Ngọc Cơ Lan Lam quen bao nhiêu người, ít khi nhìn lầm. Bây giờ Ngọc Cơ Lan Lam nhận ra nàng nhìn lầm Phong Phi Vân, hắn đánh bại sinh mệnh hành giả của Xâm La Điện, khác hẳn với dự đoán của nàng. Ngọc Cơ Mạn Diệu không thấy lạ, tay chống cằm, cười duyên. Đối với thiên tài đẳng cấp sử thi thì đánh bại người cảnh giới cao hơn mình chẳng bọn họ gì lạ. Rất nhanh Ngọc Cơ Lan Lam giấu đi vẻ mặt hoảng sợ. Thì ra hắn là thiên tài đẳng cấp sử thi. Ngọc Cơ Lan Lam cười nói. Hèn gì mấy hôm nay mặt mày sư tỷ hồng hào, càng thêm quyến rũ động lòng người, thì ra nhặt được bảo bối. Đương nhiên là nhặt được bảo bối, ha 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 ha. Ngọc Cơ Mạn Diệu cười tâu toét, nhưng không cho Ngọc Cơ Lan Lam biết thân phận thật của bảo bối, càng không nói thiên phú của bảo bối đến đỉnh đẳng cấp sử thi. Tỷ muội thân đến mấy nếu cùng vừa mắt một nam nhân thì sẽ biến thành kẻ thù. Ngọc Cơ Mạn Diệu rất cảnh giác với Ngọc Cơ Lan Lam. Sư muội này ưu tú hơn nàng nhiều mặt, trừ vận may. Ngọc Cơ Mạn Diệu cảm thấy nàng rất nhanh sẽ hơn Ngọc Cơ Lan Lam về mọi mặt, bởi vì nàng có nam nhân tiềm lực vô cùng, hiện tại thiên phú của nàng cao hơn Ngọc Cơ Lan Lam. Nữ nhân bẩm sinh đã hay so kè, dù là tỷ muội thân nhất cũng sẽ so sánh với nhau, ví dụ, mặt mày, vóc dáng, nam nhân. Đây chính là nữ nhân. Vì hay so kè nên nữ nhân mới càng thêm xinh đẹp. Theo thuyết tiến hóa của Darwin giải thích thuyết tiến hóa sinh vật thì ban đầu nữ nhân trên thế giới chia hai loại, một là nữ nhân thích so kè, hai là không thích so kè. Nữ nhân thích so bì càng giỏi trang điểm cho mình, tranh giành ích lợi vì mình, càng xinh đẹp hơn. Càng háo thắng thì càng được nhiều nam giới yêu thích, thành dòng chính sinh sản nhân loại. Nữ nhân không thích so bì thì quá bị động, bị đào thải, cuối cùng vào thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy đi hướng diệt vong, chết sạch. Trong thiên nhiên ai thích ứng thì sống sót. Nữ nhân sống sót toàn là thích so kè, càng lúc càng dữ dội hơn. Như Ngọc Cơ Mạn Diệu, loại nữ nhân này rất háo thắng, sẽ không ngừng tiến hóa. Mắt Ngọc Cơ Lan Lam ngập nước, mắt mơ màng nhìn Nhất Trận Phong phía xa. Thiên tài đẳng cấp sử thi của thần Tấn Vương Triều, Ngọc Cơ Lan Lam gần như biết hết tên tuổi nhưng không có Nhất Trận Phong, hay đây không phải tên thật của hắn. Nhất Trận Phong là ai? Ngọc Cơ Mạn Diệu không nói nhưng không ngăn được Ngọc Cơ Lan Lam nổi hứng thú với Phong Phi Vân. Ngọc Cơ Lan Lam híp mắt sáng, nhếch môi lộ hàm răng trắng, không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Ngọc Cơ Mạn Diệu cười tâu. Sư muội, có lẽ Tà Hoàng thiếu chủ của sư muội sắp ra tay. Ngọc Cơ Mạn Diệu rất mong chờ Phong Phi Vân đánh bại Tà Hoàng thiếu chủ, vậy thì nàng càng vui vẻ hơn. Đảo Nam Hải, không khí thịnh hội tà đạo hết sức căng thẳng. Nguyên nhân chỉ vì một đại đạo hái hoa đến. Đám bá chủ tà đạo Xâm La Điện xoa tay, tuy tử vong hành giả, sinh mệnh hành giả không thể trấn áp Nhất Trận Phong nhưng không dập tắt chiến ý hừng hực của bọn họ. Một điện chủ bá khí uy nghiêm bước ra định đánh nhau với Phong Phi Vân. Tà Hoàng thiếu chủ đứng trên đài cao, giọng lạnh nhạt nhưng rất có sức tin phục. Phụng Tiên, quay về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vị điện chủ kia lạnh lùng trừng Phong Phi Vân. Cúi đầu hướng Tà Hoàng thiếu chủ, lùi trở về. Tà Hoàng thiếu chủ lên tiếng là các tu sĩ Xâm La Điện cung kính ngay, bao gồm 6 điện chủ. Tà Hoàng thiếu chủ nhìn Phong Phi Vân thật lâu, vén tay áo lên, vỗ tay khen. Lợi hại, rất lợi hại, Phong huynh không uổng là long phượng trong cõi người. Tại cửa vào Đồng Lô Sơn bày ra Thiên La Địa Võng vậy mà vẫn bị Phong Phi Vân thần không biết quỷ không hay trốn ra. Ngu huynh rất khâm phục. Nhiều người cau mày. Không hiểu tại sao Tà Hoàng thiếu chủ nói câu đó. Phong huynh là ý chỉ Nhất Trận Phong sao? Nhưng liên quan gì đến Đồng Lô Sơn? Mỗi người đều có điểm mù thông minh, trong phút chốc không phản ứng lại. Đương nhiên chỉ là một chốc, rất nhanh có người thông minh hiểu ra, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ít ai đoán được ý nghĩa, Phong huynh, của Tà Hoàng thiếu chủ, lòng rất ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Chẳng lẽ hắn chính là người kia? Phong Phi Vân không biết Tà Hoàng thiếu chủ làm sao nhận ra được Cầm Ình nhưng hắn không cho gã cơ hội vạch trần thân phận. Phong Phi Vân dốc sức công kích, đánh ra thuần dương kính, bên trong bắn ra ánh sáng rực rỡ, hoa văn núi non hiện ra.
Ầm. Các tu sĩ Xâm La Điện bị uy lực thuần dương kính bao phủ, một số tu vi hơi thấp bị đánh miệng hộc máu bay ngược ra ngoài. Tà Hoàng thiếu chủ đứng thẳng phía trước, vạt áo bay lên, chậm rãi vươn một bàn tay ra. Ánh vàng rực rỡ, Phật khí khuếch tán 300 dặm. Phật khí bao bọc thuần dương kính, muốn hút chí bảo dương giới vào tay. Xoẹt. Phong Phi Vân vung tay áo, ánh sáng trắng sắc bén bay ra ngoài, là mảng lớn kiếm vũ. Kiếm vũ ngưng tụ từ thiên tủy binh đàm, có hàng ngàn thanh kiếm nhỏ đánh thủng Phật khí của Tà Hoàng thiếu chủ, muốn đâm xuyên người gã, giết hết cường giả Xâm La Điện. Muốn phá thì phải gây lớn chuyện lên. Muốn khuấy là phải khuấy đục. Phập, phập, kiếm vũ bay qua, mấy chục cường giả Xâm La Điện ngã xuống đất, máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất. Càng nhiều tu sĩ Xâm La Điện bị thương nặng, kiếm khí chạy lung tung trong người bọn họ. Đám người không dám nhúc nhích, dốc sức ức chế kiếm khí chạy lung tung trong người. Mọi người giật mình, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trừ những tu sĩ thầm đoán thân phận thật sự của Phong Phi Vân gia, thủ lĩnh tà đạo khác đều cho rằng đại đạo hái hoa nhất trận Phong bị khùng, muốn giết hết cường giả Xâm La Điện. Phong Phi Vân xòe tay ra, thiên tủy binh đàm lơ lửng trong lòng bàn tay, lại ngưng tụ thành ngàn kiếm nhỏ màu trắng, đợt công kích thứ hai sắp bay ra. Tà Hoàng thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ, người Tà Hoàng thiếu chủ phát ra vòng khí đẩy tu sĩ Xâm La Điện lùi lại. Sau lưng Tà Hoàng thiếu chủ phát ra Phật khí màu vàng bao bọc pho tượng Phật. Tượng Phật cao 9 trượng, mặt ngoài phủ đốm sáng, có 360 đốm sáng đối ứng 360 mệnh huyệt thân thể người. Bùm 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 bùm. Pho tượng Phật màu vàng dường như thông thần, cực kỳ cứng rắn. Thiên tủy binh đàm va vào pho tượng phát ra tiếng leng keng, đốm sáng vàng bay loạn. Thiên tủy binh đàm sắc bén không thể đỡ thế nhưng bị chặn lại hoàn toàn. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Cái này ít nhất là linh khí tứ phẩm. Tà Hoàng thiếu chủ cũng là người có khí vận lớn, có thiên vận của mình, được một số thần bảo mà người ngoài không thể tưởng tượng. Như pho tượng Phật màu vàng này chứa sức mạnh to lớn hùng hồn vô biên, có lẽ lợi hại hơn cả chấn thế sát binh. Phong Phi Vân thu về thiên tủy binh đàm, hòa tan hàng ngàn kiếm nhỏ ngưng tụ thành thanh đao trắng lớn. Phong Phi Vân giơ đao song song, hai tay ấn chuôi đao chém một nhát. Xẹt 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 xẹt. Luồng đao khí bay ra nối khung trời, tung hoành trong thiên địa. Trận pháp dưới đất sáng lấp lánh lại bị đao khí cắt nát, những thủ lĩnh tà đạo bay ngược ra sau, không dám dính vào đao khí. Ầm 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 ầm. Hòn đảo bị Phong Phi Vân xẻ đôi, từ giữa nứt ra cái he to. Nước biển chảy ngược vào, nhấn chìm òm mặt đất. Một đao tách hòn đảo thành hai, chính giữa thêm một con sông lớn, rộng mười mấy trượng, sóng vỗ bắn bọt nước tung tóe. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm đứng đầu bên kia sông lớn, cao giọng quát. Nhất trận phong ta không phục Tà Hoàng. Bởi vì ta cảm thấy đại tự tại chân nhân càng thích hợp làm tà đạo cộng chủ hơn. Ai không phục cứ đến chiến. Giọng Phong Phi Vân vang vọng như sấm bên tai. Đại tự tại chân nhân cũng là đứng đầu thủ lĩnh tà đạo, uy danh chấn thế. Đại tự tại chân nhân lánh đời hơn 1000 năm nhưng uy danh vẫn chấn nhiếp mọi người. Phong Phi Vân thốt câu này, đám thủ lĩnh tà đạo phe Xâm La Điện cười nhạt. Một cự phách thiên mệnh đệ thất trọng nói. Đã hơn 1000 năm nay đại tự tại chân nhân không xuất thế, người Phổ Đà Sơn cũng không biết chân nhân còn sống hay chết rồi. Đề cử người không biết sống chết làm tà đạo cộng chủ thì chẳng ai phục. Đương nhiên cũng có người ủng hộ Phong Phi Vân, ví dụ 6 gia tộc, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, Thiên Nhai Nô Lệ Tràng. Giọng chủ nhân Thiên Nhai Nô Lệ Tràng phát ra từ một chiếc xe hoa lệ, thanh âm hơi già nua nhưng đầy bá đạo. Lão Phu cũng cảm thấy tà đạo cộng chủ nên do đại tự tại chân nhân làm. Dù gì lão nhân gia Tà Hoàng ở trong Đồng Lô Sơn quá lâu, không hiểu rõ đại thế. Điện chủ điện thứ 8 Xâm La Điện lạnh lùng quát. Long ức, ngươi dám không phục Tà Hoàng. Chủ nhân Thiên Nhai Nô Lệ Tràng lạnh nhạt nói. Ta làm sao dám không phục, Tà Hoàng công tham tạo hóa, chiến uy thiên hạ vô song, ta phục sát đất. Nhưng tà đạo cộng chủ thì ta thấy đại tự tại chân nhân thích hợp hơn. Có người đi đầu, lại có người khác lên tiếng. Đại tự tại chân nhân lấy đức phục người, uy vọng trong tà đạo đã hơn 1000 năm. Nếu để lão nhân gia đi ra làm tà đạo cộng chủ, ta tin đa số người sẽ phục. Tà Hoàng mất tích gần 2000 năm, bây giờ quay lại tuy uy thế hơn trước kia nhưng chưa chắc mạnh hơn đại tự tại chân nhân. Người lên tiếng là tộc trưởng của Vũ Văn gia tộc, một trong 6 gia tộc Phổ Đà Sơn,
một kẻ hung dữ trong tà đạo, xưng hùng trên mảnh đất này hơn 700 năm. Tộc trưởng Vũ Văn gia tộc quen rất nhiều bằng hữu trong tà đạo, gã vừa mở miệng liền có nhiều người phụ họa. Lão tổ Vô Sinh Vực bước ra từ bóng tối, tay chống gậy, chân loạng choạng nói. Tà đạo dù sao là của mọi người, Xâm La Điện, Phổ Đà Sơn tuy là thế lực khổng lồ nhất tà đạo nhưng chỉ chiếm 1/2 phần 10 tu sĩ tà đạo. Muốn trở thành tà đạo cộng chủ phải khiến đa số tu sĩ tà đạo tin phục, lão hủ cũng cảm thấy Đại Tự Tại chân nhân thích hợp hơn. Phong Phi Vân an toàn rút lui, núp trong bóng tối, gợi mâu thuẫn trong thế lực tà đạo. Lần này là Xâm La Điện, Phổ Đà Sơn, ba vực tà đạo đấu đá nhau. Mâu thuẫn đã thăng cấp. Trong tà đạo có người luôn chú ý Phong Phi Vân, bọn họ là những người đoán ra thân phận thật sự của hắn. Mỗi người đều có ý xấu, muốn độc chiếm kim tàm kinh trong tay Phong Phi Vân nên không lớn tiếng vạch ra. Bọn họ phái người lén theo dõi Phong Phi Vân, sau khi kết thúc thịnh hội tà đạo chắc chắn sẽ có nhiều lão bất tử thế lực tà đạo tìm đến hắn. Trong kiều truyền ra giọng nói của Đại Tự Tại chân nhân. Thủ đoạn của ngươi giỏi thật, đẩy ta lên giàn lửa. Thanh âm không chút uy nghiêm, rất trong trẻo như khe suối chảy róc rách qua tảng đá. Người không biết cứ tưởng là tiểu thư nhà giàu ngồi trong kiệu. Phong Phi Vân đứng bên cạnh kiệu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nói. Đây chẳng phải là tình huống chân nhân muốn thấy sao? Chỉ cần chân nhân đánh bại tà hoàng thì tà đạo sẽ không thống nhất. Đại Tự Tại chân nhân hỏi. Tại sao bản đế đánh bại tà hoàng thì tà đạo không thống nhất? Phong Phi Vân trả lời. Tà hoàng thua, Xâm La Điện sẽ không bỏ qua. Tình huống tốt nhất là tập thể cường giả Xâm La Điện cụp đuôi rời đi. Tình hình tệ nhất là tu sĩ Xâm La Điện sẽ không chết không ngừng với Phổ Đà Sơn. Dù là tình huống nào, tà đạo sẽ không thống nhất. Trong giọng nói của Đại Tự Tại chân nhân chứa tự tin mãnh liệt. Ngươi sai rồi, chỉ cần bản đế còn đây thì tà hoàng thắng hay thua tà đạo tuyệt đối không thống nhất. Phong Phi Vân không phản bác, bởi vì đây là sự thực. Đại Tự Tại chân nhân tiếp tục bảo. Thật ra ngươi là người thông minh, tư chất không tệ. Nếu ngươi dâng ra kim tàm kinh, hoàn toàn thần phục ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Phong Phi Vân cười giễu. Chân nhân chịu tha cho ta mới lạ. Nguyễn Vũ Hóa Đài còn ở trong tay ta thì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của chân nhân. Chân nhân sẽ không thay đổi quyết tâm giết ta, tâm thuật đế vương vô dụng với ta. Sau khi thịnh hội tà đạo qua đi, chúng ta sẽ đến Vũ Hóa Mộ Nguyên, đó cũng là nơi ta chôn xác. Trước lúc đó ta muốn cùng mấy bằng hữu dặn dò chuyện sau khi chết. Đại Tự Tại chân nhân vì né tránh Vũ Hóa Đài khống chế mà bày ra đại cục ngàn năm, bỏ cả ngai vàng. Phong Phi Vân không tin Đại Tự Tại chân nhân vì yêu quý nhân tài mà tha cho hắn. Đại Tự Tại chân nhân hỏi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Phong Phi Vân nói. Chỉ có ta biết cách hủy địa cực cổ trận đài. Đại Tự Tại chân nhân trầm ngâm giây lát, nói. Vậy ngươi hãy đi chăn chối, nhớ kỹ, chuyện không nên nói tuyệt đối đừng nói. Đại Tự Tại chân nhân không sợ Phong Phi Vân bỏ trốn, vì nàng cực kỳ tự tin vào mình. Đại Tự Tại chân nhân tự tin ngay giây phút Phong Phi Vân định bỏ trốn sẽ bị nàng giết ngay, đây là chuyện đương nhiên. Phong Phi Vân cũng hiểu điều đó. Phong Phi Vân có nghĩ đến chuyện lấy thanh đồng cổ thuyền ra trốn, hay vào thiên quốc, nhưng rồi hắn phủ quyết tất cả. Vì kẻ địch của Phong Phi Vân là Đại Tự Tại chân nhân, không chỉ tu vi cường đại mà trí tuệ cũng biến thái. Phong Phi Vân chưa leo lên thanh đồng cổ thuyền, vào cánh cửa thiên quốc đã bị Đại Tự Tại chân nhân phát hiện ngay, rồi giết chết. Có muốn trốn cũng phải chọn thời cơ tốt nhất, nếu không chỉ tăng tốc độ chết. Có tấm biển vàng Đại Tự Tại chân nhân, đám thủ lĩnh tà đạo không muốn thống nhất tà đạo càng yên tâm to gan phản đối Xâm La Điện, có chọc giận tà hoàng đi ra cũng không sợ. Bởi vì bọn họ có Đại Tự Tại chân nhân chống lưng, tuy cho đến bây giờ không ai gặp mặt Đại Tự Tại chân nhân, thậm chí không biết Đại Tự Tại chân nhân có còn sống hay không. Thịnh hội tà đạo trở nên vô cùng náo nhiệt, các phương cãi cọ, không ai đặt chú ý vào Phong Phi Vân. Ngay lúc này Phong Phi Vân leo lên xe âm dương song tu môn, hai nhánh cây tách ra. Phong Phi Vân kéo cửa, đi vào, thấy hai mỹ nhân tuyệt thế Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam. Phong Phi Vân đi vào. Nhánh cây khép, cửa đóng lại. Xe âm dương song tu môn tiếp tục ẩn hình. Ngọc Cơ Mạn Diệu ăn mặc kín, khoác xa y lăng la tầng tầng bao bọc thân hình nhấp nhô. Ngọc Cơ Mạn Diệu yêu kiều đến trước mặt Phong Phi Vân, kéo tay hắn, ánh mắt đưa tình. Mặt Ngọc Cơ Mạn Diệu gần sát Phong Phi Vân,
hỏi. Tại sao mạo hiểm vậy? Phong Phi Vân cười nói. Nếu ta bảo bị ép thì nàng tin không? Tin. Ngọc Cơ Lan Lam đứng trong hư không, bên dưới thần thụ, linh vụ đậm đặc bao phủ người nàng. Ngọc Cơ Lan Lam mỉm cười nói. Sư tỷ, ta hơi ghen tị với sư tỷ, vất vả lừa gạt sư muội ta đây. Sư muội âm thầm tìm đến một vị đạo lữ kinh tài tuyệt diễm. Mới rồi Phong Phi Vân và Tà Hoàng thiếu chủ đánh nhau, tuy chỉ giây lát nhưng thực lực ngang ngửa. Cộng thêm Tà Hoàng thiếu chủ nói câu đó, Phong Phi Vân đoán ra thân phận của Phong Phi Vân ngay. Nhi tử của yêu ma, Phong Phi Vân. Đây là đệ nhất thiên tài của thần Tấn Vương Triều. Nữ nhân không chỉ có lòng so kè mà còn dễ ghen tị. Hai nữ nhân quan hệ càng tốt thì càng dễ ghen ghét đối phương. Tiếp tục giải thích thuyết tiến hóa của Darwin. Ban đầu nữ nhân có hai loại, một loại ghen tị và một loại nữ nhân không ghen tị. Nữ nhân ghen tị hại chết nữ nhân không biết ghen ghét, bản thân nàng thì sống. Nữ nhân không biết ghen tị thì đã diệt chủng từ thượng cổ. Mạnh thắng yếu, mạnh ăn thịt yếu. Đây là cách sinh tồn đẫm máu. Nên nữ nhân bây giờ di truyền từ nữ nhân ghen tị, hạt giống ghen ghét chảy trong máu bẩm sinh. Phong Phi Vân nói, thịnh hội tà đạo sẽ không bình tĩnh, không lâu sau sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Những cường giả địa tử phủ sắp chạy đến, các nàng hãy đi mau đi. Ngọc Cơ Mạn Diệu hỏi, ngươi không đi chung sao? Phong Phi Vân lắc đầu cười khổ. Ta không đi được, nếu may mắn sống sót ta sẽ tìm nàng. Phong Phi Vân vội vàng dặn dò rồi đi gặp tiểu công chúa Dương Giới, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo, trả linh hồn bị giam cầm trong Vũ Hóa Đài lại cho bọn họ. Phong Phi Vân bắt các nàng vì dụ cường giả địa tử phủ đến, phá hỏng thịnh hội tà đạo. Bây giờ có đại tự tại chân nhân ngoài ý muốn. Phong Phi Vân không muốn làm thần vương thần Tấn Vương Triều nữa. Chuyện nên làm thì Phong Phi Vân đã hoàn thành, hắn không nợ hoàng tộc nữa. Đại tự tại chân nhân muốn giết Phong Phi Vân làm hắn rất khó chịu, tà đạo thống nhất hay chia rẽ chẳng liên quan gì đến hắn. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Các người đi được rồi. Cười luôn tốt hơn là mặt như đưa đám. Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan, tiểu công chúa Dương Giới. Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, vẻ mặt, người đang có âm mưu gì? Cơ mặt Phong Phi Vân cứng ngắc, hắn sờ cằm nói. Được rồi, cảm tạ các vị đã phối hợp trong thời gian gần đây, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, tan cuộc được rồi. Nói cách khác các nàng đã tự do. Liễu Duệ Hâm, nàng luôn muốn chạy trốn, bây giờ đi được rồi, sao không vui gì hết vậy? Tiểu công chúa, sau này phải ngoan, đừng cứ la đánh đòi giết. Coi chừng lớn lên không gả đi được. Phu nhân giáo chủ, xin lỗi, tuy tại hạ rất muốn làm đại đạo hái hoa, làm chút chuyện tuyệt vời ân ái nhưng bây giờ bản thân không an toàn, sống chết cách một lần chỉ. Chắc tại hạ không có cơ hội làm chuyện xấu hổ đó nữa. Liễu Duệ Hâm trừng Phong Phi Vân, nghiến răng ken két. Liễu Duệ Hâm kéo tay Diệp Ti Loan, nói. Diệp sư tỷ, chúng ta đi, hắn là tên khốn, siêu khốn kiếp. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Liễu Duệ Hâm, những gì nàng thấy trong thiên quốc nếu dám nói ra thì ta không ngại làm tên khốn thật sự. Liễu Duệ Hâm bị ánh mắt của Phong Phi Vân hù sợ, nàng biết những gì trong thiên quốc có ý nghĩa gì, không thể nói lung tung nếu không sẽ vời tai họa sát thân cho mình. Liễu Duệ Hâm rõ ràng tu vi của Phong Phi Vân rất kinh khủng, nếu chọc giận hắn thì nguyên nhật nguyệt tiên giáo không đủ cho hắn giết. Liễu Duệ Hâm ngoan ngoãn gật đầu. Phong Phi Vân hỏi. Bạch Như Tuyết, nàng đồng ý ở lại không? Bạch Như Tuyết hỏi. Người có ép ta ở lại không? Không. Bạch Như Tuyết trả lời. Ta chọn đi. Bạch Như Tuyết là nữ nhân từng cùng hắn trên giường, Phong Phi Vân hỏi kỹ. Định đi đâu? Có lẽ về nhà. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Nàng có nhà sao? Bạch Như Tuyết lườm Phong Phi Vân. Mỗi người đều có nhà, có người thân, tại sao ta không thể có? Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên xa xăm. Nói cũng đúng. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Đúng vậy, một người mệt mỏi, đã mệt đương nhiên muốn về nhà, còn có người thân. Bạch Như Tuyết là một nữ nhân thông minh, nàng biết giữa mình và Phong Phi Vân không có tình yêu. Nữ nhân ở bên nam nhân không yêu mình là cách làm ngu ngốc. Phong Phi Vân có chút áy náy với các nàng, dù sao là hắn lợi dụng bọn họ, làm hỏng danh tiết. Phong Phi Vân bồi thường.
tặng cho mỗi người một vạn linh thạch, đây là tài sản kếch xù, đủ cho các nàng tu luyện cả đời. Phong Phi Vân tặng thêm cho Bạch Như Tuyết một linh quả. Mọi người không khách sáo nhận lấy, chỉ có Diệp Ti Loan không nhận linh thạch. Diệp Ti Loan đặt linh thạch dưới đất như cỏ rác, nàng không ở lại mà đi theo Liễu Duệ Hâm rời khỏi. Mọi người đều đi hết, lòng Phong Phi Vân nhẹ nhõm. Chỉ khi Diệp Ti Loan rời đi, Phong Phi Vân khó quên ánh mắt của nàng. Đó là ánh mắt phức tạp, có đau đớn, thất vọng, giãy giụa và cả lưu luyến. Phong Phi Vân biết trong đám nữ nhân chỉ có Diệp Ti Loan là thật sự yêu hắn. Nhưng người Diệp Ti Loan yêu là Vân Đại Thúc trong Đồng Lô Sơn chứ không phải Phong Phi Vân, nên cuối cùng nàng rời đi. Ánh mắt sau cuối nhìn Phong Phi Vân tràn đầy phức tạp, bi thương nhất. Muốn ở lại mà không thể. Muốn ở lại nhưng không có lý do. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Đi đường bình an, khách qua đường hồng trần. Phong Phi Vân biết hôm nay Từ Biết có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đối với Diệp Ti Loan, có lẽ Phong Phi Vân sắm vai nhân vật vô cùng quan trọng trong đời nàng, tương lai khi nàng trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo có lẽ suốt đời không gả, tưởng nhớ hắn. Nhưng Diệp Ti Loan không có sức nặng trong lòng Phong Phi Vân, có lẽ có hảo cảm nhưng lòng hắn quá cao, thần tấn vương triều chỉ là vũng nước cạn, một cục đá với hắn. Tương lai Phong Phi Vân sẽ bay càng cao xa, có tiền đồ rực rỡ hơn. 10 năm sau, có lẽ Phong Phi Vân còn chút ấn tượng với Diệp Ti Loan. 100 năm sau, ký ức còn đọng lại. Nhưng ngàn năm, vạn năm sau không còn chút gì sót lại. Nếu Phong Phi Vân mở miệng chắc chắn Diệp Ti Loan sẽ ở lại bên hắn, nếu hắn làm vậy là lỡ cả đời nàng. Hồng trần như mộng, mỗi sẽ gặp nhiều người có duyên không phận, miễn cưỡng gán ghép chẳng bằng chủ động buông tay. Dịu dàng đã tận, chẳng bằng quên lãng trong giang hồ. Nghĩ thông những điều này, Phong Phi Vân thoải mái hơn. Phong Phi Vân dặn dò Ngọc Cơ Mạn Diệu câu cuối, kêu nàng đi Thần Đô tìm một nữ nhân tên Diêu Cát, nhắn lại là, chăm sóc thần hồn Thái Vi nữ thần giúp ta. Phong Phi Vân rời khỏi xe âm dương song tu môn. Có thần thức của Đại Tự Tại chân nhân nhìn chằm chằm, Phong Phi Vân không dám nói nhiều. Phong Phi Vân tin Diêu Cát là nữ nhân thông minh, nàng sẽ hiểu trạng thái hiện tại của hắn. Giờ Phong Phi Vân nhẹ cả người, thật sự. Điều Phong Phi Vân lo lắng duy nhất là thần hồn Thái Vi nữ thần nằm trong tay hoàng tộc, nhưng hắn tin Diêu Cát sẽ hoàn thành tốt. Phong Phi Vân lại vào trận doanh Lục Gia, từ xa thấy Lục Ly Vi đã xuất quan từ vong hồn động phủ. Yêu nữ tư chất ấn tượng mờ nhạt trong đầu Phong Phi Vân nhưng cùng hắn chung chăn gối. Mấy năm không gặp, Lục Ly Vi vẫn xinh đẹp động lòng người. Trong gió đêm, mùi thơm từ người Lục Ly Vi bay thật xa. Phong Phi Vân cưỡi gió đến. Hắn như U Linh đứng bên cạnh nàng. Lục Ly Vi bế quan trong vong hồn động phủ, tu vi đến thiên mệnh đệ tam trọng, với nàng thì đã tiến bộ vượt bậc nhưng trước mặt Phong Phi Vân vẫn quá yếu ớt. Phong Phi Vân khoác lên ẩn tàm sa la, che giấu hơi thở không để cường giả Lục gia biết hắn đến. Là ngươi. Lục Ly Vi nhìn Phong Phi Vân trở nên bộ mặt thật, nàng không tấn công vì biết không đánh lại hắn. Phong Phi Vân cười nói. Là ta. Ngươi định làm gì? Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đàm ra chặt đứt huyết cấm huyền trạc đeo trên cổ tay Lục Ly Vi, một giọt máu bay ra khỏi vòng tay. Phong Phi Vân cẩn thận thu lấy. Đây là giọt máu thứ 6. Sau khi thu giọt máu, Phong Phi Vân cất ẩn tàm sa la, xoay người đi ngay. Lục Ly Vi sờ cổ tay mình, nhìn bóng lưng Phong Phi Vân. Trong lòng Lục Ly Vi luôn suy nghĩ cảnh tượng khi hai người lại gặp mặt, nhưng nàng không ngờ sẽ là ở chốn này. Trong hoàn cảnh như vậy, bắt đầu thế này và kết thúc như thế. Đối phương quá lạnh lùng. Mắt Lục Ly Vi chớp chớp. Này, người cứ đi như vậy sao? Lục Ly Vi không cam lòng, bản thân nàng không hiểu tại sao mình không cam lòng. Phong Phi Vân tự nhận hắn không phải loại người lạnh lùng. Nếu đổi hoàn cảnh khác, mạng sống không nằm trong tay Đại Tự Tại chân nhân có lẽ Phong Phi Vân sẽ gánh trách nhiệm một nam nhân nên làm, dù bắt buộc thì hắn cũng sẽ cướp Lục Ly Vi đi. Nhưng bây giờ không được. Phong Phi Vân dừng bước, lạnh lùng hỏi. Có gì chỉ giáo? Lục Ly Vi hỏi. Ngươi, trong lòng ngươi có từng áy náy? Có. Lục Ly Vi hít sâu, nói. Vậy là đủ rồi. Tặng cho nàng thứ cuối cùng. Phong Phi Vân tách một rúm nhỏ thiên tủy binh đàm ngưng tụ thành chủy thủ trắng cỡ bàn tay, bên trên khắc ba chữ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ném chủy thủ rơi vào tay Lục Ly Vi. Tương lai nếu gặp khó khăn gì hãy kêu người cầm chủy thủ đến tìm ta,
dù lên trời xuống đất, thí thần chư Phật, ta sẽ giải quyết khó khăn cho nàng. Xem như ta nợ nàng. Phong Phi Vân nói xong dứt khoát rời đi, trở về bên chiếc kiệu Đại Tự Tại Chân Nhân ngồi. Đại Tự Tại Chân Nhân hỏi. Đã chăn trối xong hết. Nếu ta nói không thì chân nhân có thôi không giết ta? Đại Tự Tại Chân Nhân trả lời. Không. Thế thì được rồi. Phong Phi Vân ngước nhìn trời đêm, than dài. Người sắp chết luôn cảm thấy còn rất nhiều chuyện cần làm, sao mà chăn trối hết được. Đêm càng lạnh. Gió Nam Hải khá mạnh, ánh trăng rơi trên mặt biển, nước lấp lánh như vảy rồng trắng. Một chiếc thuyền nhỏ bềnh bồng giữa dòng nước, gió mạnh sóng biển xô đẩy, có khi sóng nâng thuyền lên cao mấy chục thước, đôi khi rơi xuống vòng xoáy như vực sâu, lại có khi tùy thời bị xé nát vụn. Nhưng thuyền con vẫn cứ trôi theo dòng nước. Phòng Hoàng ngồi vững vàng trên thuyền con, mặc áo mộc mạc, mặt treo nụ cười hiền hòa nhất. Phong Hoàng nhìn hòn đảo cách mấy chục dặm, ánh lửa rực rỡ, bóng người thấp thoáng. Phong Hoàng hỏi, Huyền vệ, người nói xem tà đạo có thể thống nhất không? Có người khác đứng trên thuyền nhỏ. Huyền vệ mặc giáp sắt màu đen dày phủ lên mỗi vị trí trên người, thuyền con sóc nảy nhưng gã đứng vững vàng. Huyền vệ trả lời, nếu tà hoàng đã đến đương nhiên tà đạo sẽ thống nhất, không ai ngăn cản được. Phong Hoàng gật gù, đôi mắt nhăn nheo mở ra, con người sáng trong hơn, sáng như ánh sao trên trời. Phong Hoàng nhìn ngôi sao trên bầu trời như xem bức tranh thiên địa. Phong Hoàng gật đầu, nói. Gần đây ta có linh cảm không lâu sau mảnh đất này sẽ bị máu nhuộm đỏ, rốt cuộc vì chuyện gì? Bầy rồng nuốt trời, âm dương giới rối loạn. Ai, ta già thật rồi, không thể nhìn thấu. Huyền vệ nói. Thánh linh chưa chắc dự đoán được, tà hoàng có thể thấy một số hình ảnh tương lai đã là rất lợi hại. Phong Hoàng lắc đầu, vuốt râu hao dâm. Bởi vì xem không rõ nên càng phải chuẩn bị trước, tà đạo buộc phải thống nhất, không chỉ tà đạo, nguyên thần tấn vương triều, ngũ đại vương triều phải thống nhất. Chỉ khi lực lượng mọi người tụ tập lại mới mạnh hơn, không sợ nguy hiểm gì. Huyền vệ nói, tà hoàng trí tuệ siêu phàm, có thể dự kiến chưa biết. Đám phàm tục chỉ biết tà hoàng muốn thống nhất thiên hạ, làm sao hiểu nỗi lòng vất vả của tà hoàng. Sóng biển ập đến, giọng nữ êm tai vang lên. Cũng chưa chắc. Rào rào. Thiết khải vận chuyển trên người Huyền vệ phát ra tiếng kim loại va chạm, chiến thương giơ ngang, tiếng rồng ngâm hổ gầm tuôn ra. Trong phút chốc mặt biển bị đông lại, sóng ngừng dao động, lặng như nước hồ trong rừng sâu. Từ khi nào trên mặt nước bên cạnh thuyền con có hai nam nhân sáu cánh tay đứng. Xuyên qua màn đêm mơ hồ thấy trên vai hai nam nhân nâng một cái kiệu. Đó là hình ảnh kỳ lạ. Hai quái nhân người mơ hồ đứng trên sóng nước mà như dẫm đất bằng, vai nâng cái kiệu như hai u linh quỷ hồn nâng kiệu. Phong Hoàng ngồi trên thuyền con, mặt treo nụ cười hiền hòa. Huyền vệ, không được làm càn. Phong Hoàng phất tay ra hiệu nam nhân giáp sắt sau lưng mình thu chiến thương về. Phong Hoàng chắp tay cúi đầu hướng màn đêm, cười nói. Chờ chân nhân đã lâu. Đây là lần thứ hai Phong Phi Vân gặp Phong Hoàng, vẫn giống một lão nhân hiền từ. Phong Hoàng bây giờ như thể nhàn nhã cưỡi thuyền ngắm biển. Phong Phi Vân đứng bên cạnh kiệu, đạp sóng nước yên lặng quan sát. Phong Phi Vân không lên tiếng, hoặc nên bảo là trước mặt nhân vật như Phong Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân thì hắn không có tư cách mở miệng. Đại Tự Tại Chân Nhân ra khỏi kiệu, thân hình cao kiều, mặc áo hoa thêu rồng vàng, đai ngọc xanh biếc bao lại eo nhỏ như liễu, bới tóc, châm cài như u linh lam ngọc. Đại Tự Tại Chân Nhân đạp sóng lướt đi. Mỗi đạp một bước là mặt nước sẽ bay lên một đoàn khói mờ hình dạng như núi sông, hoa văn đất đai. Như thể Đại Tự Tại Chân Nhân đi trên các thế giới nhỏ. Phong Phi Vân chỉ nhìn thấy bóng lưng yểu điệu vô song, tóc dài bay lên, đường cong xinh đẹp, con rồng vàng thêu trên hoa bảo sống động như thật tùy thời bay ra khỏi vải áo. Nam nhân sáu tay nâng kiệu biến thành hai cơ si thể màu đen vòng quanh cái kiệu, đây là tinh hồn chân nhân bị Đại Tự Tại Chân Nhân tế luyện thành hồn chuyên nâng kiệu. Đại Tự Tại Chân Nhân bước lên thuyền con, ngồi xuống đối diện tà hoàng, vị trí ngồi cao hơn lão. Đại Tự Tại Chân Nhân trên cao nhìn xuống tà hoàng. Trên mảnh đất thần tấn vương triều này người dám xưng đế, xứng hoàng đều là nhân vật thật sự lợi hại. Đại Tự Tại Chân Nhân đưa lưng hướng Phong Phi Vân, không thấy rõ mặt mày nhưng hắn thấy biểu tình của tà hoàng. Huyền vệ đứng sau lưng tà hoàng rất tức giận, cảm thấy đối phương thật kiêu ngạo, dám ở trên cao nhìn xuống tà hoàng. Huyền vệ cầm chiến thương nhấp nháy ánh sáng,
đằng đằng sát ý. Ở trước mặt đại tự tại chân nhân mà có can đảm chiến đấu, tu vi của huyền vệ chắc chắn rất kinh khủng. Tà hoàng lại quát ngăn huyền vệ. Khi tà hoàng thấy bộ dạng của đại tự tại chân nhân thì hơi ngạc nhiên, giây sau vẻ mặt bình tĩnh lại. Tà hoàng cười nói. Chậc chậc, lợi hại, chân nhân thật lợi hại. Không, không, nữ đế bệ hạ lợi hại, làm người ta khâm phục. Thân phận của đại tự tại chân nhân làm tà hoàng giật mình, vì nàng rất giỏi lừa người, bố cục quá hoàng mỹ. Tà hoàng cũng cho rằng đại tự tại chân nhân chết vào 2000 năm trước. Người như vậy sao không lợi hại? Nên tà hoàng nói 3 lần lợi hại. Nữ đế Long Khương Linh và tà hoàng Phong Hoàng gần như cùng thời đại. 2000 năm trước Long Khương Linh đã vô địch thiên hạ, những bá chủ, chân nhân trong thần tấn vương triều gặp nàng lạp hải quỳ lạ ầm hành lễ. Nơi Long Khương Linh đi qua như thánh nhân giáng thế, vạn người quỳ dưới đất, không ai dám không phục, được gọi là tấn đế mạnh nhất sau thủy đế. Trong thời đại đó không ai dám tranh phong với Long Khương Linh, không tìm thấy nhân vật nào có thể đối kháng với nàng. Người đỡ một chiêu của Long Khương Linh mà không chết được gọi là chí cường, tông sư, ngôi sao sáng. Khi Long Khương Linh nổi tiếng khắp thiên hạ, lên ngôi vua thì Tà Hoàng mới sinh ra. Trong thời đại đó Tà Hoàng được cho là nhân vật duy nhất có khả năng đối kháng với nữ đế. Tà Hoàng kỳ tài ngút trời, mới 20 tuổi đã bước vào cự phách cảnh. Nhưng Tà Hoàng ra đời chậm hơn nữ đế Long Khương Linh trăm năm, khi Tà Hoàng mạnh mẽ nổi lên thì nữ đế đã bí ẩn băng hà, chết trong đế cung. Một đế một hoàng từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt. Nữ đế không có nhiều cảm xúc trước cái tên Tà Hoàng, nhưng với Tà Hoàng thì khiêu chiến lớn nhất ngày xưa là nữ đế. Tà Hoàng đặt mục tiêu lớn nhất đời là đánh bại nữ đế, lúc tuổi còn trẻ từng nói ngông là sẽ có ngày thu phục nữ đế nạp làm phi. Bởi vì câu nói này Tà Hoàng bị triều đình truy sát không ngừng nghỉ. Triều đình không giết được Tà Hoàng ngược lại khiến tu vi của Tà Hoàng càng cường đại hơn, cuối cùng trở thành điện chủ Xâm La Điện, danh hiệu Tà Hoàng. Lời hào hùng khi còn trẻ giờ Tà Hoàng đã quên, nhưng lúc thấy đại tự tại chân nhân thì đoán ra ngay nàng là nữ đế Long Khương Linh, không thể nào là người khác. Đại tự tại chân nhân nói, sớm nghe nói có một nhân vật ghê gớm trong tà đạo, tu luyện 11 loại trong thập nhị đại tà công Xâm La Điện, không đơn giản. Tà Hoàng biểu tình ung dung, nếu ta muốn thì có thể tu luyện thành công loại tà công thứ 12. Tà Hoàng từng chỉ có thể ngước nhìn nữ đế nhưng không có nghĩa là bây giờ vẫn chỉ ngước nhìn. Đại tự tại chân nhân nói, nghe bảo thập nhị đại tà công Xâm La Điện vô cùng huyền diệu, tu luyện thành công một loại là thiên phú sẽ tăng một phần, uy lực tà công cũng mạnh hơn. Nếu tu luyện thập nhị đại tà công đến đại viên mãn, phát huy ra uy lực sánh bằng thánh điển. Tà Hoàng gật đầu, nói, thật ra thập nhị đại tà công Xâm La Điện là tham ngộ từ Tản Thiên Đạo Điển, Kim Tàm Kinh, Mộ Phù Tầm Bảo Cục, các đời tiên hiền tà đạo sửa sang, hoàn thiện lại. Nếu có thể tu luyện thập nhị đại tà công thành công, dù không bằng ba thánh điển nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Ta không tu luyện loại tà công thứ 12 không phải ta không muốn luyện mà vì thiếu một thứ. Đại tự tại chân nhân xem Tà Hoàng ngang hàng với mình, tò mò hỏi. Cái gì? Hoan Hỷ Đỉnh Lô. Tà Hoàng trả lời. Xâm La Điện truyền thừa từ thời đại Phật tu, tiền thân là Hoan Hỷ Thiền Miếu, thế lực Phật tu đứng sau ba tháp cổ. Đại kiếp nạn Phật môn, ba tháp cổ là lãnh tụ Phật môn gần như tử thương sạch. Hoan Hỷ Thiền Miếu còn giữ lại một ít cường giả. Sau thời đại Phật tu trải qua thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm, thời kỳ này tông phái Phật môn không sinh tồn nổi. Hoan Hỷ Thiền Miếu sửa tên Xâm La Điện, chậm rãi chuyển hóa hướng tà đạo. Về sau Xâm La Điện thành vật khổng lồ trong tà đạo. Trong thập nhị đại tà công, đại Hoan Hỷ đạo lấy thập nhị đại tà công chủ yếu dung hợp Hoan Hỷ Thiền Kinh của Hoan Hỷ Thiền Miếu, tinh túy song tu đại pháp bộ thứ hai của đạo điển. Muốn tu luyện đại Hoan Hỷ đạo phải tìm được một Hoan Hỷ đỉnh lô tốt nhất. Không chỉ tu vi tương đương với ta mà tư chất cũng không thể quá thấp, nếu không kéo tụt tu vi của ta. Phong Phi Vân đứng trên mặt nước lắng nghe hai cường giả nói chuyện, hai người này gặp mặt không đánh nhau ngay mà luận đạo. Phong Phi Vân không biết đại Hoan Hỷ đạo của Xâm La Điện nhưng hắn nghe Ngọc Cơ Mạn Diệu nói về song tu đại pháp. Đây là công pháp vô cùng huyền bí, không thua gì Kim Tàm Kinh. Tu sĩ tu luyện song tu đại pháp một khi kết hợp với đạo lữ thì sẽ lấy đạo lữ chủ yếu. Thiên phú của đạo lữ cao bao nhiêu thì nàng sẽ được thiên phú cao bấy nhiêu. Nếu thiên phú của đạo lữ thấp hơn nàng thì thiên phú của nàng cũng tụt xuống. Hai người song tu,
tu vi không được chênh lệch quá lớn, nếu không khi tu luyện sẽ bị ảnh hưởng phụ, kéo tụt tu vi của đối phương. Ví dụ Phong Phi Vân chỉ có tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, nếu Ngọc Cơ Mạn Diệu song tu với hắn rất có thể hắn sẽ nổ banh xác, tu vi của nàng cũng tụt xuống. Đại Hoan Hỷ Đạo của Sâm La Điện có tinh túy song tu đại pháp thì chắc cũng kèm theo mặt trái này. Nếu Tà Hoàng tu luyện Đại Hoan Hỷ Đạo, vậy thiên phú, tu vi của lão sẽ bị Hoan Hỷ Đỉnh Lô ảnh hưởng. Nếu không tìm được Hoan Hỷ Đỉnh Lô thích hợp thì Tà Hoàng sẽ không tu luyện Đại Hoan Hỷ Đạo. Hoan Hỷ Đỉnh Lô. Tim Phong Phi Vân đập nhanh, hắn hiểu lý do Tà Hoàng nói mấy lời đó. Phong Phi Vân vụt ngẩng đầu, không còn bóng dáng Tà Hoàng, đại tự tại chân nhân đâu, chỉ có nam nhân mặc áo giáp huyền vệ cầm chiến thương, bộ dạng như gặp kẻ thù lớn ngước nhìn trời. Muốn chết. Trên bầu trời mây đen ùn ùn che dập trời, mơ hồ thấy bóng dáng nữ đế đứng trong tầng mây, cao 33 trượng, ánh vàng rực rỡ, uy nghiêm bá đạo. Nữ đế vung tay, mảng lớn thần long vàng bay ra, cỡ mấy trăm con thành dòng sông rồng. Phong Phi Vân không biết tại sao nữ đế và Tà Hoàng đột nhiên đánh nhau, chắc vì bốn chữ Hoan Hỷ Đỉnh Lô. Pháp tướng Tà Hoàng đứng Nga ở tận cùng biển mây, cao mấy trăm trượng, tầng mây cuộn trào trên đầu. Tà Hoàng há mồm phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tà Hoàng hút một hơi, miệng như cái hố đen hút mấy trăm bóng rồng vàng vào người. Tà Hoàng và nữ đế đánh nhau rất khủng bố, thổi quét nguyên Nam Hải. Đây mới chỉ là chiến uy phát ra từ người bọn họ đã làm đám thủ lĩnh tà đạo tham gia thịnh hội tà đạo nằm sấp dưới đất. Chỉ có bá chủ tà đạo đỉnh cao nhất miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng phập phồng lo sợ, lòng hãi hùng. Một cuồng long màu vàng rớt từ trên trời xuống cách hòn đảo tổ chức thịnh hội tà đạo mấy trăm dặm. Cách xa là vậy nhưng hòn đảo vẫn chìm xuống, các thủ lĩnh tà đạo bị cuồng long vàng phát ra khí thế cắt nát thành bãi máu, nhuộm đỏ khu vực biển. Đây mới chỉ là một con rồng vàng rơi xuống, dư âm công kích chứ không phải đại tự tại chân nhân cố ý. Hơn nữa con rồng rơi cách đảo trăm dặm, nếu rớt ngay vào đảo chắc không bao nhiêu tu sĩ tà đạo sống nổi. Trốn mau, tà thần đại chiến, mảnh đất này sắp thành cho. Một vị nửa bước cự phách hai chân mềm nhũn nằm sấp dưới đất không cựa quậy được, kêu cứu. Gia chủ, ta không đi nổi, cứu ta. Các thủ lĩnh tà đạo chạy trốn, không ai dám ở lại đây một giây. Lão bất tử núp trong hư không cũng bỏ chạy. Nhân vật như Tà Hoàng, nữ đế đánh nhau dù là chân nhân bình thường cũng sẽ chạy xa thật xa. Đây là tình huống Phong Phi Vân muốn thấy. Lúc này không đi còn đợi bi bao giờ. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, định thừa dịp này chạy trốn. Phong Phi Vân chưa kích hoạt thanh đồng cổ thuyền thì một cây chiến thương đâm tới, đánh vào thanh đồng cổ thuyền. Lực lượng khổng lồ thổi quét hất Phong Phi Vân bay ra. Huyền vệ mặc giáp sắt màu đen đứng trên thuyền con, tay cầm trường thương như tử thần nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phụng chỉ lệnh của Tà Hoàng lấy mạng ngươi. Tà Hoàng thiếu chủ sớm vạch trần thân phận của Phong Phi Vân nên đương nhiên không giấu giếm được. Ta không hứng thú đánh với ngươi. Lúc này đại tự tại chân nhân bận đấu với Tà Hoàng, không rảnh quan tâm Phong Phi Vân, là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Phong Phi Vân lại rót linh khí vào thanh đồng cổ thuyền. Nhưng huyền vệ bám giết không tha, tốc độ siêu mau. Huyền vệ lấy thương làm gậy quét ngang eo, sóng dâng trào. Phong Phi Vân buộc phải ngừng giữa chừng, hắn nghiến răng chửi thầm trong bụng. Tổ cha nó, mọi người đều bỏ trốn, đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Nhất định phải cắn ta không nhả? Phong Phi Vân giơ thanh đồng cổ thuyền đập mạnh. Được rồi, người đã muốn chết thì ta chiều. Trường thương trong tay huyền vệ va chạm thanh đồng cổ thuyền kêu rầm rầm, gãy ngang. Phong Phi Vân thừa thắng xông lên, muốn giết huyền vệ với tốc độ nhanh nhất rồi rời đi. Nhưng ông trời không thương Phong Phi Vân, chẳng biết đại tự tại chân nhân cố ý hay vô tình mà một con cuồng long vàng từ trên trời rơi xuống trúng chỗ Phong Phi Vân. Chỉ một bóng rồng nhưng lực lượng siêu khủng bố, lúc trước là một bóng rồng đánh chìm cả hòn đảo, giết vô số tu sĩ tà đạo. Phong Phi Vân cảm nhận khí thế siêu khủng bố, cơ thể như chìm vào vũng bùn khó thể nhúc nhích. Phong Phi Vân vội đứng lại. Giơ thanh đồng cổ thuyền cao qua đầu, tư thế phòng ngự. Bóng rồng vàng đập vào thanh đồng cổ thuyền, đánh chìm khu vực biển 300 dặm, như có thiên thạch rơi xuống hủy diệt hết thảy sinh vật. Huyền vệ sớm thụt lùi ra sau, khi bóng rồng rơi xuống thì gã chạy ra 60 dặm. Nhưng huyền vệ vẫn bị lực lượng trùng kích hất văng ra ngoài, áo giáp nứt vỡ như mạng nhện. Khi huyền vệ rơi vào nước biển, cả người đẫm máu, ho ra máu.
May mắn huyền vệ có thập hù thủ hộ được tà hoàng ban cho nên giữ được mạng sống, nếu không gã chết chắc. Người huyền vệ đẫm máu bay lên khỏi mặt biển, đứng lơ lửng. Nửa khúc chiến thương hòa tan thành quả cầu sắc bao bọc nắm tay huyền vệ, có thể thấy lực lượng vừa rồi khủng bố biết bao. Chắc hắn đã chết, phải rồi, Kim Tàm Kinh. Tuy huyền vệ bị thương nặng nhưng gã không quên mệnh lệnh của tà hoàng, bay đến bên trên khu vực biển vừa rồi. Dưới mặt nước vẫn có vô số lực lượng khủng bố đan xen, tia chớp vàng tràn ngập trong biển. Tu sĩ bình thường nhảy xuống dưới sẽ bị cắt nát bấy ngay. Bùm! Một vòng chụp linh khí bao phủ huyền vệ, gã lặn xuống đáy biển. Có lẽ Phong Phi Vân đã thành cho nhưng chắc chắn Kim Tàm Kinh sẽ không bị hủy diệt, có lẽ nó đã chìm xuống đáy biển. Nhiều thủ lĩnh tà đạo trốn ra Nam Hải, rất nhiều người chết vì dư âm chiến đấu trên bầu trời, vùi thây dưới biển. Khá nhiều tu sĩ tà đạo tham gia thịnh hội tà đạo, chỉ có thủ lĩnh đỉnh cao nhất mới đến đảo Nam Hải. Đa số tu sĩ tà đạo canh chừng bên bờ Nam Hải, lúc này bọn họ nhìn chiến đấu trên bầu trời sợ hãi run rẩy. Cảnh tượng khủng bố biết bao, như thần ma chiến đấu. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cũng bị thương nhưng thoát chết. Gã đứng bên bờ Nam Hải nhìn biển cả mênh mông. Thiên Thu Sinh lẩm bẩm. Là tà hoàng, là tà hoàng. Thật sự là tà hoàng. Cũng đúng, chỉ tà hoàng mới có tu vi khủng khiếp như thế. Đám tu sĩ tà đạo bàn tán xôn xao, đa số người bỏ trốn, định chạy ra thật xa mới thấy an toàn. Là ai đánh nhau với tà hoàng? Chắc cũng là nhân vật ghê gớm lắm. Long uy chấn thế, bá đạo vô song, hay là Thái Thượng Tấn Đế? Rất có thể là Thái Thượng Tấn Đế, nên mới chiến đấu dữ dội với tà hoàng được. Trên bầu trời mây tà cuồn cuộn, vô số cuồng long màu vàng bay lượn. Đất đai rung rinh, vô số sinh linh run rẩy như thể khung trời sắp rơi xuống. Ba cổ tiên giáo, tu sĩ chư thiên vạn giáo địa tử phủ đang trên đường chạy tới, từ xa cảm nhận hơi thở kinh hoàng cách vạn dặm. Mọi người run sợ, không dám đi tới. Giáo chủ ba cổ tiên giáo cùng ra lệnh. Mọi người hãy dừng lại. Mấy tiên giáo địa tử phủ tập kết tu sĩ chạy tới thịnh hội tà đạo, lao vào Nam Hải định chu giết đại đạo hái hoa nhất trận phong, thậm chí phá hoại tà đạo thống nhất. Nhưng bây giờ bọn họ cảm nhận áp lực khổng lồ. Trong trận doanh Nhật Nguyệt tiên giáo, một nam nhân đầu đội vũ quan, mặt ngọc phong độ thần thánh, thoạt trông khoảng 30 tuổi, mặc áo bạc, chân đạp cỏ thơm đứng trên một ngọn đồi nhìn hướng Nam Hải. Gã không phải tu sĩ của Nhật Nguyệt tiên giáo nhưng giáo chủ Nhật Nguyệt tiên giáo gặp gã thì kính như thần linh. Nam nhân cảm thán rằng, thú vị, Long gia không uổng là hoàng tộc thần tấn vương triều, cường giả lớp lớp. Hỏa công chân nhân đứng bên cạnh nam nhân, mây lửa cuồn cuộn, không khí xung quanh bị nhiệt độ cao từ người gã đốt vặn vẹo. Hỏa công chân nhân như hóa thân bằng lửa. Không ngờ hai người này đã đến cảnh giới như thế. Nam nhân mặt ngọc biểu tình không thay đổi, lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Hỏa công chân nhân biết ta được nam nhân đánh giá như thế đã rất lợi hại, từ xưa đến nay không bao nhiêu người được nhận xét như thế. Hỏa công chân nhân chắp hai tay sau lưng hỏi dò. Long Khương Linh đúng là lợi hại, lừa cả thần linh cung gã. Cung chủ cảm thấy Long Khương Linh và Phong Hoàng ai mạnh hơn. Nam nhân mặt ngọc trầm ngâm giây lát, nói. Khó nói. Bạch Nguyệt sứ giả mặt cung trang chậm rãi đến gần, cung kính đứng sau lưng nam nhân mặt ngọc, cúi thấp đầu nói. Duệ Hâm đã trở về. Tâm tình Bạch Nguyệt sứ giả rất phức tạp, nàng vô cùng tôn kính nam nhân trước mắt như nhìn thần linh. Liễu Duệ Hâm là nữ nhi Bạch Nguyệt sứ giả và nam nhân này, dù mấy năm nay nhiều người thầm phỉ báng nàng nhưng Bạch Nguyệt sứ giả không hối hận. Hiến thân cho nam nhân này là vinh diệu. Nam nhân mặt ngọc liếc Bạch Nguyệt sứ giả đứng sau lưng, lòng có chút vấn vương hỏi. Duệ Hâm khỏe không? Nàng rất tốt. Bạch Nguyệt sứ giả ngừng một lúc, nói tiếp. Thì ta đại đạo hái hoa nhất trận phong là nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân. Hỏa công chân nhân cười dài, thanh âm như tiếng sấm. Ha 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 ha, hôm nay lại thêm một tên lừa gạt danh ma. Ánh mắt nam nhân mặt ngọc sâu thẳm, mỉm cười nói. Phong Phi Vân, hay cho nhi tử của yêu ma, trốn ra đồng Lô Sơn, thiên tài. Hôm nay thật nhiều chuyện làm người ta ngạc nhiên, mấy năm nay thần tấn vương triều ra khá nhiều nhân vật lợi hại. Không biết còn bao nhiêu chuyện thần linh cung chúng ta không biết. Khi nam nhân mặt ngọc nói câu đó thì mắt âm trầm, gã quyết định chỉnh đốn lại thần tấn vương triều, đào ra uy hiếp ẩn giấu. Hỏa công chân nhân mở miệng nói. Cung chủ,
Kim Tàm Kinh nằm trong tay Phong Phi Vân. Nam nhân mặt ngọc nói. Hãy nói với Long Khương Linh, Phong Hoàng, ra lệnh cho bọn họ trong vòng 7 ngày đưa Kim Tàm Kinh đến Thần Linh Cung. Nam nhân mặt ngọc nói xong quay người đi, rất dứt khoát. Hỏa công chân nhân cười hỏi. Nếu bọn họ không nghe thì sao? Vậy nghĩa là bọn họ bắt đầu không phục Thần Linh Cung, đã không phục Thần Linh Cung thì phải chết. Bọn họ nên biết năng lực của Thần Linh Cung lớn cỡ nào, tuy bây giờ cánh đã cứng nhưng ta không ngại bẻ gãy đôi cánh đó. Nam nhân mặt ngọc biến mất trong không trung. Hỏa công chân nhân mỉm cười nói. Ta sẽ hết sức truyền lời của cung chủ cho bọn họ, ha 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 ha. Hỏa công chân nhân quay đầu nhìn chiến đấu phía xa, cười tâu toét. Phong Phi Vân bị thương rất nặng, tuy có thanh đồng cổ thuyền phòng ngự nhưng hắn vẫn da chóc thịt bong, cơ thể suýt rách toác thành mấy mảnh, bị cuồng long màu vàng đánh chìm xuống đáy biển. Quá mạnh! Nếu không đến tiểu thư bất tử Phượng Hoàng thân thì không đỡ nổi. Phong Phi Vân ở đáy biển ho ra máu, phun ra mấy ngụm máu loãng. Linh khí trong cơ thể tiêu hao 9 phần, Phong Phi Vân không thể kích hoạt thanh đồng cổ thuyền chạy trốn nữa, đành thu nó về. Tuy không thể kích hoạt thanh đồng cổ thuyền nhưng nơi này không thể ở lâu, Phong Phi Vân phải chạy ngay. Phong Phi Vân cắn chặt răng, căng thẳng thần kinh bơi nhanh dưới biển. Một cột nước từ bên trên đánh xuống. Huyền vệ đẫm máu vỗ một trường. Bám dai như đỉa. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, thiên tủy binh đàm ngưng tụ thành một mảnh kiếm vũ phá tan cột nước. Phong Phi Vân bị thương nặng hơn, cơ thể thụt lùi ra sau, lùi ra mấy dặm mới ổn định thân thể. Không uổng là người Tà Hoàng đặc biệt chú ý, vẫn không chết, sức sống của ngươi quá mạnh. Huyền vệ lặn xuống đáy biển, linh khí tràn ra lớp da ngưng tụ thành chiến giáp. Tay huyền vệ duỗi ra, nước biển ngưng tụ thành băng, biến thành chiến thương huyền băng. Muốn Kim Tàm Kinh thì hãy lấy bản lĩnh thật ra đi. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng, thiên tủy binh đàm ngưng tụ thành cây chiến thương, ánh sáng trắng chói mắt, cực kỳ sắc bén. Phập! Huyền vệ hét to, máu phun ra. Một tia sáng chết chóc vô hình từ đỉnh đầu huyền vệ cắt xuống, xẻ đôi người gã ra. Con người Phong Phi Vân co rút, hắn rất ngạc nhiên. Ai giết huyền vệ? Văn nước dao động bên cạnh Phong Phi Vân, Chí Tàng Đại Sư bước ra, bàn tay phải dính đầy máu khuếch tán trong nước. Chí Tàng Đại Sư chắp hai tay, niệm Phật. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. VIPVANDAN.VN Chương 1226, cường giả đỉnh cao nhất ngũ đại vương triều. Hòa thượng này miệng niệm, thiện tai, nhưng tuyệt đối không phải loại người lương thiện, tay Chí Tàng Đại Sư còn dính máu. Bàn tay dính máu mà niệm Phật trơn tru, hòa thượng này rất nguy hiểm. Giờ phút này Phong Phi Vân rất thích hòa thượng tay dính máu này, đến rất đúng lúc. Phong Phi Vân bị thương quá nặng, nếu đánh nhau liều mạng với huyền vệ sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc đến kịp một phen. Chí Tàng Đại Sư nói. Đại tự tại chân nhân và Tà Hoàng đấu pháp, bần tăng mạo hiểm mạng sống đến giúp. Bớt nói nhảm đi, mau rời khỏi đây. Phong Phi Vân cảm giác trước mắt tối đen. Người mệt mỏi mất sức. Phong Phi Vân cắn lưỡi nói. Trốn càng xa càng tốt. Chí Tàng Đại Sư lại nhảy nửa ngày. Người Thần Linh Cung đã chạy đến, một số lão bất tử núp trong bóng tối quan sát, đúng là nên rời đi ngay. Chí Tàng Đại Sư vác Phong Phi Vân lên co giò chạy nhanh, không có chút gì đoan trang thần thánh của cao tăng Phật môn. Chí Tàng Đại Sư chạy trốn rất nghiêm túc. Tốc độ của chân nhân có khác. Sau một canh giờ hai người chạy ra khỏi Nam Hải 9 vạn dặm, vào lãnh tổ ỏ địa tử phủ, đến tòa thành cổ 300 vạn nhân khẩu. Hai người trốn trong một kỹ viện thanh lâu. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên giường, người tỏa Phật quang chiếu sáng. Năng lực phục hồi của Phong Phi Vân rất mạnh, một canh giờ đã chữa lành 3 phần. Đây là vì Phong Phi Vân bị thương quá nặng, nếu là vết thương bình thường thì Kim Tàm Kinh chuyển một vòng đã khỏi hẳn. Chí Tàng Đại Sư lần chuỗi hạt, lão trang nghiêm. Bảo tướng như Phật gia. Chí Tàng Đại Sư lầm bầm than thở. A-di-đà Phật, không ngờ vào nơi ô uế này, chắc chắn người dính cát bụi rồi. Trở về chùa phải trai giới tịnh thân 3 năm mới được. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Miễn còn sống thì đừng nói trốn vào thanh lâu, xem như trốn vào hầm cầu cũng không sao. Một lũ Phật khí nhập vào người Phong Phi Vân, vết thương đã ổn định. Bây giờ dù Phong Phi Vân không dốc sức chữa trị thì Kim Tàm Phật khí sẽ tự động chữa thương cho hắn, rất nhanh thân thể sẽ lành lại.
Thấy Phong Phi Vân mở mắt, đôi mắt già nau khàn đục của Chí Tàng Đại Sư bỗng chốc sáng chói lòa. Chí Tàng Đại Sư nói. Nói vậy là chúng ta đã an toàn. Phong Phi Vân vẫn rầu lo, càng trầm trọng hơn. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Đại tự tại chân nhân là đại trí sư siêu đẳng, dù ta là người không thể suy tính nhưng nàng có thể lần theo dấu vết tìm ra ta. Một khi bị đại tự tại chân nhân tìm được là ngày chết của ta. Rốt cuộc nàng là ai? Chí Tàng Đại Sư rất tò mò thân phận của đại tự tại chân nhân, cảm thấy giữa Phong Phi Vân và đại tự tại chân nhân có mối quan hệ không tầm thường. Phong Phi Vân liếc Chí Tàng Đại Sư. Không phải ta không muốn nói cho Hòa Thượng, ta chỉ sợ Hòa Thượng không dám biết. Chí Tàng Đại Sư không chí chướng chút nào. Ngươi không nói thì Bần Tăng cũng đoán được chút. Nàng là người của Long Gia, gần 3.000 năm nay chỉ có hai nhân vật Long Gia tu vi đến cảnh giới này. Một chết 2.000 năm trước, một bế quan trong thánh địa hoàng tộc. Ta cảm thấy nàng là nhân vật đã chết. Nếu ngu ngốc thì Chí Tàng Đại Sư đã không đến cảnh giới chân nhân được. Phong Phi Vân bước xuống giường, nhíu chặt mày, bên tai nghe cách vách truyền đến tiếng rên rỉ, vui cười của kỹ nữ, tiếng nam nhân thở hổn hển và gầm giống tục tĩu. Chí Tàng Đại Sư nói, nếu nàng lợi hại như vậy thì ngươi chết chắc. Chưa chắc, có cơ hội. Phong Phi Vân nói, Tà Hoàng giết nàng thì không ai tìm ta nữa. Chí Tàng Đại Sư, tiếng rên rỉ cách vách càng vang dội hơn, gợi tình hơn. Chí Tàng Đại Sư nghe thanh âm đáng xấu hổ kia nhưng vẫn rất bình thường, mặt không đỏ chút nào. Phong Phi Vân thậm chí nghi ngờ có phải hòa thượng này hay trà trộn trong thanh lâu không, ngó bề ngoài chân chất hiền lành nhưng thật ra là khách quen. Chí Tàng Đại Sư nói, tu vi đến trình độ như bọn họ sẽ không dễ dàng đấu chết đấu sống. Một khi đánh hết sức sẽ hủy nửa phủ thần Tấn Vương Triều. Ta cảm ứng được hơi thở cường giả thần linh cung bên bờ Nam Hải. Trong đó một người là hỏa công chân nhân, người còn lại đáng sợ hơn cả hỏa công chân nhân. Rất có thể đó là một trong hai cung chủ thần linh cung. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Hỏa công chân nhân, là phụ thân của phu nhân giáo chủ vạn pháp tiên giáo Hỏa Nghiên Nghiên. Tổ sư luyện khí của thần linh cung. Khi Phong Phi Vân bắt giữ Hỏa Nghiên Nghiên đã nghe Chí Tàng Đại Sư nhắc tới hỏa công chân nhân, cho đánh giá rất cao. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, nói. Hỏa công chân nhân là số một luyện khí trong ngũ đại vương triều, sống lâu. Nhiều chấn thế sát binh ra từ tay hỏa công chân nhân, không chỉ giỏi luyện khí mà tu vi cũng rất khủng. Phong Phi Vân hỏi, so với Tà Hoàng, đại tự tại chân nhân thì sao? Chí Tàng Đại Sư trả lời, chưa thấy bọn họ đánh hết sức nên khó so sánh, nhưng chắc không yếu hơn Tà Hoàng, đại tự tại chân nhân bao nhiêu. Hỏa công chân nhân xếp năm hàng đầu trong thần linh cung. Phong Phi Vân cười nói, nghe bảo thần linh cung kiêu ngạo, coi trời bằng vung, xem ra bọn họ có vốn liếng để kiêu ngạo. Chí Tàng Đại Sư cười cười. Đương nhiên rồi, hai vị cung chủ thần linh cung siêu cường đại, không ai địch nổi, đế hoàng ngũ đại vương triều nằm trong vòng khống chế của bọn họ. Tà Hoàng, đại tự tại chân nhân có lẽ là nhân vật đỉnh cao nhất thần Tấn Vương Triều, nhưng hai cung chủ thần linh cung chưa chắc để bọn họ vào mắt. Phong Phi Vân đột nhiên nhận ra trước kia hắn quá xem thường ngũ đại vương triều, thần linh cung. Mảnh đất này có lẽ khá đặc biệt, nếu không tại sao sinh ra nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế. Phong Phi Vân ngồi xuống, cười nói. Dù sao trốn mấy cũng không ra khỏi lòng bàn tay đại tự tại chân nhân được, chẳng bằng chúng ta ngồi tâm sự. Đám người đỉnh cao nhất thần linh cung, ngũ đại vương triều có những ai? Bần Tăng biết chút ít. Chí Tàng Đại Sư là người lạc quan. Mỉm cười nói. Mảnh đất ngũ đại vương triều khá là bí ẩn, dựng dục nhiều nhân vật kinh thiên động địa. Như 10 cao thủ quá khứ trong thần Tấn Vương Triều, mỗi người là nhân vật ghê gớm. Nhưng không còn nhiều người sống ở lại thần Tấn Vương Triều. Trong ngũ đại vương triều mạnh nhất là hai cung chủ thần Linh Cung, thần Cung Chủ, Linh Cung Chủ. Hai người này lai lịch rất bí ẩn, xây dựng thần Linh Cung vào 6.000 năm trước, kết thúc hắc ám hỗn loạn kéo dài mấy ngàn năm. Thần linh cung âm tầm nâng đỡ năm gia tộc xây dựng ngũ đại vương triều, có thể nói ngũ đại vương triều thành lập toàn do hai người này ở sau lưng thúc đẩy, hoặc nên nói là khống chế. Đây là chuyện bí ẩn cổ xưa, hiếm có ai biết. Phong Phi Vân híp mắt gật gù. Sống đến 6.000 năm, không đơn giản. Chí Tàng Đại Sư nói. Đâu chỉ không đơn giản, đúng hơn là nghịch thiên, người có nghe nói chân nhân nào sống đến 6.000 năm không?
chân nhân sống 3.000 năm đã hiếm đếm trên đầu ngón tay, Tấn Đế đời thứ nhất Thủy Tổ khai triều thần Tấn Vương triều của các người là nhân vật kinh diễm biết mấy, sống đến 3.700 năm thì chết già. VIPVANDAN.VN Chương 1227, Ngũ Tuyến Chí Cường 1. Phong Phi Vân cười nói. Vậy chưa chắc, mỗi lần Niết Bàn sẽ tăng nhiều tuổi thọ. Đặc biệt Niết Bàn 3 lần trở lên, mỗi lần Niết Bàn trọng sinh một lần tăng thọ 1.000 năm là bình thường. Không phải không có chân nhân sống trên 6.000 năm chẳng qua chỗ này hiếm gặp. Hơn nữa trên đời này có rất nhiều thiên tài địa bảo tăng tuổi thọ, như linh quả vạn năm thêm 2-3.000 tuổi. Chí Tàng Đại Sư cảm thấy Phong Phi Vân nói quá lớn lối, trợn to mắt nói. Nhật Nguyệt Tiên Giáo được linh quả thụ 4.000 năm tuổi trong Đồng Lô Sơn đã là đệ nhất linh căn thần Tấn Vương triều các người, thậm chí là đệ nhất linh căn Ngũ Đại Vương triều. Linh quả thụ 4.000 năm tuổi rất hiếm hoi chứ nói gì linh quả vạn năm. Phong Phi Vân cười nói. Ta thấy một linh quả vạn năm trong Đồng Lô Sơn. Chí Tàng Đại Sư hút ngụm khí lạnh, trong mắt xoay tròn, tim đập nhanh, miệng lầm bầm. Cuối cùng Chí Tàng Đại Sư lắc đầu, cảm thấy Đồng Lô Sơn bây giờ là tuyệt địa sinh tử, linh quả vạn năm tuy tốt nhưng phải có mạng dùng mới được. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, đột nhiên nói. Hai cung chủ thần linh cung cường đại như vậy chẳng lẽ trên mảnh đất này không ai đối kháng nổi sao? Hoặc nên nói người nào mạnh nhất dưới bọn họ? Ngũ Đại Vương triều này Thần Tấn Vương triều, Thiên Long Vương triều, Ngọc Càn Vương triều, La Sát Vương triều, Võ Đấu Vương triều lãnh thổ rộng lớn, nhiều vùng đất bí mật, nhiều bí cảnh ẩn thế. Không thiếu cường giả ẩn thế, nhưng tính nhân vật ngang ngửa với hai cung chủ thần linh cung thì không có. Dưới hai cung chủ thần linh cung nhưng mạnh hơn Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân thì có 2-3 vị. Như Đại Phạm Thiên của Đại Long Tự, vị chủ thượng sâu trong Vô Cực Quỷ Lĩnh. Phong Phi Vân rung động nói. Đại Phạm Thiên của Đại Long Tự mạnh hơn cả Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân. Đại Long Tự có địa vị trí cao vô thượng trong Thiên Long Vương Triều, Thiên Long Hoàng muốn đăng cơ phải tuân theo Đại Long Tự. Chí Tàng Đại Sư là một trong năm miếu cổ của Đại Long Tự, miếu Vương Thiên Tuyệt Long cổ miếu. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, nói. Đại Phạm Thiên là một trong các tồn tại cổ xưa nhất mảnh đất này, trong Đại Long Tự hiếm ai gặp người. Bần Tăng chỉ thấy Đại Phạm Thiên một lần, và chỉ là pháp thân chứ không phải chân thân. Đồng rằng Đại Phạm Thiên từ thời kỳ hắc ám hỗn loạn sống đến bây giờ đã hơn 6.000 tuổi. Nhưng Đại Phạm Thiên khác với hai cung chủ thần linh cung. Vì hai cung chủ thần linh cung không phải tu sĩ trên mảnh đất này, Đại Phạm Thiên thì sinh ra tại đây. Tầng cao nhất tu sĩ Ngũ Đại Vương triều luôn xem Đại Phạm Thiên là đệ nhất nhân dưới hai cung chủ thần linh cung, gọi lão nhân ra là người có thể đối kháng với hai cung chủ. Nhưng bọn họ chưa từng đánh nhau, không biết ai mạnh ai yếu. Phong Phi Vân khen thật lòng. Lợi hại. Tuổi thọ của chân nhân đa số là 2-3.000 năm, đương nhiên có tồn tại sống đến hơn 6.000 năm. Nhưng mảnh đất thần Tấn Vương triều này tài nguyên thiếu thốn trầm trọng, muốn sống đến trên 6.000 năm thật sự là khó như lên trời. Đại Phạm Thiên đáng khâm phục hơn hai cung chủ thần linh cung. Hèn gì Đại Phạm Thiên ở trong mắt Chí Tàng Đại Sư lợi hại hơn Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân. Tuy Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân đã tu luyện gần 2.000 năm, có tư chất siêu đẳng nhưng ở trước mặt Đại Phạm Thiên thì chỉ là tiểu bối. Chí Tàng Đại Sư còn nhắc một người nữa, chủ thượng Vô Cực Quỷ Lĩnh. Phong Phi Vân chưa từng nghe tên Vô Cực Quỷ Lĩnh, tò mò hỏi. Chí Tàng Đại Sư trả lời. Phía Nam thần Tấn Vương triều có Thập Vạn Sơn Hà, thuộc tuyệt địa hiếm dấu chân người. Phía Tây Thiên Long Vương triều có một quỷ lĩnh rộng lớn hơn Thập Vạn Sơn Hà. Trước kia gọi là Vô Biên Quỷ Lâm, hiện tại được xưng là Vô Cực Quỷ Lâm. Bởi vì chủ thượng của Vô Cực Quỷ Lâm tự phong là Vô Cực Chủ Thượng. Vô Cực Chủ Thượng bí ẩn, quái dị hơn, Bần Tăng không rành. Nghe nói Vô Cực Chủ Thượng là quỷ tà, bất lão bất tử, không tăng không giảm. Vô Cực Chủ Thượng sinh ra từ đại kiếp nạn Phật tu, luôn chiếm cứ trong Vô Cực Quỷ Lĩnh, làm chủ thượng quỷ lĩnh. Nghe đồn Tấn Đế đời thứ nhất thần Tấn Vương triều đánh nhau với Vô Cực Chủ Thượng bị nội thương nên chỉ sống 3.700 năm rồi chết già. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn của đám cao tầng, rất khó kiểm chứng thật giả. Phong Phi Vân nhớ kỹ hai chữ Đại Phạm Thiên, Vô Cực Chủ Thượng. Bọn họ là tồn tại nghe đồn lợi hại hơn Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân. Đương nhiên chỉ là tin đồn, dù sao chưa ai thấy Đại Phạm Thiên, Vô Cực Chủ Thượng ra tay. Không chừng Tà Hoàng,
đại tự tại chân nhân ngang ngửa với hai người kia thì sao? Danh tiếng lớn chưa chắc mạnh thật sự, sống lâu hơn chưa càng càng mạnh. Chí Tàng Đại Sư tiếp tục bảo. Xếp hai cung chủ thần linh cung ở hàng đầu, Đại Phạm Thiên, Vô Cực Chủ Thượng là tuyến thứ hai. Vua Dương Giới, Mẫu của Âm Giới, Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân Thần Tấn Vương Triều các người, La Sát Lão Tổ của La Sát Vương Triều, Hỏa Công Chân Nhân của Nam Cung Hồng Nhan, Phụ Thân Man Vương Ngọc Can Vương Triều, gần 10 người này xếp tuyến thứ ba. Còn tuyến thứ bốn, thứ năm, như Bần Tăng hiện là chân nhân trong tuyến thứ năm, xếp chót. Cái này không phân chia rõ ràng. Dù gì đẳng cấp chân nhân thấy đầu không thấy đuôi. Nhiều người mấy trăm năm không xuất thế, tu vi đột phá mà không tuyên truyền. Có người chết nhưng không báo tin. Hơn nữa hiếm khi đẳng cấp chân nhân đánh nhau, căn cứ lúc đánh nhau biểu hiện tu vi quyết định thực lực của bọn họ thì không chính xác. Như Đại Tự Tại chân nhân nếu đánh với Vô Cực Chủ Thượng chưa chắc sẽ thua. Hai cung chủ thần linh cung đấu với Đại Phạm Thiên chưa chắc thắng. Như một số chân nhân xếp ở tuyến thứ 4 khiêu chiến với chân nhân xếp ở tuyến thứ 3 rất có thể sẽ thắng. Cho nên phân chia 5 tuyến chỉ là đại khái, không chính xác. Phong Phi Vân nói, ta rất tò mò, đối với chân nhân thì mảnh đất này không bao la, tài nguyên thiếu thốn trầm trọng nhưng tại sao bọn họ không rời khỏi đây, đi ra thế giới càng rộng lớn hơn để tu luyện. Ví dụ Trung ương Vương Triều thứ 6. Trong ngũ đại Vương Triều có rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ không ngừng cố gắng có thể đến đẳng cấp Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân. Loại nhân vật này không tầm thường, không thể nào sợ khiêu chiến. Đối với bọn họ càng khiêu chiến khó khăn thì càng giúp ích cho việc tu luyện. Là lý do gì khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại mảnh đất nghèo nàn này? Chí Tàng Đại Sư trả lời nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Bởi vì chỉ có một con đường rời khỏi mảnh đất này, đó là tham gia Thần Linh Cung. Chỉ Thần Linh Cung mới có truyền tống trận đài đi thông bên ngoài. Chí Tàng Đại Sư nói. Nhân vật như Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân làm sao chịu nghe Thần Linh Cung khống chế. Phong Phi Vân gật gù, cuối cùng đã hiểu lý do đám nhân vật cao đẳng ở lại mảnh đất này. VIPVANDAN.VN Chương 1228, Ngũ Tuyến Chí Cường 2. Có người không đi truyền tống trận đài mà trực tiếp bia ra ngoài thế giới. Nhưng ra khỏi ngũ đại vương triều là mảnh đất hoang vắng vô biên, dù là chân nhân bay mấy năm chưa chắc thấy vương triều khác, sẽ lạc đường trong đại hoang. Đại hoang nguy hiểm hơn thập vạn sơn hà rất nhiều, nhiều người sau khi rời khỏi vương triều quốc gia sẽ bị mãnh thú trong hoang vực ăn mất. Hai cung chủ thần linh cung cũng không dám vượt qua mấy ngàn vạn dặm, mấy ức dặm hoang vực, đó là tự sát. Truyền tống trận và đường hầm không gian thành con đường duy nhất rời khỏi thế giới này. Phong Phi Vân không sợ, miễn đến cảnh giới chân nhân là hắn có thể khống chế thanh đồng cổ thuyền thời gian dài. Nhờ vào tốc độ của thanh đồng cổ thuyền, Phong Phi Vân dám vượt qua hoang vực. Bây giờ Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền một canh giờ đã là khá, bằng vào cảnh giới hiện tại xâm nhập đại hoang là đâm đầu đi chết. Đương nhiên nếu bị dồn đến giường cùng thì Phong Phi Vân sẽ làm liều một phen. Phong Phi Vân chợt nhớ đến một người. Không biết Thiên Vu thần nữ của Thiên Vu thần điện xếp ở tuyến thứ mấy. Nghe cái tên này Chí Tàng Đại Sư im lặng thật lâu, lắc đầu nói. Cái này khó nói, một vạn năm trước Thiên Vu thần nữ đã là một trong những người mạnh nhất mảnh đất này, nhiều điển tịch cổ xưa có ghi chép về nàng. Nếu tính danh tiếng thì Thiên Vu thần nữ ngang hàng với hai cung chủ thần linh cung. Khi Thiên Vu thần nữ quay về, mấy chân nhân xếp tuyến thứ ba, bốn đều đến bái phỏng, tự xưng vãn bối. Nghe nói Linh Cung chủ của Thần Linh Cung, Tà Hoàng có đến bái phỏng Thiên Vu thần nữ. Linh Cung chủ và Thiên Vu thần nữ ngồi ngang hàng, Tà Hoàng thì chỉ đứng một bên hành lễ vãn bối. Nếu Thiên Vu thần nữ còn trong thời kỳ đỉnh cao, chắc chắn có thể ngồi ngang hàng hai cung chủ Thần Linh Cung hay mạnh hơn một chút. Nhưng trong trận chiến đại kiếp nạn Phật tu Thiên Vu thần nữ bị thương nặng, một vạn năm nay trạng thái khá tệ, tu vi không đến đỉnh cao. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Sao có thể như vậy? Chí Tàng Đại Sư mở miệng nói. Nếu tu vi của Thiên Vu thần nữ ở trạng thái cao nhất, không bị thương thì đã không đi Đồng Lô Sơn lấy thần tàng của yêu tộc. Nhiều người suy đoán Thiên Vu thần nữ chưa phục hồi lại tu vi, đi thần tàng yêu tộc là để kiếm thần vật. Suy đoán rất đúng trọng tâm, cũng hợp tình hợp lý. Phong Phi Vân gật gù, hắn biết một vạn năm nay Thiên Vu thần nữ bị đóng băng, tu vi thụt lùi là chuyện bình thường. Phong Phi Vân đứng dậy. Đi,
đi Cổ Cương phủ. Hay ngươi muốn đi cầu Thiên Vu thần nữ cứu mình, vậy chẳng bằng theo bần tăng trở về Đại Long tự. Theo hòa thượng về Đại Long tự. Ha ha ha, thế chẳng phải chủ động đưa Kim Tảm Kinh lên cửa sao? Ta tin Đại Phạm Thiên các người rất vui vẻ nhận. Đã không trốn thoát được thì phải dựa thế. Phong Phi Vân cho rằng đi Thiên Vu thần điện là đường sống duy nhất của mình. Nói sao thì là Phong Phi Vân cứu sống Thiên Vu thần nữ, nhờ thế của nàng uy hiếp Đại Tự Tại chân nhân chắc là được. Xem bộ dáng Thiên Vu thần nữ cũng lương thiện. Nếu không được nữa thì Phong Phi Vân đành sông Đại Hoang. Trong lúc Phong Phi Vân đi Long Khương Linh, cuộc chiến kinh thiên động địa trên Nam Hải đã hạ màn. Tà Hoàng, Đại Tự Tại chân nhân không chia ra thắng thua vì có người can thiệp, người đó là Hỏa Công chân nhân của Thần Linh Cung. Hỏa Công chân nhân đạp áng mây lửa bay trên Nam Hải, nguyên màn trời như đốt cháy, biển xanh ánh màu đỏ. Tóc Hỏa Công chân nhân đỏ thẫm, người vạm vỡ. Hỏa Công chân nhân kiêu ngạo nói. Linh Cung chủ có pháp chỉ, Kim Tàm Kinh xuất thế, muốn mượn đọc. Hy vọng trong vòng 7 ngày một trong hai người sẽ đưa Kim Tàm Kinh đi Thần Linh Cung. Thứ lỗi bản hoàng bất lực, Kim Tàm Kinh rơi vào tay Phong Phi Vân, thần vương thần tấn vương triều. Tiểu bối này là người không thể suy tính, bây giờ không rõ tung tích. Phong Hoàng đứng trên con thuyền nhỏ, tóc bạc phơ nhưng không có vẻ gì là tuổi già sức yếu, khí thế không giận mà uy. Tà Hoàng không xem trọng Hỏa Công chân nhân, dứt khoát từ chối pháp chỉ của Linh Cung chủ. Không khí trở nên căng thẳng, nặng nề. Hỏa Công chân nhân đứng trong không trung, lửa cháy hừng hực phản chiếu biển và trời đỏ rực. Hỏa Công chân nhân lạnh lùng hỏi. Tà Hoàng, ngươi dám không nghe theo pháp chỉ của Linh Cung chủ. Quần áo Phong Hoàng ngay ngắn, mỗi nếp nhăn trên mặt trầm ổn như núi cao. Phong Hoàng đón gió biển, bình tĩnh nói. Bản Hoàng đã nói rồi, chịu thua việc này. Linh Cung chủ muốn xem Nam Hải thì để người thần Linh Cung tự mình đi lấy. Phong Hoàng vung tay áo, rất là kiêu ngạo, thuyền con rẽ sóng rời đi. Hừ, ống tay áo Hỏa Công chân nhân phồng lên, thần lô lửa to như ngọn núi bay ra. 360 trận pháp chuyển động trên thần lô, nhiệt độ nóng sắp bốc hơi hết nước trong Nam Hải. Đây là linh khí tứ phẩm, chấn thế sát binh. Phong Hoàng đứng trên thuyền con, thoáng chốc nguyên mặt biển bị đóng băng, miệng phun ra ánh sáng màu đen, bên trong có thần binh yêu khí quấn quanh đánh bật thần lô của Hỏa Công chân nhân. Lửa trong hỏa thần lô suýt tắt. Hỏa Công chân nhân vội thu hỏa thần lô về, người lảo đảo, đôi đỏ ngầu lóe tia giật mình. Nhìn lại mặt biển thì Phong Hoàng đã biến mất. Bóng rồng vàng lượn lờ quanh thân Đại Tự Tại chân nhân, yêu kiều động lòng người. Đại Tự Tại chân nhân kiêu ngạo còn hơn Phong Hoàng, bước vào trong kiệu, không hề khách sáo với Hỏa Công chân nhân. Đại Tự Tại chân nhân lười biếng nói. Làm phiền Hỏa Công chân nhân trở về nói với Linh Cung chủ là tiểu bối Phong Phi Vân bây giờ đã không còn là thần vương thần tấn vương triều. Bản đế chính thức trục xuất Phong Phi Vân ra hoàng tộc, Linh Cung chủ muốn xem Kim Tàm Kinh thì bản đế sẽ phái người tìm giúp, còn có tìm được hay không thì. Không dám chắc, cứ cố hết sức vậy. Đại Tự Tại chân nhân dứt lời cũng rời đi. Hỏa Công chân nhân lạnh lùng nói. Cung chủ nói đúng, quả nhiên cánh hai người đã cứng cáp. Phong Phi Vân vì nhanh chóng đi Cổ Cương phủ nên lấy thanh đồng cổ thuyền ra, bay lướt trên trời. Chỉ nửa canh giờ thanh đồng cổ thuyền đã vượt 30 vạn dặm, từ địa tử phủ bay vào Trung Hoàng phủ. Phong Phi Vân mệt nhoài, vết thương chưa lành hẳn, điều khiển thanh đồng cổ thuyền bay 30 vạn dặm đã là cực hạn. Phong Phi Vân buộc phải ngừng lại phục hồi nguyên khí, nếu không sẽ bị thanh đồng cổ thuyền hút khô linh khí. Chí Tàng Đại Sư ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, người phát ra tuệ quang lấp lánh. Chiếc thanh đồng cổ thuyền rách nát này chắc chắn là thần khí vô thượng, trên mảnh đất này không ai đuổi kịp nó. Nếu bay thêm nửa canh giờ chắc sẽ tới Thiên Vu thần điện. Chí Tàng Đại Sư không muốn đi chung với Phong Phi Vân chút nào, hắn đắc tội nhân vật rất đáng sợ. Nhưng Chí Tàng Đại Sư trốn đi không được, vì Phong Phi Vân khống chế một lũ linh hồn của lão, cho nên lão biểu tình cực kỳ khó xem. VIPVANDAN.VN Chương 1229 Khó tránh. Hai người ngừng lại trong một ngọn núi hoang nghỉ ngơi, quanh núi bày nhiều trận pháp ẩn núp. Miệng Phong Phi Vân ngậm linh đan, tay cầm linh thạch, cố gắng phục hồi linh khí trước khi Đại Tự Tại chân nhân tìm đến. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng một canh giờ, thân thể không nhúc nhích, như hóa đá. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra, đôi mắt sáng rực nói. Hòa thượng,
lão thật sự không muốn đi chung với ta sao? Chí Tàng Đại Sư thành thật nói. Nếu có thể lựa chọn thì Bần Tăng muốn cách xa ngươi thật xa. Được rồi, ta thả hòa thượng đi. Chí Tàng Đại Sư cho rằng mình nghe lầm. Thật không? Phong Phi Vân nói. Nhưng hòa thượng phải làm một chuyện giúp ta. Chí Tàng Đại Sư rất cẩn thận, không đồng ý ngay. Có chuyện gì? Đôi mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ rồi, bây giờ có rất nhiều người muốn Kim Tàm Kinh. Đại Tự Tại Chân Nhân, Tà Hoàng, Thần Linh Cung vân vân. Dù có trốn đến Thiên Vu Thần Điện chưa chắc an toàn tuyệt đối, có lẽ gây tai họa cho Thiên Vu Thần Điện. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, nói. Nói cũng đúng, hay ngươi đã bỏ cuộc? Phong Phi Vân lắc đầu. Nhưng trong những người này chỉ có Đại Tự Tại Chân Nhân là tìm được ta, miễn chạy thoát khỏi Đại Tự Tại Chân Nhân suy tính thì ta trốn đi đâu cũng an toàn, biến bị động thành chủ động. E rằng rất khó. Chí Tàng Đại Sư nói. Ngươi đã bảo là Đại Tự Tại Chân Nhân trí tuệ thông huyền, dù ngươi là người không thể suy tính thì Đại Tự Tại Chân Nhân có thể thông qua dấu vết để lại tìm ra ngươi. Phong Phi Vân nói. Nếu ta che giấu hết mọi dấu vết, giấu tất cả thiên cơ đã để lại thì sao? Chí Tàng Đại Sư hỏi. À có bản lĩnh như vậy? Phong Phi Vân trả lời. Thiên Toán Thư Sinh, Hòa Thượng lập tức đi tìm Thiên Toán Thư Sinh, nói với hắn là nếu chịu ra tay giúp đỡ coi như ta nợ hắn một nhân tình. Chí Tàng Đại Sư đồng ý ngay. Được rồi. Chí Tàng Đại Sư cưỡi gió bay đi, vội vàng như có chó dữ rượt sau lưng. Ở chung với Phong Phi Vân quá nguy hiểm, tìm Thiên Toán Thư Sinh là công việc nhẹ nhàng, an toàn. Phong Phi Vân cảm thấy Thiên Toán Thư Sinh chắc chắn sẽ giúp hắn, nhưng biểu tình buồn bã vẫn còn đó. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Muốn chạy ra lòng bàn tay của Đại Tự Tại Chân Nhân nói dễ hơn làm. Coi như người có chút giác ngộ. Trận pháp ẩn núp trong núi hoang bị lực lượng mạnh mẽ phá, hai bóng người mơ hồ sáu cánh tay nâng kiệu đến gần, rất nhanh tới trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhìn cái kiệu, vẻ mặt bình tĩnh. Dường như hắn sớm đoán ra Đại Tự Tại Chân Nhân sẽ đuổi theo. Phong Phi Vân cũng là người giỏi suy tính, hắn cảm nhận nguy hiểm đến gần, biết không hy vọng trốn thoát nên mới dặn dò Chí Tàng Đại Sư đi tìm Thiên Toán Thư Sinh. Phong Phi Vân đứng dậy, phủi lá cây trên người, mỉm cười nói. Chân Nhân đến rất nhanh, chắc đã thắng trận chiến với Tà Hoàng. Đại Tự Tại Chân Nhân không trả lời lại Phong Phi Vân. Theo ta đi Vũ Hóa Mộ Nguyên. Đại Tự Tại Chân Nhân cho rằng Phong Phi Vân không có tư cách đối thoại với nàng, hoặc nên nói nàng xem hắn là người chết. Có lời gì để nói với người chết? Cổ Cương Phủ, Linh Vực Khách Điếm. Sâu trong khách điếm, một tòa cung điện lơ lửng đầy cánh hoa hồng. Một con chó sư tử trắng tinh ngồi trong cánh hoa, trong mắt hổ phách hỉu xìu nhìn bốn phía, mắt chớp chớp rồi lại ngủ say. Mặc Giao Giao ngồi trong khuê phòng, khoác áo da cừu, váy dài che người, ngực căng tròn. Mắt như thu thủy. Mặc Giao Giao lật xem sách cổ, dịu dàng động lòng người, thanh tú. Không khí tràn ngập hương hoa. Vù 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 vù. Bên ngoài có tiếng gió khẽ khàng. Chó sư tử ngẩng đầu lên, mở mắt ra, con người sáng ngời. Hàm răng Mặc Giao Giao trắng nhẹ cắn môi hồng, ngước lên nói. Ta không thích khách không mời mà đến. Tà Hoàng đứng trên núi đá lơ lửng bên ngoài cung điện, tay nâng một hộp ngọc. Trong hộp chứa bảo khí đậm đặc, từng khí lưu đỏ quấn quanh cái hộp, dao động quái dị. Khỏi đoán cũng biết trong hộp chứa báu vật lợi hại. Tà Hoàng nói, tại hạ không mời mà đến là để tặng báu vật cho Mặc cô nương. Đây là một chén tinh huyết của đại yêu yêu tộc, có được trong thần tàng yêu tộc. Ta nghĩ nó sẽ hữu dụng với Mặc cô nương. Mắt Mặc Giao Giao trợn to, tia sáng lóe qua, rèm mi chớp chớp. Mặc Giao Giao cười nói, tinh huyết đại yêu. Thật là báu vật tốt, vậy ta xin nhận, không trách tội người tự tiện xông vào Linh Vực Khách Điếm. Mặc Giao Giao vươn ngón tay ngọc bắt ấn hư không, cái hộp từ tay Tà Hoàng chuyển sang tay nàng. Mặc Giao Giao mở hộp ra, mùi máu tràn ra ngoài, cực kỳ đậm đặc. Mặc Giao Giao đóng nắp hộp, cười nói. Ta đã nhận tinh huyết, người đi được rồi. Tà Hoàng không đi, nói. Tại hạ đến đây là muốn mời cô nương giúp thêm một việc. Người cũng cần ta hỗ trợ. Mặc Giao Giao lười biếng, mắt chuyển sáng cuốn sách, nàng như tài nữ đọc đủ thi thư. Hai lão bất tử thần linh cung đã bắt đầu chú ý thần tấn vương triều, rất có thể sẽ ra tay trong thời gian gần đây, thanh lý tất cả người uy hiếp đến bọn họ.
Mạc Giao Giao cười hỏi lại. Liên quan gì ta? Tà Hoàng chắp tay sau lưng, khí thế núi cao uy nghi, như một tòa thần phong đứng đó. Tà Hoàng chậm rãi bảo. Không lâu sau sẽ xảy ra đại kiếp nạn, ta như thấy mảnh đất này bị máu nhuộm đỏ. Mạc Giao Giao sờ cằm, hờ hững nói. Liên quan gì ta? Đôi mắt Tà Hoàng âm trầm, nắm tay siết chặt, lúc sau nếp nhăn trên mặt giãn ra. Tà Hoàng chắp tay, cười nói. Đã quấy rầy cô nương, lần sau tại hạ sẽ đến bái phỏng. Tà Hoàng đi ra linh vực khách điếm, mắt lộ sát khí. Tà Hoàng dậm chân, đất nứt ra, sát khí cắt nát rừng gỗ cổ trên núi cao. Hừ, yêu đúng là yêu, thật đáng ghét. Tà Hoàng hít sâu, biểu tình trở về bình tĩnh. Tà Hoàng mỉm cười sải bước đi. Mạc Giao Giao nhìn ngoài khung cửa sổ, đặt cuốn sách cổ xuống. Con người thật là động vật kỳ lạ, một chén tinh huyết định thu mua ta, ha ha ha, ta không thích giết người. Mạc Giao Giao mở hộp ngọc lấy chén tinh huyết đại yêu ra đưa tới bên miệng chó sư tử trắng tinh. Mạc Giao Giao yêu thương vuốt đầu chó, cười nói. Ngươi tuyệt đối đừng học con người, bọn họ đều xấu xa và hung dữ, giết cả đồng loại, uống máu đồng loại, không có chủng tộc nào hung dữ hơn bọn họ. Ực ực ực, chó sư tử uống hết tinh huyết đại yêu. Cách mấy năm lại quay về Nam Thái Phủ. Mảnh đất này không còn phồn hoa, thay thế là tử khí, âm u. Phủ thành từng tú lệ, đồ sộ hiện tại biến thành đổ nát thê lương, vết máu nhiễm tường quách. Tử vân bao phủ bầu trời, nước sông chảy máu. Các xác chết mục giữa chiếm chỗ này, cứng ngắc, khô héo, dư tợn đi trên đường cổ, xuyên qua thành cổ. Thành cổ biến thành tòa thành thây ma. Phong Phi Vân, đại tự tại chân nhân đến thánh hồ trước. Từ mấy năm trước nước hồ đã cạn, đáy hồ nứt nẻ mọc đầy cỏ dại, thành mảnh đất trũng. Thánh bia từng dựng trong đất trũng này nhưng giờ đã bay đi. VIPVANDAN.VN Chương 1230, đến Vũ Hóa Mộ Nguyên. Đại tự tại chân nhân bước ra khỏi kiệu, tóc dài đen nhánh qua khỏi eo, trường bào vào vàng kéo lê mặt đất, eo liễu thon nhỏ, mông vêu. Bóng lưng đại tự tại chân nhân rất đẹp, như tiên cơ khoác áo vàng. Đại tự tại chân nhân đứng bên mép đất chúng, đôi mắt sáng nhìn hư không, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đại tự tại chân nhân trở vào kiệu, tiếp tục đi tới. Không lâu sau hai người đến Bán Đạp Sơn. Tế đàn cổ xưa trên đỉnh Bán Đạp Sơn đã bay đi. Nữ ma từng ngộ đạo trong tế đàn kia, Phong Si cũng bỏ ra từ ngọn núi này. Vẫn có rất nhiều tà thi tụ tập tại Bán Đạp Sơn thành núi thây, ban đêm khá là âm u. Thỉnh thoảng có tiếng xác hú vọng từ trong núi làm người rợn tóc gáy. Đại tự tại chân nhân không ngừng lại tại đây, nàng bỏ qua núi thây thẳng hướng Vũ Hóa Mộ Nguyên. Đến đêm khuya, Phong Phi Vân và Phong Phi Vân đến Vũ Hóa Mộ Nguyên. Trên bãi cỏ hoang, bùn đất đen xì, màu bầu trời cũng tối tăm như màu máu khô. Gió lạnh thổi qua, không khí lạnh lẽo. Sau khi đến Vũ Hóa Mộ Nguyên, đại tự tại chân nhân cất kiệu lộ ra chân thân. Đại tự tại chân nhân giống như sách cổ miêu tả, có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, vóc dáng cao kiều, đường cong trang nhã. Đại tự tại chân nhân đi trong đồng hoang như tinh linh ban đêm. Khuôn mặt đại tự tại chân nhân rất giống Long La Phù, khí chất cũng giống nhau. Nhưng đại tự tại chân nhân kiêu ngạo hơn Long La Phù, khí thế khiếp người hơn. Phong Phi Vân thấy sự khinh thường trong mắt đại tự tại chân nhân, là ánh mắt không để bất cứ ai lọt vào mắt. Quá kiêu ngạo. Như thể đại tự tại chân nhân là thiên đế chí cao vô thượng, Phong Phi Vân chỉ là nô bộc của nàng. Đại tự tại chân nhân từng là nữ đế chí cao vô thượng, nuôi dưỡng trái tim chí cao vô thượng. Ở trong mắt đế hoàng, bất cứ ai chỉ là thần tử, nô bộc, không làm bằng hữu với người nào. Đại tự tại chân nhân mở miệng nói. Phong Phi Vân, ngươi rất giỏi trận pháp. Phong Phi Vân không nhìn thẳng đại tự tại chân nhân, chân đạp đất bùn Vũ Hóa Mộ Nguyên, hờ hững khẽ ừ. Đại tự tại chân nhân nhíu mày, rất khó chịu, đôi mắt lạnh băng, có tia chớp lóe qua trong con ngươi. Đại tự tại chân nhân hỏi. Chưa từng có ai dám cản rỡ như thế trước mặt bản đế, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Phong Phi Vân trả lời. Không phải không sợ chết mà là biết rõ chân nhân sẽ không tha cho ta, vậy khách sáo làm chi? Đại tự tại chân nhân không giận mà cười, nụ cười rất đẹp, tiếng cười êm tai dễ nghe, không biết nàng cười cái gì. Đại tự tại chân nhân cười thật lâu mới ngừng. Ngươi là người thú vị, nếu không vì Vũ Hóa Đài không chừng bản đế sẽ tha mạng cho ngươi.
hai người đi trên vũ hóa mộ nguyên, có sự ăn ý kỳ lạ, im lặng không nói chuyện. Đại tự tại chân nhân hỏi một câu, người rất giỏi trận pháp. Rồi thôi, không cố ý tìm địa cực truyền tống trận. Dường như đại tự tại chân nhân đang nhớ lại cái gì. Phương xa ánh lửa bập bùng, mơ hồ thấy bóng người thấp thoáng, rất nhiều người tụ tập. Tiếng tụ và cổ xưa, tiếng đọc tế văn, nhiều nam nhân lõa nửa thân trên múa quanh đống lửa. Có lão nhân quỳ dưới tế đài đọc diễn văn bằng ngôn ngữ kỳ lạ. Phong Phi Vân không ngờ trên vũ hóa mộ nguyên có nhân loại, là người bình thường không tu luyện. Khoảng hơn 3.000 người, dường như cùng một bộ tộc, đang tế tự cái gì. Đại tự tại chân nhân mở miệng nói. Đó là dân bản xứ trên vũ hóa mộ nguyên, đại lĩnh Mông Nhân. Tuy thì tà trải rộng khắp Nam Thái Phủ nhưng không dám vào vũ hóa mộ nguyên, đám người bình thường sống được. Đại tự tại chân nhân bước qua. Đất đai thần Tấn Vương triều rộng lớn, có ngàn vạn tộc quần lớn nhỏ sinh sống. Chỉ có Tấn Đế thần Tấn Vương triều mới nhớ nổi những tộc quần này. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng yêu kiều, theo sau. Một lão nhân tóc bạc phơ cười tâu nói. Khách nhân cao quý, hôm nay là đêm không ngủ đại tế tự của đại lĩnh Mông Nhân chúng ta, ai tham gia cuồng hoan đại tế tự đêm nay sẽ được thần may mắn quan tâm. Lão nhân tóc bạc rất nhiệt tình hiếu khách. Tràn ngập mong đợi nhìn Phong Phi Vân, đại tự tại chân nhân. Có 4, 5 nam nữ trẻ tuổi đại lĩnh Mông Nhân tò mò nhìn hai khách lạ, chủ động mời Phong Phi Vân, đại tự tại chân nhân tham gia cuồng hoan đại tế tự. Đại tự tại chân nhân thu dấu khí thế, mặt phủ tầng sương mù. Đám người đại lĩnh Mông Nhân không thấy rõ mặt đại tự tại chân nhân, không cảm nhận được áp lực, bọn họ cười rất thân thiện. Được rồi, không ngờ đại tự tại chân nhân đồng ý. Người đại lĩnh Mông Nhân rất vui vẻ, hoan hô, tộc trưởng kêu người làm thịt dê bò, nâng vò rượu to lên. Bản đế mà cũng thân dân quá. Dù gì đã bị đại tự tại chân nhân phán tử hình, Phong Phi Vân không khách sáo với nàng. Phong Phi Vân nhảy một điệu múa với nữ đại lĩnh Mông Nhân xong trở về bên cạnh đại tự tại chân nhân, uống cạn rượu thô đựng trong cái vỏ đất. Đại tự tại chân nhân ngồi dưới bệ đá, trước mặt đặt cái đĩa đào, bên trong có cái chân bò màu vàng thật to. Đại tự tại chân nhân vươn hai ngón tay thuôn nhỏ xé miếng thịt bò nhét vào đôi môi hồng bóng lưỡng, nhai khẽ khàng, động tác yêu nhã. Đại tự tại chân nhân không nhìn Phong Phi Vân, nói. Lúc nhỏ đọc sách trong học cung, Thái Phó nói muốn trở thành một đế hoàng đầu tiên phải có trái tim của đế hoàng. Trái tim đế hoàng là trái tim tối cao, trái tim ngự hạ, trái tim thân dân, trái tim vô tình. Một người làm đế, vạn vật là thần. Nói một lời, vạn người sợ. Không làm được điều này thì không thể làm đế hoàng. Phong Phi Vân ngước nhìn trời. Mệt mỏi thật. Đại tự tại chân nhân liếc Phong Phi Vân, nói. Mệt, làm đế hoàng sẽ có người trung thành, có người lợi dụng, có người hâm mộ, có người ghen tị, có người mơ ước, có người mắng nhiếc. Phong Phi Vân bổ sung thêm. Có ai là người tin tưởng không? Đại tự tại chân nhân lắc đầu. Chỉ có thể tin vào mình. Phong Phi Vân cười nói. Ta rất tò mò một chuyện, nếu trái tim đế hoàng là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng, bây giờ hoàng tộc các người có 3 tấn đế, nếu chân nhân trở về thần đô thì ai sẽ trở thành người duy nhất nắm quyền? Đại tự tại chân nhân lặng im tật lâu, không trả lời Phong Phi Vân. Mi mắt rũ xuống, đại tự tại chân nhân xé một miếng thịt bò vàng ườm đút vào miệng, nhai nhỏ nhẹ. Đại ca ca, tặng một đóa mai nam hoa cho tỷ tỷ đi. Một tiểu cô nương 7, 8 tuổi mặt ửng hồng, người khoác da thú cõng một cái hòm gỗ tròn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Phong Phi Vân. Tiểu cô nương cười ngây thơ. Phong Phi Vân liếc đại tự tại chân nhân, vuốt bím tóc cài mấy hoa nhỏ, cười hỏi. Tiểu muội muội, hoa mai nam là gì? Tiểu cô nương mong đợi, nghiêm túc nói. Là một loài hoa rất đẹp, trên mảnh đất này chỉ có loài hoa này là đào dưới đất lên, rất hiếm thấy. Vào đêm không ngủ đào được hoa mai nam thì nam nữ đó suốt đời nhận được may mắn, bên nhau trọn đời. VIPVANDAN.VN Chương 1231, Hái ánh trăng. 1. Cái này, gần đây hơi xui, nếu trên đời có loài hoa như vậy chắc chắn là hoa đẹp nhất cõi đời. Phong Phi Vân u vốt gò má tiểu cô nương, hỏi. Nên đi đâu tìm hoa đó? Tiểu cô nương chớp mắt, mờ mịt nói. Trong chuyện kể của tộc trưởng Gia Gia, Phong Phi Vân hiểu ra, thì ra tiểu cô nương ngây thơ chưa thấy loại hoa đó, chỉ nghe chuyện cổ tích.
Phong Phi Vân nhìn vùng quê hoang vu, trên vũ hóa mộ nguyên đừng nói là hoa, cọng cỏ còn khó thấy. Có lẽ cả đời tiểu cô nương chưa từng thấy hoa có bộ dáng gì nên mới chạy đến kêu Phong Phi Vân đi tìm đóa hoa mai nam. Tiểu cô nương chỉ muốn nhìn thứ đẹp. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào mắt Phong Phi Vân, con người to tròn như bảo thạch đen, tràn ngập mong chờ. Đóa hoa chỉ có trong cổ tích, bảo Phong Phi Vân đi đâu tìm cho tiểu cô nương xem. Đại tự tại chân nhân đứng dậy, giọng điệu mệnh lệnh như hạ đế chỉ. Đừng khiến tiểu cô nương thất vọng, đi tìm và đào một đóa hoa mai nam đi. Phong Phi Vân không hứng thú với đế chỉ của đại tự tại chân nhân, nhưng hắn không muốn khiến tiểu cô nương thất vọng. Thế là ba người đi tìm hoa mai nam trong hoang nguyên. Tiểu cô nương có vẻ rất vui, nắm tay Phong Phi Vân, giọng non nớt hỏi. Đại ca ca có tặng hoa cho tỷ tỷ chưa? Cái này. Phong Phi Vân liếc thấy đại tự tại chân nhân không có vẻ tức giận, trả lời. Không có. Tiểu cô nương tò mò hỏi. Tại sao đại ca ca không tặng hoa? Phong Phi Vân đáp. Nàng, không thích. Tiểu cô nương chạy đến bên cạnh đại tự tại chân nhân, kéo tay nàng hỏi. Tỷ tỷ, ca ca nói tỷ tỷ không thích hoa, có đúng không? Đại tự tại chân nhân trả lời. Chắc là, thích. Vốn nên thích hoa, hoa đẹp biết mấy, hoa đẹ nhất. Chờ chút nữa đào hoa mai nam ta sẽ kêu đại ca ca tặng cho tỷ tỷ, cài trên tóc tỷ tỷ. Tộc trưởng Gia Gia nói nữ hài tử đầu cài hoa là đẹp nhất, đúng không? Đúng. Phong Phi Vân thật sự cố gắng tìm kiếm, hắn sử dụng cả tiểu diễn thuật. Phong Phi Vân như tầm bảo sư tìm mạch khoáng dưới lòng đất. Đột nhiên dưới lòng đất truyền đến dao động nhỏ, rất kỳ diệu. Phong Phi Vân ngồi xổm xuống, bên dưới lòng đất cát sâu ba thước phát ra ánh sáng trắng dịu dàng, tinh khiết như ánh trăng. Ánh sáng huyễn lệ nhuộm đất bùn xung quanh thành màu trắng. Phong Phi Vân đào một đóa hoa trắng nhỏ ra, chỉ có ba cánh, to cỡ bàn tay, trong bùn mà không dính bùn, tinh khiết như làm bằng ngọc. Bên dưới có rễ trắng ngà bay lên khỏi đất cát. Đây là một dị hoa tên, trăng trong bùn. Kỳ hoa dị thảo bình thường, có thể làm thuốc. Hoa mai nam, hoa mai nam. Tộc nhân đại lĩnh mông nhân kích động hoan hô, mỗi người cười ngoác tận mang tai. Con nít cười díu dít, lão nhân run rẩy. Hễ hoa mai nam xuất thế sẽ mang đến may mắn, được thần may mắn quan tâm. Đây là dấu hiệu may mắn. Tiểu cô nương mặc gia thú chớp mắt lia, kéo tay Phong Phi Vân nói. Mau cài cho tỷ tỷ, mau lên, sẽ rất đẹp. Đám người đại lĩnh mông nhân hò reo. Cài lên, cài lên. Mấy nam nhân sáng sủa giống to. Bên nhau, bên nhau. Bên nhau, bên nhau. Phong Phi Vân cầm hoa mai nam như đang cầm khoa lang nóng. Phong Phi Vân rất phục đám người bình thường sáng sủa, vui vẻ, nhưng kêu hắn cài hoa mai nam lên đầu đại tự tại chân nhân thì chết. Đầu của đế hoàng đâu dễ đụng vào. Phong Phi Vân không sợ đại tự tại chân nhân nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đâm đầu tìm chết. Đại tự tại chân nhân mỉm cười nói. Cài lên đi. Phong Phi Vân thấy đại tự tại chân nhân cười không vui chút nào. Phong Phi Vân cười âm trầm đến gần, rất nhanh đứng trước mặt đại tự tại chân nhân. Chàng vực khuếch tán quanh thân đại tự tại chân nhân, nàng không tin bất cứ ai, sợ Phong Phi Vân thừa dịp đánh lén nên đề phòng. Đám người đại lĩnh mông nhân yên lặng vây quanh, nhìn chằm chằm hai nam nữ đứng chính giữa. Mọi chuyện thật tốt đẹp, hài hòa. Phong Phi Vân đứng bên cạnh đại tự tại chân nhân, cảm nhận chút nhiệt độ từ người nàng, và mùi hương thoang thoảng. Phong Phi Vân thấy khóe mắt đại tự tại chân nhân bắn ra tia sắc bén, cảnh cáo hắn đừng làm bậy. Phong Phi Vân cười châm chọc, vươn tay vén lũ tóc lên. Tiểu cô nương chớp mắt sáng, cười tâu nói. Đại ca ca, cài hoa đại biểu cho nối liền, đại ca ca không có lời gì muốn nói với đại tỷ tỷ sao? Phong Phi Vân khựng lại, mặt hắn cách đại tự tại chân nhân rất gần, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, từng sợi lông mi dài, môi hồng bóng. Đại tự tại chân nhân mất tự nhiên, dù sao không có nam nhân nào dám cách nàng gần như vậy, tay còn đặt trên đầu nàng. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Nói gì đây? Đương nhiên là tâm tình. Phong Phi Vân hỏi. Tiểu cô nương mà biết lời tâm tình gì? Tiểu cô nương nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Lời tâm tình là khiến người nghe lòng thoải mái. Đại ca ca không biết nói tâm tình thì sao nữ hài tử chịu gả cho ca ca? Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh, lợi hại quá, hắn là đồ ngốc trong chuyện tình cảm, tiểu cô nương biết còn nhiều hơn hắn. Nói mau.
Nói mau. Phong Phi Vân bình tĩnh suy nghĩ, nhìn mặt đại tự tại chân nhân, thấy nàng cúi mặt xuống nhìn dưới đất chằm chằm. Bộ dáng đại tự tại chân nhân mất kiên nhẫn, dường như thật sự chờ được nghe, ánh mắt không nhìn thẳng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ho khan. Nàng muốn, ánh trăng trên trời không, ta hái cho nàng. Nói câu này xong Phong Phi Vân dùng mình. Đại tự tại chân nhân mỉa mai hừ lạnh, cảm thấy Phong Phi Vân nói thật trẻ con, cái này mà tính là tâm tình gì, ngốc. Nhiều người phản đối. Không tính, không tính, đại ca ca, lời tâm tình này không thực hiện được, lừa gạt. Sao ngươi hái ánh trăng xuống được, không có thành ý. Không thành ý chút nào. Lời tâm tình gạt người. Phong Phi Vân đỏ mặt nói. Ai bảo ta không hái được, gạt người hồi nào, các người nhìn cho kỹ đây, ta sẽ hái trăng xuống tặng cho nàng. Tiểu nha đầu kia hãy xem kỹ, hái trăng đối với ta dễ như trở bàn tay, không khó chút nào. Đại tự tại chân nhân nhìn Phong Phi Vân phồng má tranh cãi với đám người như cậu bé bị chọc tức nóng máu, đánh cuộc leo lên cây đào trứng chim. Mắt đại tự tại chân nhân lóe ý cười, môi hồng răng trắng. Đại tự tại chân nhân khẽ nói. Hắn không hái được. Tiểu cô nương la lên. Đó đó, tỷ tỷ cũng nói đại ca ca không hái được. Đại ca ca không được. Ta hái không được, ta mà không hái được. Dám nói ta không được. Đời ta ghét nhất ai nói ta không được. Chờ xem, nhìn kỹ đây. Phong Phi Vân sắn tay áo, kéo ống quần, bộ dáng sắp hái trăng. Đám đại lĩnh mông nhân nhận ra Phong Phi Vân rất nghiêm túc. Mọi người suy đoán hắn thật sự sẽ hái được trăng sao. Tiểu cô nương im miệng, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Một cậu bé chảy nước mũi, trợn to mắt nói. Đại ca ca làm sao bay lên trời hái trăng được. VIPVANDAN.VN Chương 1232, hái ánh trăng. 2. Phong Phi Vân đáp. Đi thuyền. Là thuyền gì? Phong Phi Vân trả lời. Thuyền trăng. Đám nhóc nhảy nhót, tin lời Phong Phi Vân. Có thể mang chúng ta cùng đi không? Hái trăng rất nguy hiểm, sẽ xúc phạm thần linh, là tội lớn. Một mình ta gánh tội là được, các ngươi đừng đi, cứ ở dưới nhìn xem. Phong Phi Vân gọi thanh đồng cổ thuyền ra, hoa văn cổ xưa, tang thương mênh mông như con thuyền thần linh đi. Thanh đồng cổ thuyền bay lên cao, lơ lửng trong không trung dưới ánh trăng. Phong Phi Vân đứng trên thuyền phất tay với phía dưới, cười nói. Ta đi hái trăng đây. Đám nhóc ngơ ngẩn như xem hình ảnh có trong cổ tích. Vù 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 vù. Thanh đồng cổ thuyền bay lên mặt trăng. Tiểu cô nương chớp mắt to, tò mò hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ca ca hái trăng được không? Đại tự tại chân nhân trả lời. Có lẽ, được. Một cậu bé chảy nước mũi hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hái trăng thật sự sẽ chọc giận thiên thần sao? Cái này. Đột nhiên bầu trời tối đen, không thấy mặt trăng. Đám người đại lĩnh mông nhân sợ hãi quỳ dưới đất liên tục dập đầu. Đám nhóc giật mình trợn tròn mắt, cằm suýt rớt xuống đất. Có người kinh kêu. Các người nhìn kìa, đại ca ca chở trăng về. Đó là hình ảnh trong cổ tích, tận cùng 9 tầng mây một mảnh trong xanh, thanh đồng cổ thuyền khổng lồ từ từ đáp xuống đất. Thanh đồng cổ thuyền như thuyền thần bay trong ngân hà, Phong Phi Vân ngồi ở mũi thuyền, trăng dãy dụa trên thuyền. Bầu trời lại sáng. Phong Phi Vân cười với đám nhóc. Mặt trăng thật nghịch ngợm, ta tốn nhiều công sức mới bắt được nó. Đám nhóc ngửa đầu, nhảy nhót nhìn mặt trăng trên thanh đồng cổ thuyền. Đó là vầng trăng lớn cỡ ngọn núi, trắng tinh tỏa ánh sáng lấp lánh như tẩm trong mưa ánh sáng dịu dàng. Tỷ tỷ, trăng bị hái rồi, tỷ tỷ hãy mau nhận. Hổ tử, trăng lớn như vậy làm sao tỷ tỷ cầm? Cũng đúng, trăng lớn quá đi. Phong Phi Vân cười nói. Đúng rồi, trăng quá lớn, nó thuộc về trời đêm. Để ta trả lại nó, nếu không sẽ bị ông trời phạt. Đại tự tại chân nhân ngửa cần cổ trắng thon nhìn mặt trời được Phong Phi Vân trở về, nở nụ cười tuyệt đẹp. Mặt trăng tặng cho ta, đã hái xuống rồi còn trả lại làm gì? Đại tự tại chân nhân nâng cánh tay mảnh mai lên, xòe bàn tay ra. Trăng trong thanh đồng cổ thuyền bay xuống. Càng lúc càng nhỏ cuối cùng cỡ trứng chim cút rơi vào lòng bàn tay nàng, hình trăng khuyết. Đám nhóc la lên. Ô ô! Phong Phi Vân nhíu mày, hậm hực cất thanh đồng cổ thuyền, quay về mặt đất. Đám đại lĩnh mông nhân cổ vũ, Phong Phi Vân lại cài hoa cho đại tự tại chân nhân. Cài hoa đúng là chuyện khó khăn, khó còn hơn hái trăng.
Phong Phi Vân đụng một lũ tóc, cột rễ Hoa Mai Nam lên đầu Đại Tự Tại Chân Nhân. Phong Phi Vân nhẹ buông tay, Hoa Mai Nam cố định trên đầu Đại Tự Tại Chân Nhân. Hoa Mai Nam bị cột vào sợi tóc rơi xuống cổ Đại Tự Tại Chân Nhân, tỏa ánh sáng lấp lánh, rất đẹp. Chợt có người cảm thấy không ổn, nói. Trăng đã bị hái, buổi tối chúng ta không thấy trăng, và thiên thần sẽ trách tội. Lúc này mây đen tán đi, mặt trăng lại lộ ra. Ủa, sao có hai mặt trăng? Đại ca ca lừa gạt, lừa đảo. Đại ca ca siêu lừa đảo. Lời nói dối bị chọc thủng nhưng Phong Phi Vân không đỏ mặt, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Ít ra Phong Phi Vân để lại giây phút đẹp nhất, giây phút cổ tích trong đầu đám trẻ. Đêm nay là đêm không ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Phong Phi Vân và Đại Tự Tại Chân Nhân âm thầm rời đi, tiến vào sâu trong Vũ Hóa Mộ Nguyên. Hai người không còn cười, mặt lạnh băng. Hoa Mai Nam trên tóc Đại Tự Tại Chân Nhân đã bị tháo xuống, không biết nàng ném đi đâu. Phong Phi Vân mở miệng nói. Trả Thiên Tủy Binh Đàm lại đây. Đại Tự Tại Chân Nhân đi đằng trước, bước chân mau như gió. Đại Tự Tại Chân Nhân hỏi lại. Thiên Tủy Binh Đàm. Trong không khí mát lạnh, nhiều giọt sương đọng trên lá cỏ, giọt sương ướt tóc Đại Tự Tại Chân Nhân. Là, vầng trăng đêm qua. Phong Phi Vân hái trăng chỉ vì chọc đám nhóc cười chứ không phải vì Đại Tự Tại Chân Nhân. Đại Tự Tại Chân Nhân lạnh nhạt nói. À, bỏ lâu rồi. Phong Phi Vân dừng bước. Sao chân nhân ném nó? Đó là đồ của ta. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng, hắn rất tức giận. Đêm hôm qua Phong Phi Vân chỉ vì chọc đám nhóc ngây thơ cười mới, hái trăng, giờ Đại Tự Tại Chân Nhân ném trăng, đi. Phong Phi Vân không nghi ngờ lời Đại Tự Tại Chân Nhân nói, loại người tự phụ như nàng xem cái gì cũng như cỏ rác, có lẽ Thiên Tủy Binh Đàm bị nàng vứt thật. Phong Phi Vân định trở về tìm Thiên Tủy Binh Đàm. Đại Tự Tại Chân Nhân nghiêng người, mắt lóe tia sáng lạnh. Đứng lại, bản đế không có thời gian lãng phí với ngươi. Tìm được địa cực truyền tống trận là giờ chết của ngươi. Hư không bị ánh mắt Đại Tự Tại Chân Nhân giam cầm, trọng lực đè xuống như có các ngọn núi to đè đầu Phong Phi Vân, không thể nhúc nhích. Một vạn dị thú chiến hồ lao ra khỏi cơ thể Phong Phi Vân phát ra tiếng thú gầm, trên hoang nguyên toàn là bóng thú mạnh mẽ phá tan Đại Tự Tại Chân Nhân chấn áp. Phong Phi Vân lấy Kình Thiên Côn ra, lực công kích gấp 27 lần. Dù là nữ đế cũng dám chiến đấu. Hừ, giỏi, bị bản đế chấn áp còn dám đánh. Đại Tự Tại Chân Nhân đứng yên tại chỗ, mắt bắn ra hai tia sáng vàng, hai cuồng long màu vàng bay ra kèm theo áp lực khủng khiếp đè nát một vạn dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân biết hai cuồng long vàng lợi hại, chân đạp luân hồi tật tốc nhanh chóng thụt lùi. Phong Phi Vân biến thành cái bóng bay sâu vào Vũ Hóa Mộ Nguyên, né ai cuồng long vàng công kích. Mắt Đại Tự Tại Chân Nhân lóe tia kinh ngạc, Phong Phi Vân bộc phát tốc độ khiến nàng ngạc nhiên. Nhưng tu vi cách biệt quá lớn, Phong Phi Vân không trốn thoát, bị Đại Tự Tại Chân Nhân đánh tơi tả. Ngực Phong Phi Vân bị chém vết máu rợn người, nếu không nhờ cơ thể mạnh mẽ thì hắn đã bị xé thành hai khúc. Long Khương Linh, ngươi chỉ tu luyện hơn ta 2000 năm chứ có gì hay. Nếu cùng cảnh giới thì một bàn tay ta đủ trấn áp ngươi. Đại Tự Tại Chân Nhân khoác áo vàng như giai nhân 16 trăng tròn, khuôn mặt khuynh thành thoát tộc như thiếu nữ nhưng có sự bá đạo không cho làm trái. Ngươi đang nói ta già. Ha ha ha, trước giờ trong tu tiên giới chỉ tính tu vi mạnh yếu, từ khi nào tuổi tác là cái cớ cho thất bại. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Hay, nói hay, nếu hôm nay ta không chết thì sau này sẽ trả lại gấp đôi, mụ phù thủy. Đại Tự Tại Chân Nhân không già chút nào, nàng rất trẻ tuổi. Nhìn bề ngoài như thiếu nữ không đến 20 tuổi. Thiếu nữ thanh xuân, da thịt búng da sữa, môi hồng mắt sáng, eo nhỏ như liễu. Tu tiên giới không chú trọng tuổi tác, tu vi đến cảnh giới siêu cao thì tu luyện mấy ngàn năm bề ngoài vẫn trẻ trung. Phong Phi Vân mắng, mụ phù thủy, chỉ để sướng miệng, Đại Tự Tại Chân Nhân sẽ không để bụng. VIPVANDAN.VN Chương 1233, gặp lại địa cực cổ trận đài. Khiến Phong Phi Vân bất ngờ là Đại Tự Tại Chân Nhân rất tức giận, trên bầu trời ngưng tụ một dấu tay khổng lồ chứa tia diệt, lực lượng hủy diệt muốn chấn chết Phong Phi Vân. Sống hơn 2000 tuổi mà còn mất bình tĩnh. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc tạt ngang. Hoang nguyên rung bần bật như trời sụp đất nứt, mặt đất nhiều vết rạn, sự sống phạm vi trăm dặm bị hủy diệt, để lại thủ ấn khổng lồ dưới đất.
khổng lồ bị đánh thủng, lòng đất thủng lỗ sâu hóm. Đại tự tại chân nhân rụt tay về, lòng thầm hối hận. Đại tự tại chân nhân vội thi triển thần thức tìm kiếm nhưng dã mất tung tích Phong Phi Vân, trong trăm dặm không chừa một chút sự sống nào. Chẳng lẽ bị đánh thành cho bụi? Đại tự tại chân nhân bắt đầu suy tính nhưng không có chút kết quả, không tìm được dấu vết nào. Phong Phi Vân, ngươi lăn ra cho ta. Đại tự tại chân nhân luống cuống, rất hối hận. Đại tự tại chân nhân cho rằng mới rồi đã quá kích động, không biết có phải vì nàng chưa tìm được địa cực truyền tống trận đã lỡ tay giết Phong Phi Vân. Dù chết cũng nên để lại chút dấu vết, tại sao không suy tính ra? Đại tự tại chân nhân hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ trốn rồi bản đế không tìm thấy sao? Mặt đất tĩnh lặng. Đại tự tại chân nhân thật sự tức giận, nàng không tin Phong Phi Vân đã chết. Thời gian trôi qua. Hồi lâu sau đại tự tại chân nhân buồn bã thầm nghĩ. Xem ra chết thật, nếu không tại sao mình không suy tính ra được. Ta tìm đến, địa cực cổ trận đài. Người Phong Phi Vân đầy bùn đất bay ra khỏi một khe nứt. Phong Phi Vân rất vui vẻ, rất chật vật, tóc rối xù, mặt đầy bùn đất. Đại tự tại chân nhân đang ngồi bên cạnh đất nứt, mắt thẫn thờ đăm chiêu. Phong Phi Vân đột nhiên từ bên dưới vọt lên làm đại tự tại chân nhân giật nảy mình, phản xạ thụt lùi. Đại tự tại chân nhân đang ngồi chồm hổm nên bị mất thăng bằng, té ngửa ra sau. Phong Phi Vân ngạc nhiên, giây sau mắt sáng rực, cười giễu đại tự tại chân nhân. Hừ! Đại tự tại chân nhân đứng bật dậy, chải chuốc tóc dài, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt khiếp người. Phong Phi Vân cảm nhận khí lạnh thấu xương, ngừng cười. Ngươi không chết! Phong Phi Vân nói. Trước khi hủy địa cực cổ trận đài thì chân nhân sẽ không thật sự giết ta, nếu mới rồi chân nhân muốn giết thật thì ta không sống nổi. Phong Phi Vân nói thật lòng, mới rồi đại tự tại chân nhân ra tay tuy hung dữ nhưng chỉ dùng lực lượng gần 1%, không thật sự giết hắn. Vừa rồi đúng lúc thiên toán thư sinh giúp Phong Phi Vân che giấu thiên cơ nên đại tự tại chân nhân không tính ra, cho rằng nàng lỡ tay đánh hắn ra bã thật. Đại tự tại chân nhân cắn môi, nét mặt xa sầm nói. Mới rồi ngươi nói tìm được địa cực cổ trận đài, nó ở đâu? Ngay bên dưới. Phong Phi Vân rất muốn hủy địa cực cổ trận đài nhưng thực lực của hắn khó làm gì được trận đài này, hắn cần nhờ vào tay đại tự tại chân nhân. Hai người bay xuống lòng đất, trông thấy một tòa trận đài khổng lồ cổ xưa do các khối đá to xếp hàng dài ra tay dưới a lòng đất sâu trăm tước. Đại tự tại chân nhân vỗ một trường đó đúng lúc đánh ngay bên trên địa cực cổ trận đài. Địa cực cổ trận đài là không gian truyền tống trận khá cao minh, bình thường vượt qua mấy trăm ức dặm, hàng ngàn ức dặm, hoặc đi một số đại thiên vị diện mới trước giờ chưa từng có địa cực cổ trận đài. Để bày trận đài cỡ này cần có tu vi vũ hóa cảnh, muốn phá hoại nó phải có tu vi rất cao. Phong Phi Vân hỏi. Chân nhân niết bàn mấy lần? Đại tự tại chân nhân liếc Phong Phi Vân. Ngươi cảm thấy ta không phá được một tòa trận đài sao? Phong Phi Vân đáp. Cái này khó nói. Đại tự tại chân nhân hừ mạnh, cảm thấy bị khinh thường. Trán trắng nõn bắn ra tia sáng vàng vô cùng, ánh sáng chói mắt như điện. Một con rồng vàng khổng lồ bay ra ngoài, dài khoảng 3.000 thước. Mỗi miếng vảy rồng to cỡ cái gầu. Người rồng vàng phát ra áp lực kinh khủng, đè ép Phong Phi Vân vội bay ngược ra sau, gọi miểu quỷ ban chỉ ra bảo vệ thân thể mình mới chống lại nổi lực lượng kia. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tu vi của bà tám này thật lợi hại, đánh nhau với tà hoàng chưa lộ ra sức mạnh thật sự. Con rồng to màu vàng thò vuốt rồng vỗ xuống địa cực cổ trận đài. Địa cực cổ trận đài vận chuyển nhanh, trong trận đài đá to phát ra ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành cột ánh sáng đánh nát vuốt rồng. Đại tự tại chân nhân liên tục lùi 3 bước, thu con rồng vàng vào trán. Đại tự tại chân nhân hít sâu, nói. Trận pháp thủ hộ thật khủng khiếp. Phong Phi Vân châm chọc. Đùa, cường giả vũ hóa cảnh bày trận pháp thủ hộ chuyên môn bảo vệ địa cực cổ trận đài đâu dễ bị chân nhân phá. Đại tự tại chân nhân nói. Không phải ngươi nói là có cách phá địa cực cổ trận đài sao? Phong Phi Vân thận trọng gật đầu, ngồi xổm người xuống. Phong Phi Vân nhặt một cục đá khắc thứ tự địa cực cổ trận đài, lại khắc cách vận chuyển của trận pháp phòng ngự, cuối cùng nói lý niệm trận pháp, cách phá giải bài bố của tu sĩ vũ hóa cảnh. Đại tự tại chân nhân có tạo nghệ trận pháp rất cao, trí tuệ cao sâu, thông minh hơn người.
Trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố rất phức tạp nhưng đại tự tại chân nhân vẫn nhanh chóng lĩnh ngộ ra đại khái. Mắt đại tự tại chân nhân sáng lấp lánh, được lời nói của Phong Phi Vân dẫn dắt, nhiều điểm mù trận pháp trước kia không rõ ràng thoáng chốc sáng sủa hẳn ra. Đại tự tại chân nhân còn suy một ra ba, lòng vẽ ra trận pháp uy lực khủng bố ngang ngửa với trận pháp của tu sĩ vũ hóa cảnh. Nếu có thể bày ra trận pháp ngang ngửa với tu sĩ vũ hóa cảnh vậy còn sợ gì trên mảnh đất này nữa? Hai cung chủ thần linh cung có muốn đối phó với đại tự tại chân nhân cũng sẽ bị nàng trấn áp ngược lại. Nhưng trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố rất khó lĩnh ngộ, khó khăn lớn lao, hao phí tài nguyên khổng lồ, đủ đào rỗng nguyên thần tấn vương triều. Phong Phi Vân chỉ mặt đất. Muốn phá hỏng địa cực cổ trận đài phải vào cổ trận đài trước, dọc theo tuyến đường này là xông vào được. Đại tự tại chân nhân nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cảm thấy nam nhân trước mắt nàng rất bất phàm. Đại tự tại chân nhân nói, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta phá địa cực cổ trận đài rồi mới xử ngươi sau. Đại tự tại chân nhân có dã tâm rất lớn, nàng không chỉ muốn phá địa cực cổ trận đài, càng muốn lấy trận pháp phòng ngự của tu sĩ vũ hóa cảnh trong trận đài. Làm như vậy đại tự tại chân nhân sẽ đứng ở thế bất bại trên mảnh đất này, không ai đánh bại nàng được. Đại tự tại chân nhân mới đi vào địa cực cổ trận đài là Phong Phi Vân co giò bay lên trời ngay. Bà tám này ngu, lão tử dẫn nàng đến đây là muốn nhờ vào trận pháp phòng ngự do tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra nhốt nàng. Hừ, ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ngươi đến giết ta sao? VIPVANDAN.VN Chương 1234, Nữ ma đại nhân uy vũ. 1. Tuy Phong Phi Vân chạy trốn nhanh nhưng đại tự tại chân nhân để lại hậu chiêu. Một ảo ảnh ngưng tụ trong không trung. Giống y như đại tự tại chân nhân mới vào địa cực cổ trận đài, phát ra khí thế khổng lồ. Đại tự tại chân nhân lạnh lùng hỏi. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ mình thoát được sao? Phong Phi Vân đã vọt ra khỏi mặt đất, tốc độ siêu mau. Nhưng ảo ảnh sau lưng Phong Phi Vân không chậm, thậm chí nhanh hơn hắn một chút. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi để lại phân thân. Đại tự tại chân nhân này chỉ là một phân thân, nhưng vẫn rất cường đại. Phát ra uy lực mạnh còn hơn chân thân bình thường một chút. Để phòng ngừa ngươi chạy trốn. Phân thân đại tự tại chân nhân ra tay, bàn tay vỗ ra một bóng rồng như dòng sông vàng xuyên thủng hư không, khí thế khiến người sợ hãi. Nhịn ngươi lâu rồi. Phong Phi Vân triệu ra kình thiên côn, tức giận hô gậy như hô một ngọn núi đánh với bóng rồng. Vũ hóa mộ nguyên rung bần bật, trời lòng đất lở. Mấy ngày nay về Phong Phi Vân ôm cục tức muốn chút ra ngoài. Hắn không chỉ triệu hoán kình thiên côn mà miểu quỷ ban chỉ, thanh đồng cổ thuyền cũng hiện ra. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la, cưu cửu quẻ bào lên người. Sau khi mặc ẩn tàm sa la, dù là phân thân đại tự tại chân nhân cũng không phát hiện bóng dáng Phong Phi Vân, bị hắn đánh lén hai lần. Phong Phi Vân đánh phân thân đại tự tại chân nhân té xuống áng mây hai lần, rất chật vật. Tuy đại tự tại chân nhân chỉ có một lũ phân thân nhưng ngưng tụ chắc chắn. Trừ tu vi không cao bằng chân thân ra còn lại giống nhau. Khi Phong Phi Vân công kích lần thứ ba thì bị phân thân đại tự tại chân nhân phát hiện trước, nét mặt xa sầm, một bàn tay đâm ra. Cánh tay Phong Phi Vân suýt bị giật xuống, máu nhuộm đỏ ngón tay phân thân đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân phản ứng siêu mau, hắn vỗ trưởng vào bộ ngực to. Tu vi phân thân đại tự tại chân nhân siêu đẳng chỉ lùi một bước ca đã ổn định thân thể. Phong Phi Vân thì bay ngược ra ngoài, cánh tay đổ máu ròng ròng. Tu vi của đại tự tại chân nhân quá cao, tuy chỉ là một lũ phân thân nhưng sánh bằng chân nhân. A, à, sờ mềm thật. Ngực phân thân đại tự tại chân nhân căng tròn rất gợi cảm, quần áo căng sắp rách. Phân thân đại tự tại chân nhân cho rằng mới rồi Phong Phi Vân cố ý chụp ngực nàng. Mặt phân thân đại tự tại chân nhân ửng hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đỉnh đầu phân thân đại tự tại chân nhân ngưng tụ thần bàn màu vàng, vô số bóng dần bay lượn bên trên như tia chớp, hư không bị nàng giam cầm. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Nàng đã đề phòng, không thể đánh lén nữa. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, không định đấu với phân thân đại tự tại chân nhân nữa. Lúc này Phong Phi Vân nổi lên cảnh giác, người lạnh lẽo. Sao nữ ma đầu này đến đây? Sát khí đến từ phía sau. Phong Phi Vân vội thu thanh đồng cổ thuyền về, quay người lại. Một nữ nhân áo trắng từ chân trời bước chậm đến, ánh sáng thánh khiết bao phủ người tựa tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa.
nhưng khí thế trên người nữ nhân áo trắng không dịu dàng mà lạnh băng, lạnh còn hơn cả đại tự tại chân nhân. Nữ ma Tiêu Nặc Lan. Xẹt 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 xẹt. Tiêu Nặc Lan vung tay áo, ánh sáng trắng bắn ra. Thần bàn màu vàng của đại tự tại chân nhân vỡ tan. Ngay sau đó Tiêu Nặc Lan đứng bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt đen láy nhìn hắn. Tiêu Nặc Lan nói, đi theo ta. Phong Phi Vân gật đầu. Được. Tuy nữ ma quen thói giết người nhưng Phong Phi Vân cảm thấy Tiêu Nặc Lan dễ ở chung hơn đại tự tại chân nhân, ít ra nàng dễ dụ. Cơ hội trốn khỏi tay nữ ma nhiều hơn là trong tay đại tự tại chân nhân. Cộng thêm nếu gợi lên mâu thuẫn giữa nữ ma và đại tự tại chân nhân thì Phong Phi Vân càng sướng. Phong Phi Vân bắt đầu châm ngòi. Nữ ma đại nhân, ta rất nhớ nàng. Ta là sứ giả của nàng, ta đã báo tên nàng ra rồi nhưng đại tự tại chân nhân thật đáng ghét, không để nàng vào mắt. Đại tự tại chân nhân còn nói gì? Nữ ma là cái gì? Bản đế một bàn tay có thể đập chết 4, 5 nữ ma. Dù sao hai nữ nhân này không phải thiện nam tín nữ, tốt nhất là không chết không ngừng, lưỡng bại câu thương. Như vậy Phong Phi Vân càng được lợi. Nữ ma luyện hóa ma huyết trong long mạch song thân hình trở nên vô cùng thánh khiết, ma tính hết sạch, không còn tử khí. Tiêu Nặc Lan như tiên nữ trốn hồng trần, thiện thi, bản tôn, tà thi đã bắt đầu dung hợp. Tiêu Nặc Lan không phải thi tà không có trí tuệ, nàng nhìn thấu mục đích của Phong Phi Vân. Tiêu Nặc Lan nói, ta tìm ngươi đã lâu, đi theo ta. Phân thân đại tự tại chân nhân kiêu ngạo nói. Đứng lại, ngươi nói mang hắn đi là đi sao? Bản đế chưa đồng ý. Mắt nữ ma đẹp, tóc dài bay bay, thanh âm như tiếng trời. Hắn là người của ta. Ngón tay Tiêu Nặc Lan thuôn nhỏ như Mỹ Ngọc búng một cái. Phân thân đại tự tại chân nhân chớp mắt tan vỡ thành luồng khói vàng tan biến trong không khí. Phong Phi Vân ở một bên vỗ tay. Nữ ma đại nhân tu vi thông thiên triệt địa, cửu thiên thập địa, không người địch nổi. Nữ đế quái quỷ gì đó, đại tự tại chân nhân gì đó nữ ma đại nhân búng tay một cái là thành cho, không đáng nhắc đến. Tiêu Nặc Lan không khách sáo nhận. Đó là đương nhiên. Thua. Phong Phi Vân theo Tiêu Nặc Lan rời khỏi Vũ Hóa Mộ Nguyên, lòng thầm suy đoán nữ ma đầu tìm mình có chuyện gì. Cuối cùng Phong Phi Vân ra một kết luận là không có chuyện tốt. Niềm vui sướng đã mất, Phong Phi Vân có cảm giác rời khỏi miệng cọp rơi vào hang sói. Dường như nữ ma không còn dễ bị dụ. Nửa ngày sau, sâu trong Vũ Hóa Mộ Nguyên bị kinh lôi nổ ầm ầm. Một luồng khí long hoàng màu vàng bắn thẳng lên 9 tầng trời. Đại tự tại chân nhân phá đất bay lên, lơ lửng trên 9 tầng mây, ánh mắt ngạo nghễ. Đại tự tại chân nhân lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, ngươi quá coi thường bản đế. Muốn nhốt chết bản đế trong đó nói dễ hơn làm, địa cực cổ trận đài đã bị ta phá. Bản đế còn được nửa trận pháp phòng ngự tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra. Tuy đại tự tại chân nhân có được trận pháp phòng ngự nhưng chỉ được một nửa không đầy đủ. Trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra mặc dù chỉ có một nửa nhưng cũng rất lợi hại, xứng là phòng ngự số một trên mảnh đất này. Đại tự tại chân nhân khép mắt lại, chiến đấu mới xảy ra trên Vũ Hóa Mộ Nguyên hiện rõ trong đầu nàng. Có hình ảnh, nữ ma búng tay phá phân thân của đại tự tại chân nhân, Phong Phi Vân ở một bên khen. Đại tự tại chân nhân rất tức giận, ngực to phập phồng, nỗi lòng căm hờn. Nữ ma, người quá kiêu ngạo. Mắt đại tự tại chân nhân sáng như trời trăng, nổi sát ý với nữ ma nhiều còn hơn với Phong Phi Vân. Nam Thái Phủ, trong một thi thành rách nát. Nơi này là chỗ ở của Tiêu Nặc Lan, thi tà vào tòa thành này toàn là đệ tam biến. Chúng nó đã sinh ra chút linh tuệ, không dám tổn thương gốc cây ngọn cỏ tại đây. VIPVANDAN.VN Chương 1235, Nữ Ma Đại Nhân Uy Vũ 2. Đi vào chỗ ở của Tiêu Nặc Lan như vào đất lành, đối lập với cảnh tượng thi tà bò đầy đất bên ngoài. Tiêu Nặc Lan đứng bên hồ tiên, áo trắng bay bay, linh yên lượn lờ quanh thân, khí chất tĩnh lặng. Người uống ma huyết ta để lại bên long mạch coi như được ta ban ơn, đã nhận ân huệ thì phải trả, đúng không? Quả nhiên Tiêu Nặc Lan thay đổi, ít ra trước kia nàng sẽ không bình tĩnh nói chuyện với Phong Phi Vân thế này. Phong Phi Vân nói, chúc mừng, chúc mừng. Nữ ma đại nhân bỏ đi thân ma, cô động thiên tâm, lại đến gần đại đạo một bước. Tiêu Nặc Lan nói, ta cứu ngươi từ tay đại tự tại chân nhân xem như ban ân lần thứ hai, ngươi sẽ không quyệt nợ đi.
Phong Phi Vân nói. Nữ ma đại nhân chiến lực vô song, đại tự tại chân nhân cũng không phải đối thủ, thật khiến người ngưỡng mộ. Lòng tôn sùng đại nhân như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, mênh mông như sông tấn tuôn trào không thể chặn lại. Tiêu Nặc Lan nói. Ta chăm sóc vị hôn thê của ngươi nhiều năm, dạy nàng cách tu luyện, giúp nàng tăng vọt tu vi, xem như ban ân lần ba. Nếu ngươi còn muốn quyệt thì ta không ngại giết kẻ tri ân mà không báo. Vị hôn thê. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt. Hắn chỉ có một vị hôn thê, Nguyệt Công Chúa, Long Thương Nguyệt. Lúc Phong Phi Vân được sách Phong Thần Vương, đính hôn trước mặt người trong thiên hạ, có muốn chối cũng không được. Lúc Kỳ Thần Phi chết nắm tay Phong Phi Vân dặn dò hắn phải chăm sóc Long Thương Nguyệt, làm sao hắn mặt dày không nhận được. Phong Phi Vân nói. Nữ ma đại nhân có gì sai bảo xin cứ nói, miễn ta làm được thì sẽ dốc hết sức. Tiêu Nặc Lan vụt xoay người. Ta muốn thi biến lần thứ 5, trong vòng 3 tháng ngươi chuẩn bị 500 vạn linh thạch giúp ta, thiếu một viên là lấy mạng ngươi. Thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân hiểu thi biến lần thứ 5 có ý nghĩa gì. Nghĩa là nếu Tiêu Nặc Lan thành công sẽ vô địch mảnh đất này. Như hai cung chủ thần linh cung chỉ là con tép trước mặt Tiêu Nặc Lan. Phong Phi Vân chưa từng thấy hai cung chủ thần linh cung, nhưng hắn dám chắc bọn họ tuyệt đối không địch lại thi tà ngũ biến. Phong Phi Vân dứt khoát nói. Không thể nào, nơi này thiếu thốn tài nguyên, dù cộng lại cũng không đủ cho thi biến lần thứ 5 tiêu hao năng lượng. Tiêu Nặc Lan nói. Nên mới cần ngươi chuẩn bị 500 vạn linh thạch giúp ta. Chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Ta không thiếu linh thạch phẩm cấp cao. Ta chỉ thiếu linh thạch phẩm cấp thấp có thể nhanh chóng luyện hóa, bổ sung năng lượng. Có 500 vạn linh thạch cộng thêm huyết khí ức vạn thương sinh Nam Thái Phủ, cộng long mạch tại thần đô, hóa đạo thạch chắc đủ cung cấp năng lượng cho thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân nói, dù cướp sạch quốc khố thần tấn vương triều cũng không thể nào góp đến 100 vạn linh thạch. Trên người ta tối đa lấy ra 30 vạn linh thạch, đây là lần trước cướp đổ cung ngầm lấy được. Không liên quan đến ta. Tóm lại trong vòng 3 tháng ngươi phải gom đủ 500 vạn linh thạch, mặc kệ ngươi cướp quốc khố thần tấn vương triều hay quốc khố ngũ đại vương triều cũng thế. Tiêu Nặc Lan ngừng một lúc, nói tiếp. Không lâu sau mảnh đất này sẽ nghênh đón sát kiếp, toàn bộ sinh linh bị hủy diệt. Nếu ngươi gom đủ 500 vạn linh thạch trợ giúp ta hoàn thành thi biến lần thứ 5 thì ta có thể bảo vệ ngươi vượt qua đại kiếp nạn. Được rồi, ta sẽ thử xem. Phong Phi Vân biết thời gian gấp gáp. Chắc nữ ma cũng cảm ứng được đại kiếp nạn sắp tới nên sốt ruột muốn đột phá. Phong Phi Vân hỏi. Thương Nguyệt ở đâu? Tiêu Nặc Lan trả lời. Nàng đi thần đô, nói là muốn tìm mẫu thân. Tiêu Nặc Lan biến thành luồng khói trắng biến mất tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.